Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 540, làm quan một lát làm người một đời. Tề Chính Hồng ngồi trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong, hắn cầm một tấm hình trong tay nói. Chủ tịch Hào, anh đã xem tấm hình này chưa, chụp rất đẹp, ít nhất nhìn từ góc cạnh chụp ảnh cũng thấy đây là một nhà nhiếp ảnh tốt. Trên mặt Hào Nhất Phong cũng không có nụ cười, trên mặt bàn làm việc của lão cũng có một tấm hình như vậy, người đàn ông trong tấm ảnh với nụ cười nhàn nhạt, thật sự rất bình tĩnh và lạnh nhạt. Hào Nhất Phong nhìn nụ cười kia và cảm thấy có chút không thoải mái, lão là chủ tịch tỉnh, gần đây lão yêu cầu mình có ý chí rộng lớn, làm người rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy người kia thì lão thật sự có chút nghi ngờ với chính mình. Có quá nhiều điều không tốt đẹp làm cho Hào Nhất Phong nhớ lại và chẳng thể nào vui mừng nổi, đặc biệt là khi Dương Quân Tài ảm đạm rời khỏi tỉnh Sơn Nam, nó giống như một cây lớn đâm rễ sâu vào lòng lão. Dù rễ cây cũng không quá sắc bén, cũng khó thể nhìn thấy, thế nhưng chỉ cần hơi động vào sẽ cảm thấy đau. Năm đó Dương Độ Lục đưa con trai đến tỉnh Sơn Nam đã tỏ ra cực kỳ tín nhiệm Hào Nhất Phong, nhưng kết quả thì sao? Dương Quân Tài là một con chim gãy cánh, nếu như không phải cuối cùng Dương Độ Lục ra tay kịp thời, chỉ sợ đời làm quan của Dương Quân Tài xem như đã bị hủy hoại. Tất cả cũng chỉ vì tên cán bộ trẻ tuổi kia. Hào Nhất Phong biết rõ, vì đối phó với người này mà Tề Chính Hồng đã nhiều lần ra tay không nể mặt nhưng hầu như cũng chưa bao giờ thành công. Bây giờ tấm ảnh này được truyền đi khắp nơi, có thể đánh cho tên cán bộ thanh niên kia chẳng thể đứng lên hay không. Anh cảm thấy tấm hình này có thể chứng minh được điều gì? Hào Nhất Phong nhìn tấm hình với hai người một nam một nữ đang đứng sóng vai khoác tay nhau nở nụ cười thân mật rồi khẽ hỏi. Tề Chính Hồng cười hì hì nói. Chủ tịch Hào, tấm hình này không thể chứng minh điều gì, nó có thể chứng minh thứ gì đó, cũng có thể không chứng minh được gì cả, nó thật sự không đáng một đồng, dù sao đây cũng không phải là bắt gian tại trận. Hào Nhất Phong cười ha hả nói. Chủ tịch Tề, anh đã lớn tuổi rồi, nói chuyện cũng không thể danh mãnh như vậy. Người ta dù sao cũng là vãn bối của anh. Chủ tịch Hào, nhưng tôi cảm thấy nếu cứ để tùy ý cho tấm hình này lan truyền, khối chính quyền tỉnh chúng ta lại làm như không thấy gì, trực tiếp coi thường, có phải là không chịu trách nhiệm không? Dù thế nào thì chúng ta cũng phải tích cực bảo vệ cán bộ tuổi trẻ. Tề Chính Hồng nói đến đây thì khóe miệng vểnh lên vài phần. Hào Nhất Phong không nói gì, chỉ lặng lặng chờ Tề Chính Hồng nói tiếp. Chủ tịch Hào, người phụ nữ trên tấm ảnh là Trương Lộ Giai. Là con gái của Phó Chủ tịch Trương Đông Viễn, cũng chính là con dâu của Bí Thư La. Chúng ta cần phải có trách nhiệm điều tra rõ ràng để lấy lại danh dự cho lãnh đạo tỉnh ủy, cho người trong cuộc một câu trả lời thích hợp, anh nói xem có đúng không? Để cho ai điều tra? Hào Nhất Phong xoay xoay cây bút máy rồi hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn cho ai điều tra nữa, Bí Thư Diệp là lãnh đạo chủ quản ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa hiện tại thì Bí Thư Diệp cực kỳ nhiệt tình. Tề Chính Hồng nói đến câu sau thì có mang theo vài phần hương vị mỉa mai. Hào Nhất Phong nhướng mày, lão có thể căn cứ vào lời nói để thấy rõ Tề Chính Hồng có bất mãn với Diệp Hoa Đình. Lão là người chủ quản khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, lão tất nhiên cảm nhận được mâu thuẫn giữa Tề Chính Hồng và Diệp Hoa Đình. Tề Chính Hồng là một người kiêu ngạo tự phụ, bây giờ gặp phải một người còn kiêu ngạo và tự phụ hơn là Diệp Hoa Đình. Tất nhiên hai bên là cây kim và cọng dâu, cực kỳ tương xứng. Dù hai người không thuộc về một hệ thống, thế nhưng đều là hạng người tự phụ, nếu đụng mặt nhau thì sẽ sinh ra tình huống va chạm, liên tục bắn ra tia lửa. Khi Hào Nhất Phong đang nghĩ xem nên làm cách nào để làm hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người Tề Chính Hồng và Diệp Hoa Đình thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó khoát tay áo với Tề Chính Hồng, vung tay nhận điện thoại. Alo. Tôi là Hào Nhất Phong. Chào Chủ tịch Hào, tôi là Hoa Đình, bây giờ anh có rảnh không? Tôi có một chuyện muốn báo cáo với anh. Người ở đầu dây bên kia mở miệng nói muốn báo cáo thế nhưng há miệng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như đang hạ lệnh. Hào Nhất Phong đã tập mãi thành quen với tính cách của đối phương, vì thế dù có chút không thoải mái nhưng cũng không mở miệng trách móc, lão cười cười nói. Vậy thì anh đến phòng làm việc của tôi đi. Chủ tịch Hào. Tôi thấy lần này chúng ta không cần chủ động mời người, đã có người chủ động đến tận cửa. Tôi đã nói rồi, có người không thích thì thôi, một khi đã thích thì nhanh chóng nổi tiếng. Làm bí thư ủy ban kỷ luật thì cũng phải phá những vụ án lớn, cũng phải cho chúng ta thấy rõ năng lực mới được. Tề Chính Hồng đặt tấm ảnh xuống bàn, sau đó dùng giọng mỉa mai nói. Hào Nhất Phong không nói gì,
lão chỉ gõ tay xuống bàn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng tất nhiên hiểu ý nghĩa ánh mắt của Chủ tịch Hào Nhất Phong, Tề Chính Hồng hắn cũng không phải hạng người không rộng lượng, vấn đề là Diệp Hoa Đình kia quá cuồng vọng. Tất nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, quan trọng là đối phương đến tỉnh Sơn Nam làm cho Tề Chính Hồng cảm nhận được đối phương đang gây hấn với quyền uy của mình. Nói cách khác thì người này đang là đối thủ cạnh tranh vị trí lãnh đạo hàng thứ hai trong tỉnh Sơn Nam với Tề Chính Hồng. Anh nói xem, vì nguyên nhân như vậy tồn tại, Tề Chính Hồng sao có thể là một người khoan dung rộng lượng, sao có thể dễ dàng tiếp nhận Diệp Hoa Đình cho được. Chủ tịch Hào, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước, chỗ tôi thật sự còn khá nhiều việc. Ôi, làm quan là như vậy đấy, nhìn có vẻ tràn đầy hào quang, thực tế lại chỉ là trâu ngựa gắng sức kéo xe mà thôi. Tề Chính Hồng thu dọn vài thứ trên mặt bàn, sau đó lên tiếng nói đùa với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong cười nhát một tiếng, sau đó lão nghiêm túc nói. Chính Hồng, hai người chúng ta cùng nhập gánh công tác đã rất lâu, tôi là một người anh, muốn nhắc nhở anh một câu, đó là con người, làm quan chốc lát làm người cả đời, ý chí rộng lớn bao nhiêu, bao dung bao nhiêu thì sẽ đi xa bấy nhiêu. Càng bao dung thì càng đi xa. Tề Chính Hồng thầm nghĩ lại lời nói của Hào Nhất Phong, hắn tất nhiên nghe và hiểu ý nghĩa lời nói của Chủ tịch Hào nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh. Thật sự là quả bay trên đầu heo, chỉ thấy người khác đen mà không thấy mình đen. Nếu nói tôi lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ Hào Nhất Phong anh là người bao dung có thể chứa hai người? Đúng là đáng chê cười. Cảm ơn Chủ tịch Hào, tôi biết rồi, thật sự là nghe ngài nói chuyện một lần bằng đọc sách 10 năm, hôm nay ngài có rảnh không, nếu có thì chúng ta đi đánh vài ván bài nhé. Tề Chính Hồng biết rõ Chủ tịch Hào Nhất Phong bình thường cũng không có yêu thích gì khác, khi nào rảnh rỗi thật sự muốn đánh vài ván mạt chược, thuần túy chỉ là giải trí. Khốn nổi những người đến tham gia đánh mạt chược đều không phải hạng tầm thường, đều là người có danh tiếng và mũ quan cao cấp. Hào Nhất Phong giống như cũng ý thức được lời nói của mình có gì đó không ổn với Tề Chính Hồng, lão chỉ sợ sẽ làm tổn thương trợ thủ đắc lực, thế nên dùng giọng sảng khoái nói. Thật sự có rảnh, như thế này đi, để tôi sắp xếp, đã vài ngày không ăn thịt kho tàu ở khách sạn Sơn Nam, thật sự có hơi thèm. Chủ tịch Hào, việc này không cần nhọc lòng ngài cứ chờ điện thoại của tôi. Tôi đi sắp xếp là được. Tề Chính Hồng khẽ khoát tay chặn lại, sau đó định đẩy cửa đi ra khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Khi Tề Chính Hồng đặt tay lên cửa thì thư ký của Hào Nhất Phong ở phía đối diện cũng đang đưa tay lên gõ cửa, khi cửa mở ra thì viên thư ký nhanh chóng chào hỏi Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên ở bên kia. Bí thư Diệp, hai ngày trước chúng ta uống rượu còn chưa tận hứng. Anh xem khi nào thì chúng ta uống thêm một chầu nữa đây. Cảm ơn Chủ tịch Tề, thế nhưng hai ngày nay tôi thật sự rất bận, đợi vài ngày nữa tôi sẽ mời Chủ tịch Tề. Người đàn ông trung niên cười cười với Tề Chính Hồng, sau đó dùng giọng bình tĩnh đáp. Được rồi, tôi bất cứ lúc nào cũng chờ lời kêu gọi từ Bí thư Diệp. Tề Chính Hồng nói rồi định cất bước đi ra ngoài. Chủ tịch Tề, anh quá khách khí rồi. Đúng rồi, sau này ngài cũng nên thận trọng khi nói những lời như vậy. Vì hai ngày trước tôi đến kiểm tra công tác ở thành phố An Dịch, nghe người bên dưới nói một câu vẻ, cái gì mà ủy ban kỷ luật là quả đen, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lời kêu gọi của bí thư ủy ban kỷ luật. Ha ha ha! Hai người Tề Chính Hồng và Diệp Hoa Đình đều nở nụ cười, sau đó Tề Chính Hồng cất bước đi ra, Diệp Hoa Đình lại đi vào phòng Hào Nhất Phong. Thư ký của Hào Nhất Phong là một cán bộ tai thính mắt tinh tất nhiên sẽ cảm nhận được tình huống hai vị lãnh đạo tỉnh ủy tươi cười nói chuyện nhưng lại mơ hồ có tranh chấp với nhau. Hai vị lãnh đạo này thật sự giống như hai đường song song, từ sau khi Diệp Hoa Đình đi vào tỉnh Sơn Nam thì giữa hai người xảy ra không ít vấn đề. Tuy thư ký của Hào Nhất Phong hiểu tâm tư của hai người này, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giả vờ ngây ngốc, miễn cho chính mình rơi vào giữa vòng xung đột của hai vị lãnh đạo. Tuy hắn là thư ký của Hào Nhất Phong, thế nhưng hai người kia chín là những tồn tại mà hắn căn bản không thể chọc vào. Nếu một trong số hai người thấy hắn không vừa mắt, muốn đẩy hắn đi là chuyện căn bản không gì khó khăn. Hoa Đình, mời anh vào, mời ngồi. Hào Nhất Phong tất nhiên nhìn thấy rõ ràng những gì vừa diễn ra ngoài cửa, tất cả hành vi của hai người Tề Chính Hồng và Diệp Hoa Đình đều lọt vào mắt lão. Lúc này lão đứng lên khỏi ghế và đi đến cùng ngồi xuống ghế salon với Diệp Hoa Đình. Cảm ơn Chủ tịch Hào. Diệp Hoa Đình nhận lấy ly trà từ trong tay của thư ký Hào Nhất Phong, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Hào Nhất Phong nhìn khóe miệng nhếch cao của Diệp Hoa Đình, lại nhìn thấy cặp môi hơi mỏng của người này,
chút hảo cảm cuối cùng của lão với Diệp Hoa Đình đã coi như biến mất không còn gì. Hào Nhất Phong là một người thích đọc sách bổ sung kiến thức, thời còn trẻ cực kỳ sùng bái Tằng Quốc Phiên, càng nghiên cứu qua nhiều phương pháp xem tướng của người này. Lúc mới bắt đầu thì trò xem tướng người chỉ là vui đùa mà thôi, nhưng sau đó chậm rãi lĩnh hội thì thật sự ngộ ra được nhiều thứ. Khi vị trí của lão lên cao thì áp dụng phương pháp nhìn người này hình như càng thêm thuận tiện hơn. Tất nhiên phương pháp xem tướng này ẩn giấu rất sâu trong lòng lão, cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với người ngoài. Diệp Hoa Đình có tướng mạo bình thản nhưng cặp môi quá mỏng lại bộc lộ tính cách của người này ra cực kỳ rõ ràng. Môi mỏng vểnh cao nói rõ tính cách của người này rất cay nghiệt, hơn nữa dù biểu hiện tôn trọng cung kính một cách cực kỳ tinh tế nhưng kết giao với người này cũng không nên để cho vẻ bề ngoài mê hoặc, vì những người có tướng mạo như thế này thì trong khung xương có tính cách không muốn ở bên dưới kẻ khác. Đối với những loại người như thế này, bình thường người xưa đều chọn phương án không trọng dụng. Nói thật lòng thì Hào Nhất Phong thật sự sinh ra cảm giác có vài phần xa lạ với Diệp Hoa Đình. Bí thư Diệp, hai tháng qua anh vào tỉnh Sơn Nam cảm thấy thế nào? Cuộc sống sắp xếp tốt đẹp chứ? Hào Nhất Phong nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói với Diệp Hoa Đình. Cảm ơn Chủ tịch Hào, tôi thật sự rất thoải mái. Chỉ tính riêng câu hỏi của Chủ tịch Hào, tôi dù không thoải mái cũng khó thể nào lên tiếng cho được. Diệp Hoa Đình cười ha hả rồi dùng giọng cởi mở nói. Ha ha ha, bí thư Diệp quá khách khí rồi. Tôi là một người đứng đầu chính quyền tỉnh, tôi quan tâm đến anh là lẽ đương nhiên rồi. Nếu để cho anh đến tỉnh Sơn Nam và chịu uất ức, như vậy lão lãnh đạo sẽ không tha cho tôi, mà tôi cũng rất xấu hổ khi gặp mặt anh ấy. Hào Nhất Phong sảng khoái khoát tay một cái, sau đó dùng giọng cắt đứt nói. Việc liên quan đến em dâu thế nào rồi? Nếu như anh khó ra tay vận tác, như vậy cứ để cho tôi. Tôi trước nay cũng từng làm hiểu việc như vậy. Thậm chí năm xưa còn làm chủ tịch phòng kế hoạch hóa gia đình ấy chứ. Hào Nhất Phong nói lời vui đùa làm cho Diệp Hoa Đình cười ha hả, bầu không khí trong văn phòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi nói thêm vài việc vặt thì Diệp Hoa Đình trầm giọng nói. Chủ tịch Hào, lần này tôi đến chủ yếu có một công tác cần báo cáo với anh. Hoa Đình, có chuyện gì anh cứ nói thẳng, giữa chúng ta cũng không có gì quá khách sáo. Hào Nhất Phong tuy hiểu do Diệp Hoa Đình muốn nói gì nhưng lại giả vờ hồn nhiên như không biết, cũng không nói ra. Diệp Hoa Đình nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Hào Nhất Phong, trong lòng hắn dù có chút khinh thường. Khốn nổi bây giờ hắn thật sự rất cần sự giúp đỡ của một người đứng đầu dương phái ở tỉnh Sơn Nam như Hào Nhất Phong, thế là cố gắng nhẫn nhịn nở nụ cười nói. Chủ tịch Hào, không biết anh đã xem qua tấm ảnh này chưa? Hào Nhất Phong nhìn Diệp Hoa Đình lấy tấm ảnh ra, sau đó lão nhìn thoáng qua rồi nói. Tôi đã xem qua tấm ảnh này rồi, nó cũng chẳng nói lên được điều gì, anh thấy thế nào? Chủ tịch Hào, nếu như tấm hình này không nói được điều gì, vậy ngài thấy tấm ảnh thế nào mới nói rõ vấn đề? Tôi đến tỉnh Sơn Nam chưa lâu, thật sự còn chưa quen thuộc người và sự việc nơi này. Lúc bắt đầu tôi thấy sự việc cũng không có vấn đề, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, tôi phát hiện sự việc cũng không đơn giản như vậy. Diệp Hoa Đình nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười cười nói. Chủ tịch Hào, ngài sẽ không phải không nhận biết được người thanh niên này là ai đấy chứ? Tất nhiên là tôi biết, đó chính là Vương Tử Quân, là chủ tịch thành phố Đông Bộ, là cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong nhìn nụ cười của Diệp Hoa Đình thì đã hiểu đối phương muốn làm gì, thế nhưng lão vẫn dùng giọng bình tĩnh nói. Chủ tịch Hào biết rõ người phụ nữ này là ai không? Chính là Trương Lộ Giai, là con gái của chủ tịch Trương, hơn nữa Trương Lộ Giai này căn bản không phải là vợ của Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Diệp Hoa Đình, lão thản nhiên nói. Điều này có thể nói rõ điều gì? Không phải chỉ là một tấm hình sao? Chúng ta cũng không thể căn cứ vào tấm ảnh này để trông gà hóa quốc, để cứng nhắc nói hai người bọn họ có quan hệ nam nữ bất chính. Tất nhiên là không thể nói như vậy. Chủ tịch Hào, chúng ta có thể xuất phát từ một góc độ khác. Tấm hình này được người ta gửi đến khối chính quyền tỉnh với số lượng lớn, rõ ràng là có người muốn vu oan cán bộ trẻ tuổi của chúng ta. Dù là xuất phát từ phương diện bảo vệ cán bộ trẻ tuổi hay từ phương diện nào khác, cơ quan giám sát kỷ luật chúng tôi đều có nghĩa vụ điều tra rõ ràng. Chúng tôi phải cho người trong cuộc một câu trả lời phù hợp, càng cho đám người bất chính một đả kích nặng nề. Diệp Hoa Đình dùng ngôn từ cực kỳ chính đáng để lên tiếng, nếu như chẳng phải mặt hắn không đủ đen, chỉ sợ hiện tại sẽ xuất hiện thêm một bao công thiết diện vô tư. Hào Nhất Phong gật đầu nói. Bí thư Diệp. Tôi cực kỳ đồng ý với những cán bộ có thái độ công tác như anh,
nhưng trước khi triển khai điều tra thì tốt nhất anh nên thông báo một tiếng với bí thư Nhiếp. Điều này tôi hiểu. Diệp Hoa Đình cười hì hì dùng giọng thản nhiên nói. Được rồi. Hào Nhất Phong không nói gì thêm, lão nâng ly chậm rãi uống nước. Diệp Hoa Đình nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm và bất động của Hào Nhất Phong, trong lòng có chút không thoải mái, khóe mắt chợt xoay chuyển, hắn khẽ nói. Chủ tịch Hào, gần đây lưu hành một chuyện cười, nói rằng làm quan không thể chịu được kiểm tra, không kiểm tra thì là anh hùng, kiểm tra sẽ thành cẩu hùng. Lời này dù có chút bất công nhưng cũng có vài phần đạo lý. Như vậy cũng phải xem vào kết quả điều tra mới biết được. Hào Nhất Phong biết rõ Diệp Hoa Đình nói đến ai, thế nhưng lão vẫn dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói. Đúng vậy, phải điều tra mới biết được, nhưng đối với những chuyện này thì bản thân tôi lại có thái độ giống nhau. Diệp Hoa Đình đi ra khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong, sau đó hắn đi đến phòng làm việc của Bí Thư Nhiếp. Cũng không biết Bí Thư Nhiếp Hạ Quân nói gì với hắn, nhưng khi từ trong phòng làm việc của Bí Thư Nhiếp đi ra thì hắn vội vàng về phòng làm việc của mình, sau đó gọi thủ hạ đắc lực nhất của mình trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Sơn Nam là Phó Bí Thư Đan Viên Thiều đến. Từ xưa đã có câu có người vui có kẻ sầu, khi Diệp Hoa Đình chuẩn bị cho ra một hành động kiểm tra thật sự chính đáng thì vẻ mặt Trương Đông Viễn cực kỳ nghiêm túc. Lão nhìn hai người đứng sóng vai trong bức ảnh, trong lòng thật sự nổi giận. Biết con gái không ai bằng cha, Trương Đông Viễn biết rõ tính cách của con gái nhà mình, chỉ cần nhìn vào biểu hiện hạnh phúc của Trương Lộ Giai, lão biết ngay con tám phần là Giai Giai thích người này. Lão là một người cha, lão thật sự khó thể tiếp thu điều này. Con gái băng thanh ngọc khiết của lão sao lại thích một người đàn ông đã có vợ được. Hơn nữa nhìn vào ánh mắt của con gái, lão biết con gái mình thật sự không muốn xa rời đối phương. Hơn nữa điều làm cho Trương Đông Viễn cảm thấy khó thể tha thứ chính là hai người này ở cùng một chỗ cũng không phải là vấn đề, nếu như giữ kín không nói ra thì chẳng có vấn đề, tại sao lại ném tấm hình thế này ra ngoài. Lúc này lão mỗi lần rời khỏi phòng làm việc của mình thì cảm thấy có vô số ánh mắt dõi theo, bọn họ xì xào bàn tán sau lưng lão, giống như đang nói về con gái bảo bối của lão vậy. Dù Trương Đông Viễn tỏ ra cực kỳ ung dung bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại thật sự rối loạn. Loại chuyện thế này xảy ra làm sao có thể để lão bình chân như vậy cho được. Ngoài cảm giác không dễ chịu thì chỉ có thể là cực kỳ khó khăn mà thôi. Chủ tịch Trương, vừa rồi tôi nghe nói Ủy ban Kỷ luật chuẩn bị tiến hành điều tra sự việc, nhất định phải bắt cho được kẻ tung tin bất chính làm ảnh hưởng danh tiếng của cán bộ. Thư ký Vương Thắng Đào khẽ đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Trương Đông Viễn rồi nói. Trương Đông Viễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Thắng Đào, lão không nói lời nào. Vương Thắng Đào cũng biết tâm tình lãnh đạo không tốt, vì vậy sau khi nói xong thì khẽ rời khỏi phòng làm việc của Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn đứng lên khỏi ghế làm việc, kinh nghiệm công tác nhiều năm nói cho lão biết sự việc này không phải là ngẫu nhiên, nhất định có kẻ ra tay với Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân bây giờ là một người trong sạch, thế nhưng điều tra ra chút gì đó thì sẽ không đơn giản nữa rồi. Nếu điều tra thì vấn đề sẽ liên tục bùng phát, sẽ không còn như ý nghĩ lúc ban đầu. Trương Đông Viễn lấy một điếu thuốc châm lửa hít vào một hơi, lão chợt cảm thấy có một mối nguy hiểm đang rình rập nhào về phía mình. Nếu như sự việc Trương Lộ Giai và Vương Tử Quân bị thẩm tra, chính mình cũng sẽ có liên quan, cho dù người ta không nói thì chỉ sợ mình khó thể nào tiếp tục công tác ở tỉnh Sơn Nam. Dù sao sự việc thế này cũng không phải là thể diện nữa rồi. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Trương Đông Viễn cầm tấm hình lên xem. Lão nhìn cặp trai tài gái sắc trong tấm hình. Sau đó trong lòng giống như nhớ đến thời điểm năm xưa, vì sao mình lại không nghĩ đến phương diện gả con gái cho người này. Nếu như lão có ý nghĩ như vậy, có lẽ cuộc sống hiện tại của Giai Giai thật sự sẽ rất hạnh phúc. Khi ý nghĩ này xuất hiện thì Trương Đông Viễn thật sự xác định giữa con gái mình và Vương Tử Quân chắc chắn có gì đó, không có lửa thì sao có khói, có một số việc căn bản không thể chịu được điều tra. Giai Giai, con đang ở đâu vậy? Trương Đông Viễn bấm số điện thoại của Trương Lộ Giai. Sau đó lão trầm giọng hỏi. Trương Lộ Giai trầm ngâm một chút rồi trầm giọng hỏi. Bố, con đang ở bên ngoài, có chuyện gì không? Tấm ảnh của con và Vương Tử Quân, có chút phiền toái. Trương Đông Viễn cân nhắc một chút, sau đó lên tiếng nói. Thế nào, có chuyện gì xảy ra sao? Giọng nói của Trương Lộ Giai vốn có chút bình thản nhưng nhanh chóng trở nên dồn dập. Sự việc đột nhiên có chuyển biến. Điều này càng làm cho Trương Đông Viễn thêm khẳng định suy đoán của mình, con gái chắc chắn yêu tên đàn ông xuất sắc kia. Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề, hơn nữa vấn đề là không nhỏ. Trương Lộ Giai thật sự không ngờ sự việc lại tiến triển nghiêm trọng như vậy,
tuy nàng thật sự không quá rõ ràng về những trò xu nịnh trong quan trường, thế nhưng nàng cũng công tác trong trường đảng tỉnh ủy, cũng không phải là chốn bồng lai tiên cảnh, ít nhiều cũng có một nửa trong quan trường. Nàng biết rõ nếu chuyện này của Vương Tử Quân bị người ta nắm chặt làm điểm đột phá, cho dù Vương Tử Quân là người trong sạch thì tương lai cũng coi như xong. Trương Lộ Giai nghĩ đến tình huống người mình yêu sắp gặp phải mà trong lòng tràn đầy áy náy, nếu như không phải nàng không cẩn thận, nếu như không phải nàng tùy hứng muốn giữ lại tấm ảnh mà không chịu vứt bỏ, sao có thể để hắn rơi vào tình huống khó khăn như lúc này. Trương Lộ Giai nghĩ như vậy và cảm thấy thật sự đau đớn khó chịu nổi, trước đó Vương Tử Quân tuy an ủi nàng không có chuyện gì nhưng càng là như vậy thì nàng càng khó chịu. Người đàn ông nàng yêu là một ngọn núi cao, hắn không muốn nàng phải quá lo lắng, thế nhưng xem ra lần này nàng đã tự tay đẩy hắn vào vòng nước xoáy rồi. Trong quá trình tiếp xúc với Vương Tử Quân thì Trương Lộ Giai luôn nhận mình là chị, nhưng trong lòng nàng lại thật sự không nghĩ là như vậy, giống như nàng chỉ muốn dùng cách xưng hô này để cản chính mình không nên xa rời hắn. Nàng thật sự rất hưởng thụ cái cách Vương Tử Quân quan tâm chăm sóc cho mình, nó giống như một loại thuốc độc, nếu như đã bước chân qua thì căn bản là khó thể kiềm chế. Nàng thật sự rất tham lam và quyến luyến cảm giác thoải mái khi bản thân ở vào trong trạng thái hạnh phúc tuyệt vời như vậy. Nhưng bây giờ Trương Lộ Giai cũng vì chút tùy hứng mà tạo nên hậu quả khó lường, điều này làm cho nàng cực kỳ ảo não. Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận, nàng nghĩ đến giọng điệu của bố, danh tiếng của bố, thế là nàng chợt cảm thấy lúc này mình nên làm gì đó cho người mình yêu. Chương 541, tâm tình như lửa cháy ngoài đồng nội. Làm thứ gì đó mới được. Trương Lộ Giai nhìn cây liễu ngoài phòng làm việc, nàng dần trở nên kiên định, làm thứ gì đó, đúng, nàng cần phải làm cho Vương Tử Quân. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hai bàn tay trắng như tuyết của Trương Lộ Giai chợt xoắn vào nhau, ngón tay sắc lẻm cắt vào da thịt mềm mại tứa máu tươi. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó có người hỏi. Cô Trương, cô đang ở trong phòng làm việc sao? Trương Lộ Giai nghe được lời này mà hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Nếu như là trước kia thì nàng nhất định sẽ không nói gì, nhưng bây giờ trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Trương Lộ Giai siết chặt nắm đấm, sau đó nàng khẽ buông lỏng tay, chỉ sau nháy mắt thì nàng đã thả lỏng và đi ra ngoài cửa. Nàng hít một hơi thật sâu, trong đầu lóe lên hình bóng của Vương Tử Quân. Nhưng khi hình bóng của Vương Tử Quân xuất hiện trong đầu thì Trương Lộ Giai càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, nàng đã mang đến phiền toái cho hắn, không bằng giúp hắn một lần. Chào thầy Hào. Trương Lộ Giai nhìn người đàn ông ngoài cửa rồi nói. Người đàn ông này cao 1m8, trên mặt là một cặp kính gọng vàng, dáng người và áo sơ mi thẳng thớm, cực kỳ có phong thái học giả. Hắn vốn có chút thất vọng, thế nhưng khi nhìn thấy Trương Lộ Giai đi ra mở cửa thì lại vui mừng như điên. Cô Trương, tôi đến chợ hoa Thiên Đô thấy chậu hoa này rất đẹp, nếu đặt lên bàn thì càng đẹp hơn, thế cho nên mua về tặng cô. Người đàn ông vừa nói vừa đưa chậu hoa về phía Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai nhìn chậu hoa, trong lòng có chút đau xót. Nàng biết rõ ý nghĩ của thầy Hào, trước kia nàng luôn tỏ ra ngăn cách với người này, nhưng lúc này nàng cảm thấy mình căn bản khó thể nào tiếp tục từ chối. Giống như một cánh hoa chậm rãi mở ra, động tác của Trương Lộ Giai rất chậm, nhưng cuối cùng nàng cũng nhận chậu hoa vào trong tay. Thầy Hào thấy Trương Lộ Giai nhận chậu hoa thì trên mặt tỏ ra cực kỳ vui mừng. Cảm ơn thầy Hào, tôi rất thích hoa này. Trương Lộ Giai mở miệng nói. Nhưng nàng nói mà trong lòng cực kỳ chua xót. Nàng thật sự thích chậu hoa này sao? Thích hay không, ấm lạnh thế nào thì người uống nước sẽ biết, thầy Hào kia thấy Trương Lộ Giai nói thì dùng giọng nịnh nọt nói. Cô Trương, nếu như cô thích, mỗi ngày tôi sẽ tặng hoa này cho cô. Trương Lộ Giai tuy khá hờ hững nhưng vẫn phải có chút phản ứng với ánh mắt nóng bỏng của thầy Hào. Tốt quá, đúng rồi thầy Hào, tối nay anh có rảnh không? Trương Lộ Giai dù có ngốc cũng biết thầy Hào có ý với mình, mỗi lần gặp người đàn ông này, nàng đều có thể căn cứ vào ánh mắt của hắn mà đọc được vài thứ. Trước đó hắn cười với nàng thì nàng cũng cười lại với hắn, nhưng nàng rất dễ quên nhiệt tình của thầy Hào. Thế giới này rất phong phú, có rất nhiều chuyện để quan tâm, chỉ cần không lưu ý thì nàng sẽ nhanh chóng quên người đồng sự thường nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng, giống như được người ta sủng ái mà thật sự không thể nào hòa vào. Cô Trương, cô có rảnh không? Hôm nay tôi cũng không có việc gì. Thầy Hào dùng giọng yếu ớt trả lời, thật sự là hạnh phúc đến quá đột nhiên. Sau khi Trương Lộ Giai nhận hoa thì thầy Hào luôn chú ý đến gương mặt của nàng, hắn thích đứng ở bên cạnh nhìn nàng, làn da trong suốt lóng lánh, gương mặt trái xoan xinh đẹp,
nghe nói những người phụ nữ tướng mạo như thế này một khi có tình cảm với anh, nhất định sẽ cực kỳ ngọt ngào. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu hắn, thế là làm hắn không nhịn được phải liên tục tiếp cận. Từ lúc bắt đầu thì sự cố chấp của nàng thật sự hấp dẫn lấy hắn, loại cảm giác hấp dẫn đó không phải như gió táp mưa xa, nó chậm rãi tiến vào đầu, đến khi nhận biết được thì đã rơi vào quá sâu rồi. Thầy Hào nghĩ như vậy và cảm thấy gương mặt tươi cười ngay trước mắt càng thêm đẹp, tâm tình càng thoải mái hơn một chút. Trương Lộ Giai cười lên giống như một con búp bê, hai mắt như vầng trăng khuyết. Thật ra trước khi đến thì hắn nghĩ rằng nàng sẽ tiếp tục từ chối mình, hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, không ngờ sự việc lại không xảy ra như lẽ thường, thật sự rất tốt. Chẳng lẽ đây chính là kết quả của quá trình kiên trì và kiên định theo đuổi? Thầy Hào nhìn Trương Lộ Giai váy trắng thướt tha trước mặt, hắn chợt cảm thấy chống ngực của mình gia tốc. Trương Lộ Giai nhìn gương mặt hưng phấn của thầy Hào, trong đầu chợt sinh ra một cảm giác rất lạ, giống như có thứ gì đó ngủ đông, đến bây giờ bắt đầu dục dịch, mơ hồ sống dậy. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi cười nói. Tôi, buổi tối muốn mời anh dùng cơm, để cảm ơn anh đã tặng hoa. Được, cô Trương, cô có thể đi ra thì tôi đã rất vui, sao có thể để cho cô bỏ tiền tiêu pha cho được. Thầy Hào xoa xoa bàn tay, giọng điệu cũng đã có chút lắp bắp. Trương Lộ Giai thật sự chẳng còn chút sức lực nào, nàng cũng không còn hứng thú để tiếp tục nói chuyện, thế là ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cũng chẳng buồn nhìn người đàn ông này. Nàng sợ mình nhìn đối phương, chỉ sợ quyết định vừa rồi sẽ lại thay đổi, tâm tình cũng dao động bất định. Tôi mời anh thì tôi mời anh có đi không? Trương Lộ Giai đóng cửa lại thật mạnh, khi đóng cửa thì nàng dựa lưng vào sau cửa. Nàng quyết định quá vội vàng, điều này làm cho nàng cũng khó thể chuẩn bị kịp, sau này nàng và người đàn ông của mình sẽ gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, thế là nước mắt tuôn trào như suối, trong lòng cực kỳ chua xót. Chỉ cần người ấy sống tốt đẹp là được. Tiếng ca từ ngoài cửa sổ truyền vào đã nhanh chóng phá tan hàng lũy cuối cùng trong lòng Trương Lộ Giai, nước mắt đã chảy dài trên mặt, nàng ngã ngồi xuống đất. Hi hi, cậu đến bắt chị đi, quỷ nhát gan. Một cô gái chỉ vào một cậu bé còn thấp hơn mình một cái đầu nói, sau đó ngón tay khẽ đưa lên sờ sờ mũi. Em là Vương Tử Quân. Lại một hình bóng trẻ tuổi xuất hiện ngay trước mắt. Chuyện cũ cứ như thế kéo đến cực kỳ mãnh liệt, Trương Lộ Giai vừa khóc vừa nhớ lại từng tình huống gặp mặt Vương Tử Quân. Từng câu, từng chữ, từng ánh mắt, động tác, từng hình ảnh như một cuốn phim được chiếu lại ngay trước mắt, giống như tất cả được mở màn bằng câu nói. Đến đây bắt chị đi, quỷ nhát gan. Quỷ nhát gan, đến giúp chị một chút nào. Trương Lộ Giai cảm thấy mình yêu người đàn ông này rõ ràng là mất đạo đức, nhưng đó là cảm tình thật sự của nàng. Không biết bao lâu sau nàng mới đứng lên khỏi mặt đất, trong mắt đầy kiên định, tâm tình thật sự giống như lửa cháy trên đồng nội, thật sự bùng nổ. Thời gian trôi qua từng giây, mặt trời lặn về phía tây, màn đêm nhanh chóng phủ xuống, tâm tình của Trương Lộ Giai cũng hạ xuống rất thấp. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng làm việc. Sau đó Trương Lộ Giai nghe được âm thanh êm ái. Cô Trương, cô đang ở đây phải không? Tôi là Hào Nhất Mân đây. Thầy Hào, anh chờ một lát, tôi sẽ ra mở cửa. Trương Lộ Giai đã làm xong công tác tư tưởng với mình, nàng cúi đầu đi ra mở cửa. Cửa mở ra không một tiếng động, lúc này Hào Nhất Mân ở bên ngoài ăn mặc cực kỳ chính thức, nếu như không phải thời tiết quá nóng, chỉ sợ hắn sẽ mặc cả tây phục lên người. Trương Lộ Giai nhìn Hào Nhất Mân rồi cười nói. Thầy Hào, chúng ta đi thôi. Tốt, cô Trương, cô muốn ăn gì? Hào Nhất Mân nhìn Trương Lộ Giai xinh đẹp động lòng người, trong lòng sinh ra cảm giác kích động, lúc này hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Tùy tiện là được. Trương Lộ Giai cố gắng tươi cười rồi dùng giọng hiền hòa nói. Tôi biết một nhà hàng Tây rất tốt, hôm nay chúng ta đến đó dùng cơm nhé. Ăn cơm Tây có ẩn giấu một ý nghĩa khác, Trương Lộ Giai biết rõ điều này, nàng cắn chặt môi. Sau đó trầm ngâm giây lát mới nói. Được rồi. Tốt quá, vậy chúng ta đến quán cà phê Sispay, món bò bít tết nơi đó được dầu bếp Pháp thực hiện, thật sự rất ngon. Hào Nhất Mân thật sự mừng rỡ, hắn biết mình chỉ còn cách đích đến một chút nữa mà thôi. Trương Lộ Giai đi xuống cầu thang, nàng biết rõ có nhiều người đang nhìn mình. Tất nhiên nàng sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống, nàng không thể làm uổng phí cơ hội lần này, càng không thể bỏ qua được. Khi cùng Hào Nhất Mân đi xuống lầu, Hào Nhất Mân nói. Cô Trương, cô ở đây chờ một chút, tôi đi bắt xe. Khi Trương Lộ Giai chuẩn bị lên tiếng, một chiếc xe chợt dừng lại ngay trước mặt hai người không một tiếng động.
Một tên thanh niên hơn 20 tuổi nhanh chóng xuống xe, hắn dùng giọng điệu tràn đầy nụ cười nhìn về phía Trương Lộ Giai. Chị Lộ Giai, ông nội nói tôi đón chị về nhà dùng cơm. Khi thấy gương mặt quen thuộc kia thì Trương Lộ Giai chợt sững sờ, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng thì tên thanh niên kia đã nhanh chóng mở cửa xe. Trương Lộ Giai vốn có chút do dự, nhưng khi nàng thấy người trong xe, nàng vốn có chút tâm tư từ chối, cũng vất vả lắm mới kiên cường ý nghĩ của mình, nhưng ngay sau đó tất cả đã sụp đổ. Nàng khẽ dùng một tay che cửa xe, sau đó nói với Hào Nhất Mân. Thầy Hào, thật sự xin lỗi, ông nội nói em về nhà một chuyến. Hào Nhất Mân thấy chiếc xe Santana màu đen trước mắt, tuy có chút mất hứng nhưng cũng không thể làm gì được, ông nội nói Trương Lộ Giai về nhà dùng cơm, hắn nào có lý do từ chối. Không có gì, cô Trương, chúng ta hẹn dùng cơm lần sau vậy. Trương Lộ Giai nghe Hào Nhất Mân nói những lời này thì giống như được đại xá, nàng nhanh chóng chui vào trong xe, chiếc Santana chậm rãi chạy đi. Cậu, sao cậu lại đến đây? Trương Lộ Giai nhìn người quen trước mắt mà nước mắt không khỏi chảy xuống. Tôi đến thăm chỉ sợ chị nóng đầu lên làm chuyện điên rồ. Vương Tử Quân cười ha ha với Trương Lộ Giai, sau đó hắn khẽ nói. Lúc này tâm tình chợt bùng phát, Trương Lộ Giai hận không thể nhào vào trong lòng oan gia của mình để khóc một chặp cho thoải mái. Nhưng tấm ảnh và tờ đơn tố cáo giống như ma chú quấn quanh trái tim của nàng thật sự không dám làm như vậy. Tử Quân, lúc này cậu không nên đến đây. Trương Lộ Giai cố gắng áp chế cho lời nói của mình cực kỳ bình tĩnh. Nhưng cậu đã đến, tôi cũng không cần phải gọi điện thoại cho cậu, vừa rồi là thầy Hào, đã theo đuổi tôi một thời gian dài, tôi nghĩ mình cũng đã nên có một gia. Chị không muốn tiếp tục như vậy nữa, chị cảm thấy mệt mỏi rồi, đúng không? Vương Tử Quân nhìn vào mắt Trương Lộ Giai rồi dùng giọng ấm áp hỏi. Đúng vậy, đã đến lúc tôi nên tìm một người, sống cho tốt, tôi. Chị nói xong chưa? Vương Tử Quân thấy Trương Lộ Giai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thậm chí không dám nhìn hắn, điều này làm hắn hiểu ra vấn đề. Hắn giữ lấy bàn tay của Trương Lộ Giai rồi dùng từng chữ nói. Thế giới này là đàn ông giải quyết phiền phức, chị cũng đừng xen vào, chị có biết không? Chị Lộ ra, nếu như chị thật sự tìm được người tâm đầu ý hợp, tôi cứng ngắc ngăn đón sẽ là quá ích kỷ, nhưng nếu chị vì muốn rửa sạch trong sạch cho tôi mà làm như vậy, tôi sẽ không thể để chị bị liên quan. Vương Tử Quân nói làm cho Trương Lộ Giai cảm thấy đau đớn, dù trái tim của nàng như sắt thép thì cũng bị chỉ mềm quấn quanh, nàng thật sự không thể hận được người đàn ông này của mình. Tử Quân, tôi biết rồi, nhưng... được rồi, chị lau mặt đi, chị xem mình đã biến thành diễn viên rồi kìa, chợt khóc chợt cười, nếu để một lát nữa thì thần bân cũng chê cười. Vương Tử Quân lấy một chiếc khăn giấy trên xe nở nụ cười trêu ghẹo Trương Lộ Giai. Thái thần bân vốn đang chú tâm lái xe và cố gắng làm cho mình giống như không tồn tại, đúng lúc nghe thấy Vương Tử Quân nói về mình, hắn chợt giật mình, sau đó tiếp tục nhìn về phía trước mà không nói một lời. Trương Lộ Giai nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thái thần bân đang lái xe. Sau đó lại cúi đầu. Nàng thầm cảm thán, nãy giờ động tác của mình và Vương Tử Quân ở sau xe có lẽ đều đã bị lái xe nhìn thấy, nhưng đối phương vẫn cực kỳ bình tĩnh ung dung. Điều này có thể thấy người đàn ông của mình là như thế nào, dù là một người đồng tính còn trung thành và tận tâm như vậy, huống hồ mình là một cô gái có tình cảm phong phú. Trương Lộ Giai nhìn cảnh sắc chung quanh, trong lòng khẽ động. Tử Quân, chúng ta đi đâu đây? Đi đến chỗ Trương Lão. Vương Tử Quân nở nụ cười với Trương Lộ Giai rồi nói. Cậu muốn đến nhà ông nội. Trương Lộ Giai cảm thấy trái tim của mình đập lên ầm ầm giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vương Tử Quân nói quá nhẹ nhàng linh hoạt giống như là lời lẽ tự nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra khỏi miệng. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Tử Quân, giọng nói có vài phần kinh hãi. Đúng vậy, con rể dù xấu cũng phải gặp mặt bố vợ, bây giờ tình huống là như vậy, không gặp mặt ông nội sao được. Cũng không thể để chị gánh chịu tất cả được. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên thản nhiên nói. Nhưng bây giờ, hai người chúng ta, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Trương Lộ Giai vốn định nói hai ta có quan hệ không rõ, bây giờ lại đi giải thích, không phải càng vẽ càng đen sao? Vương Tử Quân hiểu rõ lo lắng của Trương Lộ Giai, hắn cười cười nói. Chị cứ yên tâm, thứ nhất em tin vào kỹ thuật lái xe của thần bân, thứ hai, cho dù thấy em đi đến nhà ông nội thì như thế nào? Ai quy định em không được đến nhà ông chứ? Trương Lộ Giai không nói gì nhưng trong mắt lại có vài phần lo lắng. Chị yên tâm,
càng là lúc này hai chúng ta đi cùng một chỗ càng không có vấn đề, đó gọi là lấy độc trị độc. Chương 542, Giang Sơn và Mỹ Nhân đều muốn cả. Tôi là người bất chính hay không, chẳng lẽ chị còn không biết sao? Vương Tử Quân cười ha hả, sau đó khẽ dựa người ra phía sau. Bại hoại. Trương Lộ Giai nhìn Vương Tử Quân nói ra những lời không thèm quan tâm thì trừng mắt nhìn, sau đó gắt giọng nói. Nhưng lúc này chút lo lắng trong lòng nàng đã tan biến sạch sẽ. Mặt trời đã ngã về tây, bóng tối phủ xuống có vẻ an nhàn, ngay cả chim chóc cũng giống như sợ quấy nhiễu chủ nhân của khu vực này. Khi Trương Lộ Giai đưa giấy thông hành ra, chiếc xe lặng lẽ chạy đến biệt thự Trương Lão Gia Tử. Trương Lộ Giai đẩy cánh cửa quen thuộc, dưới một gốc cây đại thụ với tán lá chiếm 1/3 khoảng vườn, Trương Lão Gia Tử đang ngồi uống trà, bên cạnh là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Vương Tử Quân cũng thấy rõ uống trà và nuôi mèo chính là cực kỳ quan trọng với người đã về hưu, một là viết chữ, hai là mèo, nếu như không có trà thì thiếu đi chút tình cảm ôm ấp nhân sinh, nếu như thiếu mèo cũng xem như mất đi một chút tinh thần. Trương Lão Gia Tử thấy Trương Lộ Giai đi đến thì trên mặt lộ ra vẻ trìu mến, nhưng khi thấy Vương Tử Quân đi theo phía sau thì mặt già chợt đen sạm lại. Ông nội! Trương Lộ Giai là cô bé lớn lên từ nhỏ bên cạnh ông, nàng thấy rõ vẻ mặt biến đổi của ông nội, nàng xem như hiểu rõ ông đã biết những gì phát sinh giữa hai người. Trương Lão Gia Tử cũng không nhìn Trương Lộ Giai, lão ném ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng về phía Vương Tử Quân, đây là loại ánh mắt được rèn luyện ngoài sa trường, không đúng, nếu nói đó là ánh mắt, không bằng nói đó là một loại khí thế. Vương Tử Quân trầm mặc không lên tiếng, khoảng sân nhỏ giống như trở nên chật hẹp, bầu không khí có chút căng cứng. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, thầm nghĩ đáng chết sẽ phải chết, không thể nào sống mãi được, dù sao sự việc cũng đã xảy ra, lảng tránh không phải là biện pháp gì hay, thế là hắn dứt khoát ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Trương Lão Gia Tử. Trương Lộ Giai từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Trương Lão Gia Tử, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy ông nội có biểu hiện như vậy. Nàng thấy rõ khí thế của ông, thế là sinh ra cảm giác sợ hãi theo bản năng, khi đó nàng lại càng cảm thấy lo lắng cho Vương Tử Quân. Trương Lão Gia Tử nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân nhưng lại không nói ra được nửa câu nửa chữ nào. Lão nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân một lúc, Vương Tử Quân cũng nhìn vào lão một lúc, cuối cùng lão mới mở miệng nói. Cậu nói xem, một ông lão như tôi có lỗi gì với cậu? Vương Tử Quân nhìn gương mặt phát lạnh của Trương Lão Gia Tử, hắn dùng giọng không chút do dự nói. Ông đối với cháu như đối với cháu ruột. Trương Lão Gia Tử nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì dùng giọng phẫn nộ chất vấn. Ông nội, là cháu tự nguyện, cũng không thể trách cậu ấy. Trương Lão Gia Tử dùng ánh mắt như mũi dùi nhìn chằm chằm vào cháu gái bảo bối của mình, sau đó dùng giọng trầm thấp và khẳng định nói. Nói như vậy thì chuyện này rõ ràng là không có lửa sao có khói. Thật sự tất cả vì cháu sao? Trương Lão Gia Tử nói xong thì nhắm mắt lại. Không, ông nội, không trách Lộ Giai, giữa cháu và chị ấy có lẽ không có đạo đức, nhưng lại có tình cảm thật sự. Vương Tử Quân tuy không nói quá lớn nhưng lại tràn đầy kiên định. Ôi, cậu và Lộ Giai có tình cảm chân thật, vậy cậu có thể ly hôn với Tiểu Bắc để cưới nha đầu này không? Trương Lão Gia Tử cũng không buông tha mà lên tiếng truy đuổi. Sự việc đến nước này thì Vương Tử Quân cũng không đơn giản bỏ qua, hắn dùng giọng thực chất nói. Ông, cháu không thể ly hôn với Tiểu Bắc, cũng không thể không có Lộ Giai. Cậu muốn dẫm chân hai thuyền sao, Tiểu Tử? Vẻ mặt Trương Lão Gia Tử thật sự không nhận ra vui buồn, nhưng càng là như vậy thì Trương Lộ Giai càng thêm lo lắng. Ông đừng bắt buộc cậu ấy như vậy, là cháu tự nguyện. Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn cũng cực kỳ trấn định. Ngôn từ cực kỳ chính xác. Ông Trương, cháu dẫm chân hai thuyền, nhưng cháu đảm bảo với ông, cháu nhất định sẽ cho Lộ Giai hạnh phúc. Cậu có thể đảm bảo sao? Cháu đảm bảo. Ánh mắt nổi giận đùng đùng của Trương Lão Gia Tử đã có chút ôn hòa, lão giống như hiểu rõ tất cả, thế là vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh nói. Tốt, thái độ của cậu rất tốt, dám làm dám chịu, xem như cậu vượt qua kiểm tra, cậu ngồi đi. Cảm ơn ông. Vương Tử Quân vừa nói cảm ơn Trương Lão Gia Tử vừa kéo tay Trương Lộ Giai chậm rãi ngồi xuống. Tiểu tử cậu chưa cảm thấy đủ rối loạn sao? Thế nào còn xuất hiện ở thành phố Sơn Viên vào lúc này? Hơn nữa còn đưa Trương Lộ Giai đến gặp tôi. Vương Tử Quân cười cười nói. Ông, cháu biết rõ ông muốn tốt cho cháu, thế nhưng cháu là một người đàn ông, cháu không thể để cho một mình chị Lộ Giai đối mặt với ông và chú Trương, vì vậy cháu mới đến đây.
cháu thừa nhận mình không phải hạng người không thích giang sơn và mỹ nhân, thế nhưng ít nhất sẽ có thể là chỗ dựa cho người phụ nữ của mình. Vẻ mặt Trương lão gia tử hòa hoãn hơn một chút, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng lại phá lệ rót cho Vương Tử Quân một ly trà. Đàn ông như vậy cũng không tính là vấn đề quá lớn, thế nhưng mấu chốt của vấn đề là nhìn vào sự việc này như thế nào. Cậu nói xem, nếu như vì chút chuyện nhỏ nhặt thế này mà ảnh hưởng đến tương lai của mình, như vậy là có giá trị sao? Vương Tử Quân xem như đã tính từ trước. Ông, trước khi cháu đến đã tìm ra đối sách, chỉ là việc này cần ông hỗ trợ một chút. À, gần đây cậu xem ra là kẻ tâm địa gian xảo, cậu nói cho ông nghe xem, để xem cậu định xử trí nó như thế nào. Vương Tử Quân cũng không che giấu, hắn nói rõ ràng kế hoạch của mình. Vẻ mặt Trương lão gia tử càng thêm hòa hoãn, lão dùng giọng cảm khái nói. Người ta nói trường giang sóng sau đè sóng trước, từng con sóng vỗ lên mặt cát, lời này thật sự không sai, cậu còn quỷ quyệt hơn cả ông nội của mình. Ông, thỏ dồn vào đường cùng cũng cắn người, bọn họ rõ ràng là khinh người quá đáng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, chợt có người lên tiếng. Ông nội, ông có nhà không? Cháu là Thiên Tâm. Trương Lộ Giai nghe thấy em trai đến thì nhanh chóng đi ra mở cửa, lúc này Trương Thiên Tâm nóng lòng chạy sộc vào nhà. Ôi, chị gái, chị nên nắm chắc cơ hội mà chạy đi là vừa, lúc này bố mẹ đang cãi nhau, đúng rồi, chị và Vương. Trương Thiên Tâm thấy chị gái thì dùng giọng không thể chờ đợi được nói, nhưng sau đó hắn quay đầu và thấy Vương Tử Quân, thế là không khỏi chấn động. Anh Vương, sao lại ở chỗ này? Ngồi xuống đi, lớn như vậy rồi mà chẳng có chút trầm tĩnh nào cả. Trương lão gia tử dùng ánh mắt yêu thương nhìn cháu nội của mình, sau đó dùng giọng phê bình nói. Trương Thiên Tâm hồn nhiên không quan tâm đến lời răn dạy của ông nội, hắn cầm một chiếc ghế đi đến ngồi xuống. Hắn nhìn chị gái mình ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, thế là trong lòng thầm hiểu vấn đề. Thiên Tâm, tôi đến thừa nhận sai lầm với ông. Trương Thiên Tâm nhìn Vương Tử Quân, lại nhìn bộ dạng hạnh phúc của chị gái, thầm nghĩ, con bà nó Vương Tử Quân thật sự quá bá đạo, như thế nào mà xâm chiếm được cả chị gái của mình. Cậu theo chị tôi cũng chưa phải là vấn đề quá lớn, nhưng bây giờ lại công khai chạy đến gặp ông của tôi, cậu không phải quá dày mặt sao? Khoảnh khắc này trong lòng Trương Thiên Tâm thật sự cuộn trào đủ mọi hương vị, có thể nói là đầy đủ ngọt bùi cay đắng. Đúng lúc này hắn chợt nghe thấy ông nội lên tiếng khiển trách. Thiên Tâm, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Đến lúc này còn tìm người đánh nhau sao? Tôi nói cho cậu biết, bố cậu không quản được cậu, nhưng ông có nhiều phương pháp để xử lý cậu, nếu thật sự không ra gì, sẽ đưa cậu đến chỗ tiểu lý nhận giáo dục vài tháng. Ông nội tốt, ngàn vạn lần đừng đẩy cháu ngoan của ông vào chỗ đó. Bọn họ chính là bộ đội đặc chủng. Nếu ngài đưa cháu đến đấy, cháu của ngài thật sự không còn ngày vui nào cả. Trương Thiên Tâm vừa nghe thấy ông mình nói như vậy thì gương mặt chợt tái đi, hắn đã từng thủ đoạn huấn luyện của thuộc hạ ông mình, đúng là đám người ma quỷ. Trương Thiên Tâm dùng ánh mắt đầy uất ức nhìn Trương lão gia tử, lại nhìn Vương Tử Quân đang ngồi bên cạnh với bộ dạng điềm nhiên như không, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc lúc này là ai làm sao? Hai người Vương Tử Quân cho ra động tĩnh quá lớn nhưng ông nội lại để cho bọn họ uống trà, mình chạy đến báo tin lại bị ông la mắng nãy giờ, rốt cuộc mình có phải là cháu của ông nữa không? Trương Thiên Tâm thật sự liên tục kêu khổ nhưng dưới sức ép của ông nội thì đành phải dùng giọng thành thật nói. Trên đường đi cháu đụng mặt La Sương Hào, tên khốn kiếp họ La kia mở miệng nói lời bẩn thỉu, thế là cháu nhịn không được tiến lên cho hắn một trận đòn. Có chuyện gì không? Trương lão gia tử nhìn gương mặt bị thương của Trương Thiên Tâm, trong mắt lóe lên chút tình cảm ấm áp. Ông nội, không có gì cả, với thể lực và cơ thể mạnh mẽ của cháu ngài, hắn có thể làm được gì? Hừ, cháu cũng nắm chắc nặng nhẹ, chỉ thiếu một chút nữa là mặt hắn sẽ nở hoa. Trương Thiên Tâm dùng giọng hời hợt nói nhưng tình cảnh trước đó cũng không đơn giản như vậy, Vương Tử Quân nghĩ như vậy thì nói. Không có chuyện gì, trước lạ sau quen, đánh một lần là được. Vương Tử Quân nói xong thì thủ tướng dùng ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm, thầm nghĩ có lẽ người này tám phần bị ngây ngốc vì đơn tố cáo kia, nếu không thì ngày thường hắn rất ôn hòa nhã nhặn, sao bây giờ lại nói giọng côn đồ như vậy. Dù Trương Thiên Tâm có chút nghi vấn nhưng trong lòng rất sảng khoái, hắn nói. Tên họ La kia quá ti tiện, là loại người không đáng một đồng tiền, nếu không phải có ràng buộc thì tôi đã đánh chết nó rồi. Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà đứng lên nói. Ông Trương! Lộ Giai, các người cứ ở nhà trò chuyện, cháu đi gặp La Sương Hào một lần.
Trương Lộ Giai lập tức đứng lên nói. Tôi đi với cậu. Nhà đầu, cháu cũng đừng nên làm rối thêm lên nữa, lúc này cháu đi cùng với Tử Quân, chẳng phải là càng bôi đen mặt mình sao? Vương Tử Quân nhìn thấy hai mắt Trương Lộ Giai có vài phần thâm quầng, hắn dùng tay lau cho nàng, sau đó nói. Chị khóc cái gì, chị ở nhà nấu cơm, chờ một chút thì em sẽ về. Vậy thì được, cậu nhanh chóng quay về. Trương Lộ Giai đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ dặn dò. À, chị yên tâm, tôi biết rồi. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng rồi khẽ nói. Trương Thiên Tâm nhìn hai người Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai nói chuyện ăn ý với nhau, trong lòng khẽ động. Cái gì gọi là hạnh phúc, chị mình và Vương Tử Quân như vậy thật sự cũng không phải điều gì xấu, ít nhất thì chị mình nhìn qua cũng có vẻ tốt đẹp hơn trước kia rất nhiều. Thiên Tâm, cậu hẹn La Sương Hào, tìm một địa điểm yên tĩnh là được. Vương Tử Quân chờ Trương Lộ Giai đi vào nhà bếp thì nói với Trương Thiên Tâm. Cậu hẹn La Sương Hào, nói có chuyện cần bàn. Được rồi, cậu Vương, tiểu tử kia cũng có vài tên thủ hạ khá cứng, tôi có cần gọi thêm vài người đến giúp đỡ không? Trương Thiên Tâm dùng giọng có chút lo lắng hỏi. Không cần, chúng ta đi đến cũng không phải đánh nhau với người ta. Tên này không thích hợp đánh số đông, chỉ thích hợp để một người ra tay mà thôi. Vương Tử Quân cười hì hì rồi khẽ nói. Trương Thiên Tâm nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy choáng váng. Trong lòng thầm nghĩ, anh Vương, chúng ta đi đến như thế này có khác gì gây chiến với người ta. Nhưng hắn lại khá quen thuộc với một người là anh rể mà cũng không phải là anh rể như Vương Tử Quân. Trước nay Vương Tử Quân nói gì thì hắn cũng nghe nấy, thế là dùng giọng sảng khoái nói. Được rồi, tôi sẽ hẹn gặp hắn, tiểu tử này vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, nói rằng nếu giỏi thì đến tối đi gặp hắn. Trương Thiên Tâm nói vài ba câu đã quyết định sự việc, nhưng khi bọn họ đi ra ngoài, cùng không ngồi lên xe Santana của Vương Tử Quân, bọn họ leo lên một chiếc xe mang biển số quân đội chạy ra ngoài khu biệt thự. Trương Thiên Tâm lớn tiếng nói. Cậu Vương, thấy chiếc xe này thế nào? Hi hi, tôi tốn không ít tiền mới có được nó đấy. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên hàng ghế phía sau xe rồi nói. Cũng không tệ lắm. Đây là loại xe đã được nước ngoài cải tạo lại. Tốt hơn sản phẩm trong nước rất nhiều. Còn bà nó, cũng không phải nói Trương Thiên Tâm tôi không yêu nước, thế nhưng sản phẩm trong nước quá chán nản, chưa nói đến tiền dầu nhất, chạy cũng không ra gì. Trương Thiên Tâm giẫm chân ga, chiếc xe chạy ra khỏi khu biệt thự như sao băng. Trên đường đi Vương Tử Quân ít khi nói chuyện, đều là Thái Thần Bân và Trương Thiên Tâm nói chuyện với nhau. Khi ra khỏi cổng khu biệt thự phân khu tỉnh Sơn Nam thì Trương Thiên Tâm đã muốn hỏi Vương Tử Quân đối phó với La Sương Hào như thế nào nhưng đều nhịn được, lúc này thấy sắp đến điểm hẹn, thế là hắn không nhịn được phải nói. Cậu Vương, cậu chuẩn bị xử lý thằng khốn kia thế nào? Đến lúc đó cậu sẽ biết. Vương Tử Quân nhìn bầu trời đêm rồi thản nhiên nói. Trương Thiên Tâm dừng xe lại bên cạnh một thân cây tươi tốt, khi xe dừng lại thì có 4-5 chiếc xe khác chạy đến. Đi đâu là một chiếc BMW màu đen. Khi những chiếc xe kia chạy gần đến nơi, lại thấy chiếc xe của Trương Thiên Tâm, đèn xe đã được độ sáng được bật lên sáng chói. Ha ha ha, Trương Thiên Tâm, cậu em vợ tiền nhiệm của tôi, tuy bây giờ chỉ cậu đã ở xa tôi thế nhưng ông đây vẫn có thể nể tình cũ mà thừa nhận cậu là em vợ. Dù sao thì vợ chồng một ngày cũng xem như có tình cảm cả đời, nể mặt cậu em vợ mà anh mới đến đây, ha ha, cậu tìm anh có việc gì không? La Sương Hào thò đầu ra ngoài xe rồi dùng giọng hả hê nói với Trương Thiên Tâm. Trương Thiên Tâm siết chặt nắm đấm, trong miệng mắng. Cháu nội, hôm nay ông đến là muốn phế mày đi, đến đây đi, có giỏi thì đấu với ông. Đấu tay đôi sao, anh sợ cậu sao, nhưng này cậu em vợ, cậu đã nói như vậy, anh cũng không thể không nể mặt cậu. Thế này đi, anh cho cậu lựa chọn, đỡ người khác nói La Sương Hào anh đây ức hiếp con nít. Tiểu tử cậu một mình đấu với đám các anh. Hay các anh đấu với một mình cậu? Đám côn đồ đi theo La Sương Hào bị chọc cười bởi câu nói này, cả đám cười ha hả mở miệng trêu chọc. Anh La, cậu em vợ của anh có đánh đấm được không vậy? Còn nữa, nếu tiến lên một lượt, chúng ta đánh đấm hăng say, sợ rằng cũng khó thể nào tiết chế được. Đến lúc đó nếu chúng ta làm tổn thương gân cốt của em vợ anh La, chẳng phải cũng khó ăn nói với anh La sao? Ha ha ha! Tiếng huýt sáo và còi xe hơi vang lên trong khu rừng cây yên tĩnh, La Sương Hào đưa mắt nhìn Trương Thiên Tâm, bộ dạng mèo vờn chuột. Hắn nhìn Trương Thiên Tâm thò đầu ra khỏi xe, thế là vung tay cho đám côn đồ im miệng, lúc này mới nói tiếp. Cậu em vợ, tôi đã sớm không vừa mắt cậu,
hai năm qua tiểu tử cậu phát triển rất thuận lợi, thật sự làm cho anh đây phải ghen ghét. Nhưng chị cậu cũng rất giỏi, lại chơi trò như thế, không ngờ cấu kết với Vương Tử Quân, ha ha. Thật sự là ông trời có mắt. Thiên Tâm, để hắn lên xe của chúng ta, tôi có chuyện cần bàn với hắn. Vương Tử Quân khoát tay áo với Trương Thiên Tâm đang định mắng lại, tỏ ý việc của mình quan trọng hơn. Được. Trương Thiên Tâm đồng ý một tiếng, hắn định mở miệng thì chợt nhớ gì đó nghiêng đầu nói. Anh Vương, đừng nghi rằng La Sương Hào lớn lối như vậy mà lớn gan, hắn căn bản không dám lên xe của chúng ta. Nếu hắn không lên xe, cứ nói cho hắn biết ba chữ La Linh Hoa. Vương Tử Quân dùng giọng tràn đầy tự tin nói. La Linh Hoa có nghĩa là gì? Trương Thiên Tâm có chút do dự, nhưng hắn vẫn thực hiện theo những lời của Vương Tử Quân. Khi hắn mời La Sương Hào lên xe của mình, lại bị La Sương Hào mỉa mai, đám côn đồ càng lên tiếng hát đệm với La Sương Hào, ồn ào mỉa mai Trương Thiên Tâm. La Linh Hoa. Trương Thiên Tâm cảm thấy nóng mặt, nhưng hắn vẫn lớn tiếng nói ra ba chữ kia. Cái gì mà La Linh Hoa, tiểu tử kia bị ngây ngốc rồi sao? Một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế lái phụ sát bên La Sương Hào khẽ lắc bộ ngực lớn của mình, sau đó nở nụ cười nói với La Sương Hào. Nhưng La Sương Hào mới vừa rồi còn không an phận trên người nàng, lúc này giống như một binh sĩ bại trận xuống ngựa, thật sự không còn chút sức lực nào. Không những động tác tay dừng lại, thậm chí cơ thể cũng đờ ra, gương mặt xám trắng. Anh Sương Hào, chờ lát nữa đánh tên khốn kia một trận thì chúng ta đến khách sạn Sinspay dùng cơm. Người phụ nữ này cũng không phát hiện vẻ khác thường của La Sương Hào, nàng khẽ đụng đụng vào người hắn, muốn dùng cơ thể thổi bùng ngọn lửa dục vọng của đàn ông, biến một tên đàn ông lý trí thành thú tính. Ăn con bà mày! La Sương Hào vung bàn tay cho người phụ nữ bên cạnh một tát trời giáng, sau đó hắn đẩy cô nàng ra, nhanh chóng đi xuống xe, trên mặt có vài phần sợ hãi. Mày, sao mày biết La Linh Hoa? Tao sao mà biết được thì mày quản được sao? Nhưng nếu mày không muốn tất cả mọi người đều biết, vậy thì ngoan ngoãn lên xe cho ông. Trương Thiên Tâm thấy La Sương Hào đã sợ hãi thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, thái độ có vẻ càng thêm cứng rắn. Tốt! La Sương Hào cũng không nói gì, hắn kiêu ngạo phất tay với y đám cấp dưới, sau đó đi vào trong xe của Trương Thiên Tâm. Là mày! Khoảnh khắc khi thấy Vương Tử Quân ngồi trong xe của Trương Thiên Tâm thì La Sương Hào thật sự cả thấy sợ hãi. Là tôi! Vương Tử Quân khẽ cười cười với La Sương Hào, sau đó tỏ ý cho đối phương ngồi xuống bên cạnh mình. La Sương Hào nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh. Vương Tử Quân không mở miệng, hắn chậm rãi nhìn một bản tài liệu trong tay. Lúc này ánh đèn xe có chút ảm đạm nhưng La Sương Hào lại mơ hồ thấy được trong bản tài liệu trên tay Vương Tử Quân có một tấm hình quen thuộc. Cũng không ngờ La Đại Thiếu gia lại làm ra những trò này. Vương Tử Quân lật đến tờ tài liệu cuối cùng, sau đó hắn ném bản tài liệu trong tay cho La Sương Hào. La Sương Hào thật sự giống như nổi điên, hắn lật qua lật lại bản tài liệu trong tay, trong miệng dùng giọng khó tin nói. Sao mày có thứ này? Thứ này phải được hủy rồi mới đúng chứ? Sao mày lại có nó? Nếu muốn người ta không biết thì đừng làm, cưỡng gian trẻ nhỏ đến mức chết người, đúng là chỉ có anh mới làm được. Anh cho rằng vừa dùng uy vừa dùng lợi sẽ ép người bị hại không tố cáo sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm ra việc gì đó, đừng hòng muốn lừa được người ta. Vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ lạnh lẽo, một áp lực khủng bố từ trên người bùng phát. La Sương Hào nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại nhìn tài liệu trong tay, trong mắt lóe lên luồng hào quang hung ác. Đừng nói là người của anh không cản được tôi, dù cản được thì làm thế nào? 10 phút sau nếu không thấy tôi quay về. Như vậy anh xem như xong đời. Vương Tử Quân khẽ cười với La Sương Hào, lại dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Tôi, Chủ tịch Vương, anh muốn tôi làm gì? Chỉ cần anh ra lệnh một câu là được. Tôi căn bản không thể so với anh, nhưng nếu sau này anh có gì phân phó, tôi dù chết cũng không chối từ. Kính xin anh buông tha cho tôi. Vốn La Sương Hào vẫn còn vài phần tâm tư ôm hy vọng hão huyền. Thế nhưng Vương Tử Quân nói ra hai câu cuối cùng lại làm cho hắn tan vỡ, hắn giữ chặt bàn tay của Vương Tử Quân, trên mặt đầy vẻ cầu khẩn. Trương Thiên Tâm nhìn La Sương Hào lúc này đã quỳ xuống cầu xin, trong lòng đầy cảm giác khinh bỉ. Thầm nghĩ năm xưa bố mình rốt cuộc uống thuốc gì mà gả chị gái cho một tên bất lực như thế kia, may mà bây giờ hai bên đã không còn liên hệ gì với nhau nữa rồi. Cũng không thể không thả anh ra, dù sao chúng ta cũng không có thủ oán gì quá lớn. Tuy tôi rất muốn báo thù cho con gái nhà người ta,
thế nhưng bọn họ không muốn ra mặt, tôi cũng không muốn làm ác nhân. Vương Tử Quân nhìn La Xương Hào rồi khẽ cười nói tiếp. Nhưng lúc này tôi thật sự cần có một người hỗ trợ. Tôi hỗ trợ, tôi chân thành hỗ trợ, dù ngài muốn tôi làm gì, dù ngài muốn làm bí thư thành phố Đông Bộ, tôi cũng nói với bố, giúp anh lên tiếng ở hội nghị thường ủy. La Xương Hào nghe thấy Vương Tử Quân không tố cáo mình, hắn lập tức cực kỳ vui sướng, lúc này vì có chút kích động mà giọng điệu có hơi lớn. Cũng không cần như vậy, hai ngày này anh chỉ cần làm thế này là được. Vương Tử Quân nói, hắn nói rõ kế hoạch của mình một lượt, sau khi nói xong thì cười hì hì nói. Quan hệ nam nữ trước nay khó thể đảo ngược, hơn nữa tôi không làm chủ tịch thành phố thì cũng có nhiều việc khác để làm, có thể làm ông chủ công ty, đây chẳng qua là một việc vô cùng đơn giản, anh nói xem có đúng không? Đúng vậy, Chủ tịch Vương nói rất đúng, với bản lĩnh của anh thì kiếm chút tiền lời không phải là vấn đề. La Xương Hào dùng giọng nịnh nọt nói. Vương Tử Quân thoải mái dựa lưng lên hàng ghế phía sau nói. Làm quan không được tự do, trở thành giám đốc xí nghiệp thì có khi lại càng thoải mái hơn. Nhưng này Tiểu La, nếu anh dám gây khó khăn cho tôi, anh cũng chỉ có thể từ biệt cuộc đời, bố anh cũng chỉ có thể cùng tôi rời khỏi quan trường mà thôi. Tôi cảm thấy Bí Thư La thật sự có năng lực, nếu rời khỏi quan trường rất có thể sẽ là ông chủ lớn, biết đâu sẽ tìm được một thư ký xinh đẹp, sẽ sinh ra một cậu em thừa hưởng hương khói La gia nhà anh. Gương mặt La Xương Hào chợt tái xám, chính hắn biết rõ chuyện của mình, bây giờ hắn thật sự không còn một chút tâm lý muốn chống lại Vương Tử Quân. Hắn nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, thế là cười khổ nói. Chủ tịch Vương, tôi xin đảm bảo với anh, tôi nhất định sẽ làm tốt vụ này. Tôi tin tưởng anh. Vương Tử Quân nói xong thì ném cho La Xương Hào một bản sao tài liệu, sau đó nói. Đi thôi, không có việc gì thì chịu khó mà học tập. La Xương Hào nhìn bản sao tài liệu, trên mặt có chút chần chừ. Nhưng sau đó hắn lại thành khẩn đặt bản tài liệu lên tay Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, hay là ngài giữ lại đi, đặt trong tay ngài thì tôi sẽ yên tâm hơn. Anh cứ giữ lấy nó, thứ này thật sự rất ô uế, tôi có cả trăm phần, thích lúc nào có lúc đó. Vương Tử Quân phất phất tay rất hời hợt, tỏ ý La Xương Hào có thể bỏ đi. La Xương Hào thật sự rất muốn khóc, hắn nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt tràn đầy ai oán. Hắn giống như hóa thành một oán phụ, vì thứ này thật sự là đón chí mạng với hắn, cũng là cuộc sống của hắn, đối phương sao chép ra nhiều đòn chí mạng như vậy, không phải muốn mạng hắn sao? Tôi sẽ nhận, Chủ tịch Vương, ngài còn có gì cần phân phó không? La Xương Hào cố gắng áp chế cảm giác đau đớn mà nhét phần tài liệu vào túi, sau đó lên tiếng xin chỉ thị với Vương Tử Quân. Không cần, anh đi đi. Vương Tử Quân vung tay lên cho La Xương Hào bỏ đi. Được, tôi đi ngay. La Xương Hào xuống xe, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó. Chủ tịch Vương, sau này có gì ngài cứ phân phó, tôi nhất định sẽ hoàn thành thỏa đáng. Vương Tử Quân nhìn La Xương Hào bỏ đi, thế là hắn chợt nói. La Xương Hào, anh đến đây một chút, có chuyện cần nói với anh. Chủ tịch Vương, có gì anh cứ phân phó. La Xương Hào cúi đầu nói. Thiên Tâm, cậu nói với La Xương Hào đi. Vương Tử Quân gật đầu với Trương Thiên Tâm rồi dùng giọng thản nhiên nói. Trương Thiên Tâm đã sớm chuẩn bị sẵn, khi Vương Tử Quân lên tiếng thì hắn vung khay gỗ lấy được từ nhà ông nội để đánh vào đầu La Xương Hào. Á! Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng La Xương Hào. Sau đó La Xương Hào dùng hai tay ôm đầu, từng giọt máu chảy xuống. Đám côn đồ đi theo thấy La Xương Hào bị đánh thì nhanh chóng xuống xe. Làm gì vậy? Chúng mày đánh anh Hào sao? Tao không cho chúng mày yên. Đừng cho bọn họ đi, đánh chết bọn họ. Khi những âm thanh vang lên nhốn nháo thì La Xương Hào đã tỉnh táo trở lại, hắn nhìn Vương Tử Quân đang ngồi lạnh nhạt sau xe, sau đó cắn răng nói. Chủ tịch Vương, đây là có ý gì? Không có ý gì. Chỉ là nhìn thấy anh không vừa mắt, thế nên đánh một cái, có ý kiến gì sao? Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi nói. Có ý kiến gì sao? La Xương Hào chợt sinh ra cảm giác muốn khóc, hắn có ý kiến gì sao? Có sao? La Xương Hào nghĩ đến hậu quả khi sự việc kia lan truyền ra ngoài, lại nghĩ đến những lời của Vương Tử Quân, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn đưa tay sờ lên đầu mình, sau đó mới nói. Không có ý kiến gì, tôi sao có ý kiến với Chủ tịch Vương được. Anh thấy tôi không vừa mắt thì cứ tự nhiên ra tay. La Xương Hào đi,
Sau khi người phụ nữ của hắn ở trên xe tìm đâu ra một tiếng vải trắng băng đầu thì cảm nhóm người bỏ đi, bộ dạng kẻ nào cũng cực kỳ xám xịt. Khi tiếng xe hơi đinh tai nhức óc cuốn đi phương xa, không gian lại trở nên yên tĩnh. Ha ha ha, cậu Vương, thật sự rất sướng, đập nó một cái sướng rơn người, nếu biết đánh hắn sướng như vậy, tôi sẽ lấy cây gậy sắt của ông nội ra xài mới sướng. Trương Thiên Tâm khoát tay múa chân sung sướng nói, trong miệng cực kỳ hưng phấn. Đi chết đi. Vương Tử Quân khoát tay chặn Trương Thiên Tâm lại rồi nói. Nếu tiểu tử cậu muốn đưa gậy sắt đến, chẳng phải muốn mạng hắn ta sao? Tôi còn cần hắn làm việc nữa. Hi hi, tôi chỉ nói chơi mà thôi, tiểu tử kia rõ ràng là một kẻ rẻ rách, không đáng để cho phải ném mạng theo hắn. Thủ tướng nói rồi khẽ cười rồi nói với Vương Tử Quân. Cậu Tử Quân, hỏi cậu một việc nhé. Cậu có căn cứ chính xác về hành động vô liêm sỉ của hắn, vì sao không trừ khử hắn luôn đi? Như vậy cũng xem như làm việc chính nghĩa, sao còn phải sử dụng hắn làm gì cho mệt. Làm vậy thật sự rất đúng, nhưng tôi tuy đã điều tra được nhiều việc liên quan đến La Sương Hào, thế nhưng lại không có căn cứ cực kỳ chính xác, tất cả chỉ là bản sao chép mà thôi. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng chua xót nói. Tôi đã cho luật sư xem qua rồi, nếu chỉ dựa vào những tờ giấy copy này thì căn bản khó thể cho ra phán quyết. Trương Thiên Tâm thở dài một hơi. Ngay sau đó đã trợn mắt nói. Anh chỉ có những bản sao chép, chỉ dựa vào những C-ban copy này mà anh ép La Sương Hào phải làm việc, hơn nữa lại cho tôi đánh hắn một cái sướng tay như vậy. Đúng thế. Vương Tử Quân dựa lưng ra phía sau rồi cười cười dùng giọng thản nhiên nói. Ha ha ha, nếu La Sương Hào mà biết được, sợ rằng sẽ tức chết mất. Trương Thiên Tâm vừa cười vừa lớn tiếng nói, sau khi biết rõ kết quả thì hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Còn cảm thấy hết giận hơn so với một cú đánh lên đầu La Sương Hào lúc vừa rồi. Khi hai người Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm đang cười vui vẻ thì Thái Thần Bân chợt nói. Chủ tịch Vương, anh Vương, vừa rồi tôi còn cảm thấy có chút nghi hoặc, bây giờ xem như đã có thể xác định. Trương Thiên Tâm nhìn bộ dạng giả vờ trầm tĩnh của Thái Thần Bân, thế là hắn ôm vai của Thái Thần Bân rồi nói. Cậu Thần Bân, cậu có cái gì nghi hoặc chứ? Hôm nay anh Thiên Tâm đây vui vẻ. Cậu cứ nói ra anh xem. Thái Thần Bân hiểu rõ ý nghĩ của Trương Thiên Tâm, trong lòng cũng khẽ động, nếu Trương Thiên Tâm mời khách thì rõ ràng là rất tốt. Nhưng hắn nhìn Vương Tử Quân đang ngồi ở phía sau, hắn cố gắng để cho chính mình trở nên kiên định. Anh Trương, với địa vị cũng là lãnh đạo của tôi vào lúc hiện tại, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận những trò hư hỏng của anh. Cán bộ lãnh đạo, hừ, không phải chỉ là một chủ tịch xã sao, như thế nào còn sợ bóng sợ gió như vậy? Trương Thiên Tâm và Thái Thần Bân có quan hệ khá tốt, thế cho nên mở miệng cũng khá tùy ý. Thái Thần Bân vừa muốn giải thích thì nghe thấy Trương Thiên Tâm tiếp tục nói. Được rồi anh bạn, cậu rõ ràng là có tâm tư mà không có gan làm việc, loại người như cậu chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi. Cậu nói đi, có gì xảy ra? Chị tôi đang chờ chúng ta về nhà dùng cơm. Chủ tịch Vương, anh Trương, hai anh còn nhớ rõ mảnh vải trăng băng bó đầu La Sương Hào vừa rồi không? Thái Thần Bân nghiêm mặt hỏi, nhưng da mặt có hơi run rẩy, rõ ràng đang cố gắng áp chế thứ gì đó. Thấy rõ ràng, làm sao vậy? Trương Thiên Tâm cũng thấy La Sương Hào được băng bó trên đầu, thế nhưng đó chỉ là mảnh vải trắng, căn bản không có gì đáng chú ý. Nhìn vào tấm vải trắng đó, cũng nhìn vào hình dạng của nó, tôi nghĩ đó là một thứ của phụ nữ. Thái Thần Bân nói đến đây thì dừng lại. Rốt cuộc là thứ gì? Mau nói nhanh lên. Nếu không cẩn thận anh đây cho cậu một trận. Trương Thiên Tâm được Thái Thần Bân làm cho bừng bừng hứng thú, hắn giữ lấy tay Thái Thần Bân rồi vội vàng hỏi. Là quần lót. Thái Thần Bân nhìn gương mặt của Trương Thiên Tâm, sau đó gằn từng chữ nói. Cậu nói gì? Trương Thiên Tâm nói rồi nhanh chóng cười phá lên ha hả. Vương Tử Quân ở phía sau tuy cố gắng bảo trì phong độ của mình, thế nhưng thật sự khó thể nhẫn nhịn được. Hắn được Thái Thần Bân nhắc nhở mới chợt nhớ đến mảnh vải trắng trên đầu La Sương Hào, sau khi La Sương Hào bị đánh lên đầu thì đám thuộc hạ chạy đi tìm thứ gì đó để băng bó, nhưng mùa hè ai cũng ăn mặc mỏng manh, trong lúc rối loạn rõ ràng là thứ gì cũng sử dụng được. Khi một tên đàn em định lấy áo choàng của mình để băng bó cho La Sương Hào, đột nhiên một người phụ nữ từ trên xe đi xuống lấy mảnh vải trắng phủ lên đầu La Sương Hào. Ha ha ha! Vương Tử Quân cũng cười. Nhưng hắn thấy đây là sự việc khá bình thường, kiếp trước còn có người sử dụng quần lót như khăn tay, hơn nữa bây giờ chỉ là dùng để băng bó vết thương. Cậu Thái à,
tôi thật sự còn không phát hiện cậu có bản lĩnh như vậy, thật sự không thể dùng từ ngữ nào để nói rõ sự sùng bái của tôi với cậu. Trương Thiên Tâm lại vỗ vai Thái Thần Bân rồi nói tiếp. Tiểu tử cậu thật sự là một điển hình của những người chú tâm xem xét. Thái Thần Bân cũng không ngờ chút phát hiện của mình lại bị Trương Thiên Tâm nói như vậy, thế là hắn cười ha hả, sau đó lên tiếng trêu đùa lại Trương Thiên Tâm. Tiếng cười rộn rã vang lên, xe cũng được khởi động và chạy đi như bay. Trần Nguyên Hà vừa đi làm đã được thông báo đến phòng làm việc của Diệp Hoa Đình. Trần Nguyên Hà là chủ nhiệm một ban, tuy hắn không quá xa lạ với bí thư Diệp Hoa Đình, nhưng đây là lần đầu tiên được thông báo đến phòng làm việc của bí thư ủy ban kỷ luật. Khi đi đến bên ngoài phòng làm việc của Diệp Hoa Đình, thư ký Thiết Tự Lập của Diệp Hoa Đình đang đứng ngoài cửa, thấy hắn đi đến thì khẽ nói. Chủ nhiệm Trần, bây giờ bí thư Đoạn đang ở trong phòng làm việc của bí thư Diệp, lúc này ngài đến phòng của tôi chờ một lát vậy. Vậy thì xem như quấy rầy cậu. Trần Nguyên Hà tuy nói láp quấy rầy nhưng gương mặt lại lạnh như băng. Tiết Tự Lập đi đến công tác ở văn phòng ủy ban kỷ luật cũng đã khá lâu, nhưng trước khi Diệp Hoa Đình đến tỉnh Sơn Nam thì hắn vẫn luôn là một nhân viên bình thường. Sau đó Diệp Hoa Đình vừa ý đưa hắn lên làm thư ký, hắn xem như một bước lên trời. Hắn trở thành một tồn tại mà không người nào dám bỏ qua ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Thư ký chính là cái bóng của lãnh đạo, đây là quy tắc tuần hoàn luôn đúng trong quan trường. Sau khi rót một ly nước cho Trần Nguyên Hà, Tiết Tự Lập cười ha hả nói. Chủ nhiệm Trần, biết đâu một thời gian ngắn sau đó tôi lại phải chúc mừng anh. Ôi, tôi thì có gì đáng chúc mừng chứ? Phải là tôi chúc mừng cậu mới đúng. Tuy tính cách có chút quái gở nhưng Trần Nguyên Hà cũng không phải kẻ chẳng biết kéo quan hệ. Hắn biết rõ địa vị quan trọng của Tiết Tự Lập, thế cho nên bây giờ ngồi nói chuyện với nhau cũng khá có lực tương tác. Xem chủ nhiệm Trần nói kìa, thật sự khó thể làm anh tin tôi. Anh cứ xem, để vài ngày nữa anh sẽ biết tôi không lừa anh. Tiết Tự Lập cười hì hì nhưng cũng nói ra vài phần. Trần Nguyên Hà biết rõ đám thư ký thường là như vậy, nói một nửa giữ lại một nửa, ý nghĩa của nó là như thế nào thì cần lĩnh ngộ dựa vào trí thông minh của chính mình. Lúc này Tiết Tự Lập tuy không nói nhiều, hắn cũng không hỏi nhiều, như vậy không những không đạt được mục đích, còn có thể đạt được hậu quả khác biệt khác. Cậu Tiết, có thể nói cho tôi một chút thông tin được không? Lúc này lãnh đạo triệu kiến tôi rốt cuộc là vì chuyện gì? Như vậy cũng dễ dàng để tôi cho ra chút chuẩn bị. Bí thư Diệp vừa đến ủy ban kỷ luật, chúng ta còn chưa tiếp xúc quá sâu, nếu như nói một câu không thích đáng làm cho bí thư Diệp mất hứng thì xem như tương lai của tôi cũng đi tong. Trần Nguyên Hà nâng ly lên làm một ngụm, hắn khẽ nói với Tiết Tự Lập. Tiết Tự Lập đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy gian phòng đối diện với phòng mình không có dấu hiệu mở cửa ra, thế là khẽ nói. Chủ nhiệm Trần, nếu là người khác thì tôi sẽ không nói. Nhưng ai bảo chúng ta là anh em tốt, tôi nói cho anh biết, chuyện lần này có liên quan đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân làm sao? Tâm tình của Trần Nguyên Hà chợt trầm xuống, tuy hắn biết rõ chuyện này chưa xong nhưng nó phát ra từ miệng của thư ký Diệp Hoa Đình, như vậy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tôi đã nghe nói, có phải là chuyện người ta gửi thư tố cáo không? Trần Nguyên Hà dù thật sự có chút lo lắng cho Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói. Tiết Tự Lập cười hì hì nói. Cũng không phải như vậy, để tôi nói cho ngài rõ, chuyện này là vụ án lớn đầu tiên của Bí Thư Diệp khi đến nhận chức ở tỉnh Sơn Nam, hơn nữa còn liên quan đến cán bộ cấp giám đốc sở. Anh cũng biết đấy, Bí Thư Diệp đến tỉnh Sơn Nam có thể nói là đi mạ vàng, chỉ cần nắm vụ án cho tốt, Bí Thư Diệp sẽ tuyệt đối không bạc đãi anh em của mình. Chỉ dựa vào một tấm hình mà lập án với một cán bộ cấp giám đốc sở, có phải có chút? Trần Nguyên Hà có chút do dự. Sau đó nói, hi hi, ai nói lập án điều tra, đây là bảo vệ cán bộ trẻ tuổi, bảo vệ sự trong sạch của cán bộ. Tiết Tự Lập tuy nói như vậy nhưng vẻ mặt lại cho Trần Nguyên Hà một ý nghĩ hoàn toàn khác. Trần Nguyên Hà xem như đã hiểu, hơn nữa hắn biết Tiết Tự Lập trước nay luôn pha trò vì sao lại trở nên thành thật với mình như vậy. Có câu thư ký là bóng của lãnh đạo, là thủ trưởng thứ hai, vị thư ký Tiết này lên tiếng nói với Trần Nguyên Hà, chỉ sợ đó không phải chỉ là ý kiến của người này. Trần Nguyên Hà nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo của Diệp Hoa Đình, hắn không khỏi lo lắng cho Vương Tử Quân thêm vài phần. Nếu chỉ đơn giản là điều tra thì chẳng đáng nói, bây giờ Diệp Hoa Đình đi thẳng về phía Vương Tử Quân. Nếu như có bất kỳ thứ gì được Diệp Hoa Đình nắm bắt, chỉ sợ sẽ là một tai nạn cực kỳ khủng bố với Vương Tử Quân. Nhưng lúc này mình có thể làm gì được? Khi Trần Nguyên Hà đang cảm thấy cực kỳ không yên thì cửa phòng làm việc của Diệp Hoa Đình chậm rãi mở ra.
Chương 543, người sống há có thể nhịn tiểu mà chết. Nguyên Hà, đến đây ngồi đi. Diệp Hoa Đình đưa Trần Nguyên Hà vào trong phòng của mình, sau đó nở nụ cười hòa ái chỉ về phía chiếc ghế salon ở đối diện. Trần Nguyên Hà nói lời cảm tạ Diệp Hoa Đình, sau đó ngồi xuống đối diện với bí thư Diệp. Thư ký Thiết Tự Lập đi vào dâng trà cho hai người rồi đóng cửa đi ra, lúc này Diệp Hoa Đình mới nói. Nguyên Hà, khoảng thời gian trước tôi hay nói chuyện với bí thư Đoạn nói từ khi cậu đến tham gia công tác ở Ủy ban Kỷ luật đến nay đều giữ vững nghiệp vụ, vào thời điểm quan trọng còn là người đặt nặng đại cục, là một đồng chí khó kiếm được vào lúc này. Cảm ơn bí thư Diệp đã khích lệ, thật ra tôi làm việc vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Trần Nguyên Hà biết rõ vừa vào phòng thì Diệp Hoa Đình đã khen mình như một đóa hoa, chắc chắn là đối phương có mưu đồ, thế cho nên tranh thủ thời gian dùng giọng khiêm tốn nói. Chẳng ai hoàn mỹ cả, hơn nữa làm người phải nhìn vào bản chất, Nguyên Hà là một đồng chí tốt, có vài vấn đề cũng chẳng sao, nhưng thành tích cũng sẽ không chạy đi đâu được. Những ngày qua tôi đều nhìn rõ biểu hiện của cậu, tôi cảm thấy một đồng chí tốt như cậu nên được coi trọng, được trọng dụng. Diệp Hoa Đình nâng ly lên uống một ngụm, sau đó mới nói tiếp. Nguyên Hà, vì suy xét đến sự vĩ đại của cậu, thế cho nên tổ chức mới giao cho cậu một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Mời bí thư Diệp phân phó. Lúc này Trần Nguyên Hà đã hiểu rõ, nếu như mình có thể nói một câu sẽ không làm cho lãnh đạo thất vọng, như vậy Diệp Hoa Đình sẽ càng vui vẻ hơn. Nhưng vì tính cách của hắn là như vậy, một lúc lâu sau thì câu nói trên cũng không cho ra khỏi miệng. Nếu nói ra những lời vuốt mông ngựa kiểu như thế kia thì hắn thật sự không thể nào làm được, giống như một cô gái bị cưỡng hiếp vậy, mặt đỏ bừng bừng như mặt trời. Diệp Hoa Đình bình tĩnh nói. Cậu có biết chuyện chủ tịch Vương của thành phố Đông Bộ bị người ta chụp hình tố cáo không? Điều này tôi biết rõ. Trần Nguyên Hà tuy loáng thoáng có một loại dự cảm xấu, thế nhưng lúc này chính thức được Trần Nguyên Hà xác nhận, trong lòng lại có thêm vài phần lo lắng cho Vương Tử Quân. Chuyện này thật sự cho ra ảnh hưởng rất xấu, làm cho nhiều lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng cao độ. Bí thư Nhiếp và Chủ tịch Hào đã cho ra chỉ thị yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy chúng ta lập án điều tra, vạch rõ chân tướng sự việc, đồng thời phải trả lại sự trong sạch cho đồng chí Chủ tịch Vương. Tất nhiên chúng ta nhất định phải có căn cứ thật sự chính xác, trên cơ sở không làm oan uổng cán bộ và đồng chí tốt, lớn mật phá án, xảy ra chuyện gì thì tôi là bí thư Ủy ban Kỷ luật sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Hoa Đình nói thật sự rất chính khí và nghiêm nghị, nhưng Trần Nguyên Hà căn cứ vào lời nói để có thể nghe ra ý nghĩ của lãnh đạo. Tuy Diệp Hoa Đình mở miệng nói muốn lấy lại sự trong sạch cho Vương Tử Quân, thế nhưng thực chất thì không phải là như vậy. Bí thư Diệp xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú quán triệt tinh thần chỉ thị của ngài. Trần Nguyên Hà trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi dùng giọng kiên định nói. Trần Nguyên Hà tuy có quan hệ cá nhân khá tốt với Vương Tử Quân nhưng dù thế nào cũng phải lo nghĩ cho mình. Trên quan trường thì nhiều khi mối quan hệ giữa đôi bên khó thể trải qua khảo nghiệm. Khi ích lợi của hai bên có phát sinh xung đột, tất nhiên người ta sẽ cố gắng bảo trụ lợi ích của mình không bị xâm phạm trước tiên. Hơn nữa Trần Nguyên Hà cảm thấy chính mình gia nhập vào tổ điều tra sẽ càng thêm có lợi cho Vương Tử Quân. Vậy thì quá tốt, Nguyên Hà, anh làm việc thì tôi cực kỳ an tâm. Trải qua nghiên cứu, nhiệm vụ này do Bí Thư Đoạn là người dẫn đội, lát nữa anh trực tiếp đến báo danh với Bí Thư Đoạn là được. Diệp Hoa Đình khẽ vung tay lên nói. Sau khi xác định Diệp Hoa Đình không còn gì phân phó, Trần Nguyên Hà rời khỏi phòng của Diệp Hoa Đình. Khi hắn đến ngoài phòng làm việc của Phó Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Đoạn Uy Bằng, lúc này Bí Thư Đoạn Uy Bằng đang ngồi uống trà trong phòng chờ hắn. Nguyên Hà đến rồi đấy à? Bí Thư Diệp đã nói rõ với cậu rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Có câu không có lửa so có khói, có chuyện xảy ra thì lãnh đạo phải giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta tiếp nhận phải điều tra cho rõ ràng, phải có phụ trách với tổ chức, phải có phụ trách với cả đồng chí của mình. Đoạn Uy Bằng chưa đến 50 thế nhưng trán hói lại có vẻ sáng ngời. Trần Nguyên Hà nhìn cái trán trụi lùi của Đoạn Uy Bằng, hắn không khỏi nghĩ đến ngoại hiệu của đám người trong cơ quan đặt cho bí thư Đoạn. Chiếu sáng ngàn dặm. Tuy ngoại hiệu này nghe qua có vẻ cực kỳ hình tượng nhưng thật ra lại là thiếu đạo đức, điều này làm cho Trần Nguyên Hà thiếu chút nữa thì phì cười. Hắn cố gắng áp chế tâm tình rồi cung kính nói. Bí thư Đoạn, bí thư Diệp đã nói qua với tôi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ đi theo ngài, ngài chỉ đâu tôi sẽ đánh về phía đó, nhất định sẽ hỗ trợ ngài thật tốt để làm tốt công tác lần này. Tốt, thái độ công tác của Nguyên Hà thật sự đáng được khẳng định. Chuyện này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại có chút khó khăn, vì thế chúng ta không những làm cho tốt, hơn nữa còn phải làm cho bằng chứng chất chồng như núi.
chúng ta vừa không làm cho đồng chí Tốt bị oan uổng, cũng không thể tha cho bất kỳ con cá nào lọt lưới. Đoạn Uy Bằng sờ lên đầu trụi lủi của mình, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Trần Nguyên Hà khẽ gật đầu, cũng không tiếp lời Đoạn Uy Bằng. Dù Đoạn Uy Bằng dùng giọng thương lượng để nói với hắn, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, lúc này Đoạn Uy Bằng đã có một phương án để xử lý vụ này. Bí thư Đoạn dùng giọng thương lượng nói với mình, chẳng qua là muốn ném phương án của mình ra để cho hai người cùng nhau thực hiện mà thôi. Vụ án này nhìn qua có vẻ phức tạp, thế nhưng thực tế lại rất đơn giản. Người ta không phải tố cáo Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai có quan hệ tình cảm sao? Chúng ta chỉ cần chứng thực quan hệ giữa hai người bọn họ, như vậy vụ án sẽ không cần phải điều tra nữa, cậu nói xem có đúng không? Tôi đồng ý với ý nghĩ của Bí thư Đoạn, nếu như hai người bọn họ căn bản không có loại quan hệ giống như trong đơn thư tố cáo, tất nhiên mọi chuyện sẽ là tốt đẹp. Trần Nguyên Hà thật sự rất bội phục ý nghĩ của Đoạn Uy Bằng, nhưng hắn cảm thấy ý đồ của Đoạn Uy Bằng cũng không phải chỉ nằm ở phương diện này. Ha ha, Nguyên Hà, anh nhìn tấm hình này xem, cậu thử nghĩ xem, nếu như một nam một nữ chụp tấm hình thế này, như vậy giữa hai người này sẽ có quan hệ gì? Đoạn Uy Bằng nhếch miệng đưa tấm hình chụp Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai cho Trần Nguyên Hà. Trần Nguyên Hà nhìn Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai sóng vai đứng bên nhau với vẻ mặt tươi cười, hắn thầm nghĩ, Tử Quân ơi là Tử Quân, anh thật sự không phải chỉ là không cẩn thận theo kiểu bình thường, ngay cả những tấm ảnh như thế này cũng bị người ta lén chụp lại được. Trong đầu hắn nghĩ như vậy, thế rồi trầm giọng nói. Bí thư Đoạn, tuy ngài luôn dạy bảo chúng ta phá án phải có căn cứ thực chất, thế nhưng dựa vào suy đoán cá nhân của tôi, hai người này khẳng định có quan hệ không tầm thường. Ha ha, ánh mắt Nguyên Hà rõ ràng là cực kỳ sắc bén. Thật ra là nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật thì đôi khi chúng ta phải đổi góc độ xem xét sự việc, chúng ta muốn chứng minh sự trong sạch của một vị cán bộ lãnh đạo, vạch ra chân tướng sự việc là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng tổ chức bồi dưỡng cán bộ cũng không dễ dàng, phòng ngừa cán bộ hủ bại thái hóa biến chất cũng có nhiệm vụ quan trọng không kém. Nếu Vương Tử Quân và người phụ nữ này thật sự có quan hệ, như vậy chúng ta phải phá án công bằng, dùng sự kiện lần này để cảnh cáo cán bộ các cấp không nên đi vào con đường như vậy, cần phải xem lại đạo đức của mình, cậu nói xem có đúng không? Bí thư Đoạn nói rất đúng. Trần Nguyên Hà khẽ gật đầu nói. Nếu chúng ta đã có ý kiến thống nhất, như vậy chúng ta cần nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Tôi thật sự không có cách nào điều tra về lai lịch của tấm hình này, nhưng muốn chứng minh hai người bọn họ có quan hệ gì hay không, chẳng phải hỏi rõ người trong cuộc sẽ xong sao. Xì xét đến phương diện chủ tịch Vương bề bộn công tác, tôi thấy không bằng thế này. Chủ nhiệm Trần, anh dùng danh nghĩa người của Ủy ban Kỷ luật đến trường đảng tỉnh ủy mời Trương Lộ Giai đến chỗ này hỗ trợ công tác của chúng ta. Đoạn Uy Bằng uống xong ly nước thì trầm giọng phân phó với Trần Nguyên Hà. Vâng, Trần Nguyên Hà nói, hắn giống như nhớ đến điều gì đó, thế là nhắc nhở. Bí thư Đoạn, Trương Lộ Giai là con gái của Chủ tịch Trương, chúng ta trước khi gọi người đến hỗ trợ có liên hệ với Chủ tịch Trương hay không? Đồng chí Nguyên Hà, tư tưởng của cậu có chút bất thường rồi, Trương Lộ Giai dù là con gái của Chủ tịch Trương, thế nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, phải phụ trách cho hành vi của mình. Anh nói chúng ta trước khi phá án phải liên hệ với Chủ tịch Trương là có ý gì? Vẻ mặt Đoạn Uy Bằng trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn chỉ tay xuống bàn rồi nói. Quyền không thể lớn hơn pháp luật, đạo lý này chẳng lẽ tôi còn phải giải thích cho cậu nữa sao? Chủ nhiệm Nguyên Hà, tôi hy vọng sau này cậu không nên hỏi những câu quá kém như vậy nữa. Quan lớn hơn một cấp đủ đè chết người, Trần Nguyên Hà dù rất bất mãn với những lời của Đoạn Uy Bằng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế. Không sinh ra bất kỳ tình huống tranh chấp nào với Bí thư Đoạn. Khi Trương Lộ Giai được người của Ủy ban Kỷ luật đến mời đi thì sự việc được truyền khắp trường đảng tỉnh ủy, lúc này sự kiện tấm hình giữa nàng và Vương Tử Quân càng được lan truyền cực kỳ thần bí. Thậm chí có người kề tai nhau bàn tán, nói rằng có ngày nào đó thấy Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai thế này thế nọ. Lại có một vài tên vô sỉ mở miệng nói đã từng thấy hai người làm loạn trong khách sạn. Dưới tình huống nước chảy sói vàng, mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai thật sự đã tạo ra hàng loạt phiên bản. Khi những lời nghị luận như vậy truyền khắp trường đảng tỉnh ủy, đám giảng viên nữ trong trường tỏ ra cực kỳ thích thú. Ghen ghét chính là bản chất của phụ nữ, nếu một người có danh tiếng mạnh mẽ hơn mình, như vậy chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Trương Lộ Giai xinh đẹp tươi tắn rơi vào tình huống khốn khổ khốn nạn, thế là đám người ngày thường thích to nhỏ với nhau lại càng hăng say tám chuyện hơn. Trương Lộ Giai đã sớm có chuẩn bị cho tình huống bị mời đến Ủy ban Kỷ luật, thế cho nên nàng căn bản không chút sợ hãi.
Khi nàng được đưa đi thì Đoạn Uy Bằng gọi điện thoại đến thành phố Đông Bộ, mời Vương Tử Quân đến thuyết minh tình huống. Trương Lộ Giai thì không cần phải nói, nàng là người trong cuộc, phải mời đến. Khó khăn chính là Vương Tử Quân, hắn không phải tội phạm hiểm nghi, không thể sử dụng phương pháp cưỡng chế. Nhưng hắn cũng là một người trong cuộc, mối quan hệ lưỡng tính cũng không phải chỉ hỏi một bên là xong được. Lực ảnh hưởng của sự việc này thật sự làm cho trường đảng tỉnh ủy phải chấn động, Trương Lộ Giai dù thế nào cũng là giáo viên trường đảng, nàng có đủ lực ảnh hưởng, nhưng nó chỉ bó gọn trong trường đảng mà thôi. Nhưng Vương Tử Quân thì khác, hắn là quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ, sự việc này xuất hiện làm cho thành phố Đông Bộ bùng lên những con sóng ngầm, sinh ra rất nhiều động tĩnh. Vương Tử Quân đã sắp xếp tất cả, lúc này hắn có thể nói là cực kỳ ổn thỏa, không có chút do dự gì cả. Trước tiên hắn báo cáo công tác của khối chính quyền thành phố cho bí thư Đồng Quốc Khánh, sau đó đi đến thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng ủy ban kỷ luật, hắn được đưa đến phòng thư ký của Đoạn Uy Bằng. Lúc này Đoạn Uy Bằng thật sự giật mình vì tốc độ của Vương Tử Quân, sau khi xác định Vương Tử Quân đã đến thì cười nói với Trần Nguyên Hà ở vị trí đối diện. Nguyên Hà, chúng ta sẽ đi gặp vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, để xem anh ta có phải là danh bất hư truyền hay không. Trần Nguyên Hà gật đầu, nhưng khi đi ra khỏi phòng làm việc của Đoạn Uy Bằng, lúc này Đoạn Uy Bằng ở trong phòng cầm điện thoại gọi đi. Bí thư Diệp, Vương Tử Quân đã đến. Uy Bằng, bây giờ trong tỉnh Sơn Nam, tôi cảm thấy trong số đám cán bộ có khả năng liều mạng công tác thì anh là người có năng lực rất mạnh, vì thế cũng đừng nên để cho tổ chức thất vọng. Diệp Hoa Đình nói một câu hai nghĩa trong điện thoại. Bí thư Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thật sự thuyết phục. Đoạn Uy Bằng với giọng điệu thoải mái nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Tốt, như vậy là tốt. Diệp Hoa Đình nói rồi cúp điện thoại. Đoạn Uy Bằng sờ lên đầu mình, trong mắt lóe lên hào quang. Hắn biết rõ đây là một cơ hội lớn của mình, tất nhiên cơ hội và con đường trải ra trước mặt đều nằm trên người Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, mời anh ngồi. Khi Vương Tử Quân mỉm cười đi vào trong phòng thì vẻ mặt vị phó bí thư Đoạn Uy Bằng của Ủy ban Kỷ luật cũng tràn đầy nụ cười. Hắn lúc này thật sự có tâm tư mèo vờn chuột, hắn tin tưởng vào thủ đoạn mạnh mẽ của mình, dù cho Vương Tử Quân có xảo quyệt thế nào, cuối cùng thì tất cả cũng sẽ rõ ràng. Cảm ơn bí thư Đoạn. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Đoạn Uy Bằng rồi dùng giọng hăng hái nói. Chủ tịch Vương, trước kia hai chúng ta từng công tác trong khu văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng lại chưa từng tiếp xúc, thật sự là rất luyến tiếc. Tôi thấy thế này, sau khi việc này chấm dứt, tôi mời anh một bữa cơm nhé. Đoạn Uy Bằng nở nụ cười cực kỳ chân thành nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Bí thư Đoạn, như vậy sao được, nếu như anh mời tôi dùng cơm, như vậy người ta sẽ nói tôi không biết quy củ. Thế này đi, trưa nay tôi sẽ mời anh dùng cơm. Ôi, Chủ tịch Vương, anh vừa đến thì đã là khách lấn chủ rồi. Thế này đi, khi nào tôi đến thành phố Đông Bộ thì anh sẽ làm chủ mời khách, nhưng bây giờ anh đến thành phố Sơn Viên, như vậy cũng đừng tranh chấp với tôi. Đoạn Uy Bằng nói rồi sờ lên đầu. Chủ tịch Vương, anh em chúng ta nói chuyện tình cảm trước, sau đó lại đến chuyện chính. Là thế này, hai ngày trước Ủy ban Kỷ luật và các vị lãnh đạo trong tỉnh đều nhận được một lá thư tố cáo, bên trong có một tấm ảnh có lực ảnh hưởng rất xấu, điều này không khỏi làm cho đám người thích ăn nói lung tung có cơ hội phát huy nói này nọ. Lãnh đạo tỉnh ủy xuất phát từ góc độ bảo vệ cán bộ trẻ tuổi, thế là quyết định tiến hành điều tra sự việc lần này, cần phải trả về sự trong sạch cho anh. Không thể để cho kẻ xấu thích làm gì thì làm. Anh Vương, bây giờ anh xem tấm hình này cái đã, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đoạn Uy Bằng nói rồi đưa tấm hình sang cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không phải chỉ là một lần được nhìn tấm ảnh này, thế nhưng khi thấy tấm ảnh thì trong mắt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ. Bí thư Đoạn, tôi cũng từng nghe nói về tấm hình này, nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi, tôi và chị Lộ Giai thế nào lại có một tấm ảnh như vậy? Chị Lộ Giai? Như vậy anh và Trương Lộ Giai có quan hệ rất tốt sao? Đoạn Uy Bằng thật sự giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để đâm vào sườn của Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân vừa mở miệng thì hắn đã nhanh chóng dùng giọng gây sự nói. Điều này là đương nhiên, tôi và chị Lộ Giai đã quen biết hơn 20 năm, khi còn bé tôi đã từng có thời gian ở trong nhà bọn họ một thời gian ngắn. Vương Tử Quân nói rồi đặt tấm ảnh xuống bàn, dùng giọng hồn nhiên như không nói. Chủ tịch Vương! Không ngờ hai người lại là Thanh Mai Trúc Mã. Đoạn Uy Bằng vừa nói vừa đi về phía Trần Nguyên Hà. Nguyên Hà, Trương Lộ Giai bên kia giải thích thế nào về tấm hình này?
Trần Nguyên Hà hiểu đây là trò lừa gạt của Đoạn Uy Bằng, hắn có chút trầm ngâm rồi khẽ nói. Đã khai báo rồi. Vậy thì tốt. Đoạn Uy Bằng nói rồi cười với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh em ta đóng cửa lại nói vài lời trái với nguyên tắc tổ chức, thật ra tôi thấy quan hệ nam nữ cũng không là gì cả. Có câu thế này, người không phong lưu uổng thiếu niên, hơn nữa anh và Trương Lộ Giai là thanh mai trúc mã, cô ấy lại vừa ly hôn, đừng nói là các người không có gì, cho dù có vấn đề thì ngoài chút khiển trách đạo đức thì cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi thấy hay là thế này, anh cũng đừng làm khó tôi nữa, mau sảng khoái nói ra sự việc, cứ nói ra những gì mình nghĩ. Còn kết quả xử lý, chúng ta sẽ cùng nghĩ biện pháp, người sống sao có thể nhịn tiểu mà chết được. Vương Tử Quân thầm cười lạnh, Trần Nguyên Hà nói một câu hai nghĩa, Đoạn Uy Bằng lại thiếu kiên nhẫn, rõ ràng đang muốn ép mình lên lửa. Có một câu thế này, lời ra khỏi miệng sẽ có chuyện, nếu anh đã thừa nhận, như vậy xử lý thế nào cũng không phải do anh quyết định nữa rồi. Cảm ơn anh Đoạn, để tôi nhớ xem có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân trầm ngâm. Sau đó hắn cầm lấy tấm hình lên xem. Đoạn Uy Bằng cũng không quá hoang mang, nhưng trong lòng lại tràn đầy chờ mong. Hắn thật sự trông mong thái độ tốt đẹp của mình sẽ làm cho Vương Tử Quân mất cảnh giác, tùy tiện thừa nhận, như vậy sẽ không những hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Hoa Đình giao phó, còn có được danh tiếng cán bộ đắc lực. Hình như tôi đã nhớ ra rồi. Vương Tử Quân cố gắng làm ra vẻ bừng tỉnh. Sao, Chủ tịch Vương đã nhớ chụp khi nào rồi à? Đoạn Uy Bằng có chút hưng phấn, hắn từng bước áp sát. Có gì đó là lạ, biểu hiện của tấm hình này là rất giống, nhưng trên tấm hình này sao lại chỉ có hai người chúng tôi, còn thiếu một người nữa. Vương Tử Quân vỗ bàn dùng giọng điệu chợt hiểu ra nói. Khi Đoạn Uy Bằng đang thăm hỏi Vương Tử Quân, trong một gian phòng khác ở Ủy ban Kỷ luật, hai nam hai nữ đang nghiêm túc hỏi han và ghi lại những lời nói của Trương Lộ Giai. Bốn người này cũng không quá chú ý như Đoạn Uy Bằng. Dù sao thì cấp bậc của Vương Tử Quân cũng đủ áp chế người khác, mà Trương Lộ Giai dù là con gái của Trương Đông Viễn, thế nhưng cũng không phải là Trương Đông Viễn. Trương Lộ Giai, cô cẩn thận suy nghĩ lại xem chụp tấm hình này khi nào. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi đứng trước mặt Trương Lộ Giai, bộ dáng của nàng nhìn có vẻ khá tốt nhưng lúc này thái độ lại cao cao tại thượng, căn bản là cực kỳ cay nghiệt. Tôi không chụp tấm hình này. Trương Lộ Giai lắc đầu rồi nói. Trương Lộ Giai. Tôi nhắc nhở cô một câu, cô cứ tiếp tục hỏi gì cũng không nói như vậy sẽ giải quyết được vấn đề gì. Xảy ra vấn đề thì trốn tránh sẽ không phải là biện pháp tốt, tốt nhất là cô nên nói thật với tổ chức, như vậy sẽ có lợi cho cả hai người. Cô không nhớ rõ thì có thể nói hai người không chụp tấm hình này sao? Vậy cô trả lời tôi một vấn đề, cô và Vương Tử Quân rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nhìn vào tấm hình này thì rõ ràng thấy hai người có quan hệ rất thân mật. Người phụ nữ cố ý nhấn mạnh ở hai chữ thân mật. Tôi đã không ít lần nói về quan hệ với Vương Tử Quân, hai nhà chúng tôi có quan hệ với nhau, nếu các người không tin thì có thể đi điều tra, ông nội tôi và ông nội cậu ấy là chiến hữu. Lại còn cứng miệng, Trương Lộ Giai, cô cho rằng tổ chức dễ lừa gạt vậy sao? Chưa nói những chứng cứ khác của chúng tôi, chỉ dựa vào tấm hình này cũng chưa đủ nói lên vấn đề sao? Vương Tử Quân là người đã có vợ, cô là người đã ly hôn. Hai người nếu không có gì, cô sẽ khoác tay anh ta chụp hình thân mật thế này sao? Người phụ nữ nói đến đây thì dùng giọng trào phúng nói. Cô không nói cho tôi biết, dù là ai, chỉ cần là đàn ông thì cô cũng tình nguyện chụp hình như vậy chứ. Trương Lộ Giai chợt nổi giận, nàng biết mình không nên tức giận, thế nhưng lúc này nàng thật sự nhịn không được. Khi lửa giận bùng lên trong lòng thì bàn tay của nàng cũng không tự giác được phải đưa đến. Bốp! Bàn tay Trương Lộ Giai đánh mạnh lên mặt người phụ nữ kia. Một cái tát của Trương Lộ Giai không những làm cho người ghi chép ở bên cạnh phải sợ hãi, ngay cả trí nàng cũng sợ ngây người. Nàng không ngờ mình nổi giận lại có thể đánh người, hơn nữa còn đánh cực kỳ khí thế như vậy. Cô dám đánh người. Người phụ nữ trung niên chợt khiếp sợ, sau đó nàng thẹn quá hóa giận xông vào hét lên với Trương Lộ Giai. Nàng dù thế nào cũng không ngờ mình hỏi cung lại bị người kia đánh cho một tát. Cô ăn nói không ra gì, đáng đánh. Trương Lộ Giai nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng trầm giọng nói. Cô dám đánh tôi sẽ không để cho cô yên. Người phụ nữ trung niên cũng không phải loại người lương thiện gì, hơn nữa nàng chưa từng nếm qua thiệt thòi ở phương diện này. Bây giờ nàng bị hành động của Trương Lộ Giai làm cho nổi giận, thế là nhanh chóng vung tay bổ nhào về phía Trương Lộ Giai. Ba vị đồng sự ở bên cạnh thấy người phụ nữ trung niên sắp nhào đến Trương Lộ Giai,
bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lên tiếng khuyên can. Đừng ra tay, đừng làm bậy. Nhưng bọn họ dù khuyên nhưng thật sự miệng lưỡi khó thể nào cản được hành động của người khác. Một người phụ nữ trong số đó tiến lên giữ lấy bàn tay đang định phản kích của Trương Lộ Giai, cho người phụ nữ trung niên chụp được tóc của nàng. Cô là loại người không biết xấu hổ, dám kiêu ngạo như vậy, bà không đánh chết mày không được. Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa vung một tát lên mặt Trương Lộ Giai. Bốp! Đánh nhau vốn không phải là thế mạnh của Trương Lộ Giai, hơn nữa người phụ nữ trung niên còn được người ta giúp đỡ, thế cho nên khi Trương Lộ Giai đưa mắt lên nhìn, bàn tay của người phụ nữ trung niên đã đánh mạnh lên mặt nàng. Một cái tát vang dội căn bản cũng không làm cho người phụ nữ trung niên thật sự giải hận, nàng vừa giữ lấy tóc của Trương Lộ Giai vừa chửi ầm lên. Con đê tiện, quyến rũ đàn ông mà vẫn còn lắm mồm, tôi nói cho mà biết, hôm nay cô nói thì được, không nói cũng phải nói, đừng tưởng rằng thân mật với chủ tịch thành phố thì ngon lắm. Chủ tịch thành phố thì sao? Hai người làm ra chuyện không ra gì, như vậy cả hai sẽ bị đưa ra pháp luật mà thôi. Bốp! Cô đánh tôi đi, tôi nói cho cô biết, loại khốn kiếp không ra gì như cô hèn gì bị chồng bỏ, hi hi, lại còn thông đồng với người khác, đúng là có bản lĩnh. Lại một cái tát lên mặt Trương Lộ Giai, lúc này người phụ nữ trung niên thật sự giống như sư tử cái nổi giận, nàng vẫn giữ chặt lấy tóc của Trương Lộ Giai. Khóc, khóc cái gì? Không phải cứng rắn lắm sao? Tôi nói cho cô biết, loại đen tiện như cô có phải mỗi lần đi theo đàn ông đều chụp ảnh lại không? Nếu như không phải, vậy thì thành thật nói rõ quan hệ với Vương Tử Quân, rốt cuộc hai bên có quan hệ gì? Cô cũng muốn hỏi xem có quan hệ gì sao? Một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài truyền vào. Tất nhiên đó là quan hệ gian phu dâm phụ. Người phụ nữ trung niên thật sự rất kích động, thế là cũng không nghĩ gì mà lớn tiếng nói. Khi người phụ nữ trung niên vừa lên tiếng thì cửa phòng thẩm vấn bị đá văng, Vương Tử Quân đi vào với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn nhìn thấy người phụ nữ trung niên chụp lấy tóc của Trương Lộ Giai, thế là vẻ mặt chợt bừng bừng lửa giận. Chủ tịch Vương, chuyện này. Trên trán của Đoạn Uy Bằng đi theo phía sau đã vã đầy mồ hôi, hắn còn chưa kịp giải thích thì Vương Tử Quân đã tiến lên tung một tát. Chuyện phát sinh tiếp theo thật sự là ai cũng cảm thấy khó tưởng, người phụ nữ trung niên bị Vương Tử Quân cho một tát thì chạy trốn vào góc phòng, dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn Vương Tử Quân đang phóng đến. Bốp! Một cái tát giòn tan vang lên. Cái tát đập mạnh lên mặt người phụ nữ trung niên, người này còn chưa kịp phản ứng thì Vương Tử Quân đã tung một đá. Một đá này hắn căn bản không keo kiệt sức lực của mình, hắn đạp cho người phụ nữ trung niên kia bổ nhào xuống đất. Tình cảnh xảy ra trước mắt thật sự nằm ngoài dự đoán của đám người Đoạn Uy Bằng, những người khác cũng nghẹn họng nhìn chân chối, người phụ nữ trung niên lại càng gào thét giống như heo chọc tiết. Khu văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy trước nay rất bình tĩnh, bây giờ bị tiếng thét thảm thiết phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thế là người từ bốn phương tám hướng chạy đến xem xét, khi thấy người phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất kêu thét, có không ít người nở nụ cười hả hê. Nhưng trong đám cán bộ có không ít người lấy vinh dự đơn vị làm trọng, bọn họ lớn tiếng nói. Đây là người ở đâu vậy? Dám dương oai ở đây sao? Mau đi gọi cảnh vệ, bắt hắn lại. Đúng, dám đánh người ở chỗ này, thật sự không ra gì. Hình như người ra tay chính là Vương Tử Quân. Vì Vương Tử Quân đã từng có thời gian công tác ở tỉnh đoàn, thế cho nên cũng có nhiều người ở ủy ban kỷ luật biết mặt hắn. Sau khi có người lên tiếng xác nhận thân phận của người ra tay, âm thanh gào thét vừa rồi cũng yên tĩnh trở lại. Là một chủ tịch thành phố đánh người, nhưng chủ tịch thành phố thì thế nào? Ủy ban kỷ luật là cơ quan giám sát cán bộ, có nhân vật nào mà bọn họ chưa từng gặp qua? Khi mọi người đang nghị luận ồn ào, Đoạn Uy Bằng đang ngây người vì những sự việc xảy ra trước mắt cũng nhanh chóng khôi phục lại khí thế của một vị lãnh đạo ủy ban kỷ luật, hắn xanh mặt nói. Chủ tịch Vương, anh còn tố chất kỷ luật không? Anh là một cán bộ đảng viên, dám đứng đây đánh người, anh phải chịu trách nhiệm về hành vi cực đoan của mình, tôi sẽ báo cáo với tỉnh ủy và bí thư Diệp. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoạn Uy Bằng, sau đó dùng giọng gay gắt không kém nói. Bí thư Đoạn, tôi có hành vi gì thì tự mình biết. Nhưng các anh có hành vi gì? Các anh dám nói ra cho tôi biết không? Chị Lộ Giai đến đây tiếp nhận thăm hỏi, cũng không phải là phạm nhân của các người. Mặt khác, bí thư Đoạn, vừa rồi người phụ nữ này nói nhất định thẩm tra xem tôi và chị Lộ Giai có quan hệ gian HPU dâm phụ, như vậy rất tốt, không ngờ trước khi phá án thì ủy ban kỷ luật đã định tính sẵn sự việc. Tôi bây giờ thật sự muốn hỏi một câu, tình huống kết luận trước khi điều tra thế này là ý kiến của anh, hay là của bí thư Diệp?
Đoạn Uy Bằng bị Vương Tử Quân nắm chặt lấy cán dao, gương mặt trước nay luôn treo nụ cười cuối cùng cũng không nhịn được, thế là mặt đỏ tía tai, cực kỳ khó chịu. Bọn họ lấy kết quả điều tra trả lại sự trong sạch cho Vương Tử Quân làm cờ hiệu cho vụ án lần này, hơn nữa đã được lãnh đạo tỉnh ủy tán thành, không ngờ lại không được như mong muốn, vì một người phụ nữ kích động mà làm kế hoạch rối loạn, nếu như sự việc này chọc đến lãnh đạo tỉnh ủy, có lẽ sẽ khó thể nào xong việc được. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy cục diện này nhất định là hiểu lầm, Cao Tinh Hồng là vừa rồi không khống chế được tâm tình, thế cho nên mới nói sai lời. Không khống chế được tâm tình, hừ, lý do quá miễn cưỡng, nhưng này bí thư Đoạn, tùy anh giải thích thế nào cũng được. Vương Tử Quân nói rồi kéo tay Vương Tử Quân nói. Chị Lộ Giai, chúng ta đi thôi. Cô ấy không thể đi được, còn chưa làm xong bản ghi chép. Một người phụ nữ đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên chợt dùng giọng gấp gáp nói. Các người đã định tính sự việc, còn hỏi cái gì nữa? Còn nữa, bí thư Đoạn, tôi sẽ cho người đưa tấm ảnh đến, tôi cũng nói thẳng, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Vương Tử Quân nói rồi cất bước đi ra ngoài. Đưa điện thoại di động cho tôi. Trương Lộ Giai nãy giờ luôn cúi đầu, nàng chợt ngẩng đầu lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Trương Lộ Giai đã tiến lên giật lấy điện thoại trong túi áo của hắn. Sau đó nàng bấm số và khóc lớn nói. Ông nội, cháu bị người ta đánh. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai gọi điện thoại, lúc này đầu óc cũng tỉnh táo lại. Hắn tuy có kế hoạch thế nhưng lại không ngờ sự việc tiến triển đến nước này. Hắn thầm nghĩ, biết đâu đây gọi là người tính không bằng trời tính. Tử Quân, các người về đi. Khi Vương Tử Quân đang cực kỳ cảm khái thì Trương Lộ Giai đưa điện thoại đến, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đông cứng của Trương Lão Gia Tử. Giọng điệu này làm cho hắn phải run lên. Trương Lão Gia Tử nổi giận, hơn nữa sẽ là nổi giận sấm sét. Vương Tử Quân rất muốn nói vài câu thế nhưng Trương Lão Gia Tử ở bên kia đã cắt điện thoại. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Đoạn Uy Bằng, sau đó khẽ nói với Trương Lộ Giai. Chị Lộ Giai, chúng ta đi thôi. Đoạn Uy Bằng biết rõ lúc này mình không thể không mở miệng, hắn vung tay cản lại. Chủ tịch Vương, anh là một chủ tịch thành phố, là cán bộ lãnh đạo. Anh càng phải là người phục tùng kỷ luật tổ chức, tôi tin tưởng anh sẽ không làm cho chúng tôi khó xử. Tôi sẽ cho các anh khó xử, bí thư Đoạn, nếu như anh cảm thấy tôi có tội, vậy cứ báo cáo lên rồi cho ra quyết định xong quy với tôi sẽ ở lại chỗ này. Nếu không, xin thứ lỗi là tôi không rảnh rỗi ở lại nơi này để các anh tùy ý đổi trắng thay đen. Vương Tử Quân nói rồi bỏ qua cánh tay của Đoạn Uy Bằng, hắn đi như bay về phía chiếc xe Audi dựng dưới lầu khu văn phòng ủy ban kỷ luật. Bí thư Đoạn, cho đôi gian phu dâm phụ kia đi như vậy sao? Lúc này người phụ nữ trung niên tên là Cao Tinh Hồng cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nàng nhìn thấy hai người Vương Tử Quân bỏ đi, thế là vùng lên lớn tiếng nói với Đoạn Uy Bằng. Đoạn Uy Bằng lúc này hận không thể tiến lên băng kín miệng Cao Tinh Hồng, người phụ nữ này rõ ràng là làm hư việc nhiều hơn thành công, thật sự là không ra thể thống gì. Đây là thời điểm nào rồi mà còn nói như vậy? Đoạn Uy Bằng nhìn chằm chằm vào Cao Tinh Hồng. Hắn thầm cảm thấy Vương Tử Quân căn bản là đánh con đàn bà này quá nhẹ. Cô ăn nói kiểu gì vậy? Cô nói mà không biết nghĩ sao? Đoạn Uy Bằng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người Vương Tử Quân đang ở bên cạnh chiếc xe Audi, hắn nói. Tất cả giải tán, những người tham gia quá trình thăm hỏi lần này tập trung ở phòng làm việc của tôi. Đoạn Uy Bằng quay lại phòng làm việc của mình với vẻ mặt cực kỳ khó coi, chuyện này cuối cùng có kết luận gì thì quá trình của nó cũng cực kỳ không thoải mái. Một kết quả như vậy xảy ra thì bí thư Diệp sao có thể thỏa mãn cho được. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Đoạn Uy Bằng nhìn thoáng qua Trần Nguyên Hà ở bên cạnh mình rồi nói. Nguyên Hà, anh nói xem, sao sự việc lại đến nước này? Trần Nguyên Hà trong lòng thầm nghĩ, đó không phải là yêu cầu của anh sao? Nếu không phải từ lúc đầu anh đã tiếp nhận chỉ thị tinh thần của bí thư Diệp, trực tiếp định tính sự việc của hai người Vương Tử Quân, thì sao lại xuất hiện tình huống này? Nhưng Trần Nguyên Hà cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy, dù sao hắn cũng còn tiếp tục công tác ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Nhưng hắn cảm thấy sự việc lần này thật sự không xong, chỉ sợ Vương Tử Quân chẳng bao giờ bỏ qua. Bí thư Đoạn, tôi cảm thấy tình hình vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta, tốt nhất là nên nhanh chóng báo cáo cho bí thư Diệp, sự việc không nhỏ. Nguyên Hà, anh nói đúng, tôi cảm thấy cần phải báo cáo với bí thư Diệp, như thế này đi. Hai người chúng ta sẽ là một khối thống nhất, đến phòng làm việc của bí thư Diệp cũng có thể thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau.
Đoạn Uy Bằng trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Cáo già. Trần Nguyên Hà nào không hiểu rõ cho cùng đi báo cáo của Đoạn Uy Bằng, nói đơn giản chính là đi chịu tiếng xấu cho người khác. Hắn nhìn cái đầu trụi lùi của Đoạn Uy Bằng, hắn càng nghi ngờ người này cho mình tham gia thực chất đã tính toán rõ ràng rồi, lúc cần thiết sẽ kéo mình theo. Khi hai người tìm báo cáo với Diệp Hoa Đình, lúc này Diệp Hoa Đình cũng không có mặt trong phòng làm việc, thế là hai người bọn họ liên lạc với Tiết Tự Lập, cuối cùng mới thấy Diệp Hoa Đình từ bên ngoài quay về. Diệp Hoa Đình nghe hai người Đoạn Uy Bằng báo cáo thì vẻ mặt trầm xuống, hắn hít vào một hơi thật sâu nói. Anh nói là Trương Lộ Giai ra tay trước. Đúng vậy. Đoạn Uy Bằng dùng giọng khẳng định nói. Lúc đó có nhiều đồng chí ở trong phòng, cũng có thể chứng minh Trương Lộ Giai đánh người. Hừ, dám đánh nhan viên phá án của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, thật sự là phản rồi. Diệp Hoa Đình đập mạnh điếu thuốc lên gạt tàn, sau đó nói tiếp. Vương Tử Quân cũng đánh người, thật sự quá đáng cười, đường đường là một chủ tịch thành phố lại có tố chất như vậy sao? Đoạn Uy Bằng không nói gì nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng, Diệp Hoa Đình nổi giận, như vậy lấy lại danh dự sẽ dễ hơn. Nếu không sự việc vừa xảy ra với Cao Tinh Hồng, với Đoạn Uy Bằng hắn sẽ trở thành trò cười cho khu văn phòng tỉnh ủy. Trần Nguyên Hà lúc này cũng thật sự lo lắng cho Vương Tử Quân, dù sao sự việc lần này cũng không nhỏ, nếu nắm chắc thì Vương Tử Quân thật sự khó chịu nổi, dù sao thì hành động đánh người của hắn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng là lỗ mãng. Khi Đoạn Uy Bằng báo cáo công tác cho Diệp Hoa Đình, Trần Nguyên Hà luôn tỏ ra kính cẩn lắng nghe. Trong quá trình này tuy Đoạn Uy Bằng đã bỏ sót lời giải thích của Vương Tử Quân về tấm hình, thế nhưng hắn cũng trầm mặc không lên tiếng. Uy Bằng, Vương Tử Quân không phải nói chúng ta cho ra quyết định xong quy với anh ta sao? Anh đưa đồng chí Cao Tinh Hồng đến gặp Bí Thư Nhiếp, nói rõ sự việc với Bí Thư Nhiếp, sau đó tranh thủ xin sự trợ giúp của tỉnh ủy. Diệp Hoa Đình có chút trầm ngâm. Sau đó hắn quay sang phân phó Đoạn Uy Bằng ở bên cạnh. Vâng, Bí Thư Diệp. Đoạn Uy Bằng đã sớm có chuẩn bị với lời phân phó của Diệp Hoa Đình, thế là Diệp Hoa Đình vừa dứt lời thì đám nhân viên Diệp Hoa Đình cũng đã đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp Hoa Đình. Bí Thư Diệp, mong anh làm chủ cho, Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai căn bản không coi chúng ta ra gì, vừa chửi mắng vừa đánh người, nếu như ngay cả vấn đề an toàn của nhân viên phá án cũng không được đảm bảo. Sau này Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy sẽ công tác thế nào? Cao Tinh Hồng thấy mặt Diệp Hoa Đình thì lớn tiếng nói. Diệp Hoa Đình nhìn người phụ nữ 40 trước mặt, vẻ mặt không khỏi có chút run rẩy. Nhưng người phụ nữ này thật sự còn có tác dụng với mình, thế nên hắn miễn cưỡng nói. Tinh Hồng, tôi biết rõ cô gặp uất ức, chuyện này cô cứ yên tâm, tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật sẽ cho cô một câu trả lời rõ ràng. Cảm ơn Bí Thư Diệp. Có những lời này của ngài thì Cao Tinh Hồng tôi dù chịu uất ức lớn cũng đáng. Chúng tôi cố gắng công tác vì cái gì? Không phải vì một lời khẳng định của lãnh đạo sao? Chúng tôi gặp uất ức có lãnh đạo đứng ra làm chỗ dựa, như vậy cũng cảm thấy quá mỹ mãn rồi. Những lời nói của Cao Tinh Hồng làm cho Diệp Hoa Đình cực kỳ thỏa mãn, hắn khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. Đồng chí Tinh Hồng, cô nói rất đúng. Tôi hy vọng cô có thể cứng rắn mạnh mẽ trước khó khăn. Không dễ dàng gục ngã, nhất định phải điều tra đến cùng. Mặt khác tôi còn muốn cô tiếp tục lớn gan phá án, nếu như có gì xảy ra, tôi và Ủy ban Kỷ luật sẽ làm chủ cho cô. Đoạn Uy Bằng thầm cảm thấy thủ đoạn của Cao Tinh Hồng là rất tốt, thế nhưng biểu hiện của hắn chính là cố gắng giúp đỡ Bí Thư và đồng chí Cao Tinh Hồng. Diệp Hoa Đình nghe những lời tán dương của Đoạn Uy Bằng thì càng tỏ ra vui vẻ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà trì hoãn. Sau khi nói vài câu với Cao Tinh Hồng thì đưa nhóm người Cao Tinh Hồng và Đoạn Uy Bằng đi về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Cửa phòng làm việc của Bí Thư Nhiếp Hạ Quân đóng lại rất chặt, Diệp Hoa Đình nhìn về phía đám người chờ bên ngoài, sau đó khẽ gật đầu hỏi thư ký của Nhiếp Hạ Quân đang đi vào trong. Bí Thư Nhiếp đang tiếp khách sao? Đúng vậy, Bí Thư Diệp, nếu không tôi thông báo cho ngài một tiếng nhé. Thư ký của Nhiếp Hạ Quân rất khách khí với Diệp Hoa Đình. Không cần, cứ chờ chút. Diệp Hoa Đình có chút trầm ngâm, khi hắn ngồi xuống phòng thư ký của Nhiếp Hạ Quân thì Đoạn Uy Bằng và Cao Tinh Hồng chỉ có thể lẳng lặng đứng chờ bên ngoài. Diệp Hoa Đình nói chuyện với thư ký của Nhiếp Hạ Quân được 2 phút thì đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Ôi, Nhiếp Hạ Quân nào có bao giờ rảnh rỗi chứ? Đúng lúc hắn đang đứng ngồi không yên thì cửa lớn mở ra. Chương 544, tiếp tục nhìn tôi sẽ ăn sạch cô. Nhìn thấy Thường ủy tỉnh ủy. Bí thư thị ủy Sơn Viên là La Nhân Uy từ trong phòng làm việc của Bí thư Nhiếp đi ra, Diệp Hoa Đình chợt có một ý nghĩ hay.
hắn nghĩ đến những tin đồn giữa La Nhân Uy và Vương Tử Quân, thế là hắn chợt cảm thấy cơ hội đến với mình. Nếu càng có nhiều sự giúp đỡ thì càng tăng thêm độ nặng cho mình, Nhiếp Hạ Quân tất nhiên sẽ không thể nào che chở được cho Vương Tử Quân. Trong đầu Diệp Hoa Đình chợt có thêm nhiều ý nghĩ, hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng thư ký của Nhiếp Hạ Quân, sau đó xông vào phòng của bí thư Nhiếp. BTN, Vương Tử Quân thật sự quá lớn gan, chưa nói đến phương diện quan hệ nam nữ rối loạn, còn ngang nhiên ra tay với nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, loại người này nếu không xử lý thật tốt thì không được. Khi Diệp Hoa Đình đi vào phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân, hắn chợt phát hiện đi ra khỏi phòng của Nhiếp Hạ Quân không phải chỉ có La Nhân Uy, còn có một người đàn ông không quen. Người đàn ông này gần 30, nhìn qua giống như mới bị người ta đánh vào mặt. Khi thấy gương mặt đỏ bừng của người đàn ông kia, Diệp Hoa Đình chợt nghi ngờ mình đi nhầm địa điểm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đường đường là phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy lại biến thành võ đài sao? Tiểu tử xui xẻo kia không phải bị hai vị bí thư tỉnh ủy và thị ủy liên thủ đánh cho một trận đấy chứ? Nhiếp Hạ Quân đang tiễn chân La Nhân Uy, lúc này nghe thấy lời nói của Diệp Hoa Đình thì cười nhạt một tiếng. Hoa Đình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh từ từ nói tôi xem. Bí thư Nhiếp, hôm nay tôi sắp xếp cho phó bí thư Đoạn Uy Bằng và vài nhân viên công tác tiến hành thăm hỏi. Trong quá trình ghi chép thì Trương Lộ Giai không những không phối hợp, thậm chí còn ra tay đánh nhân viên công tác của chúng tôi. Sau khi đồng chí Vương Tử Quân biết được, không nói hai lời mà ra tay với nhân viên phá án của chúng tôi. Loại cán bộ có tố chất như vậy, tôi thật sự hoài nghi vì sao có thể tiến lên làm một chủ tịch thành phố. Diệp Hoa Đình vừa nói vừa vỗ tay lên bàn trà. Nhiếp Hạ Quân cũng sững sờ, lão hiểu tính cách của Vương Tử Quân, nhưng làm ra hành động như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của lão. Như vậy cũng không nên, Vương Tử Quân là ai thì lão hiểu rất rõ, đối phương là một vị chủ tịch thành phố, tuy người này không quá trầm ổn như những cán bộ hơn 50 tuổi thế nhưng cũng không phải loại người lỗ mãng, không nên xuất hiện tình huống như vậy mới phải. Bí thư La, anh ở lại một chút. Nhiếp Hạ Quân khẽ gật đầu với La Nhân Uy, sau đó lão trầm giọng nói với Diệp Hoa Đình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh nói Vương Tử Quân làm loạn quan hệ nam nữ, anh xác định đây là sự thật sao? Bí thư Nhiếp, chuyện này trên cơ bản đã được xác định không thể nghi ngờ, khi nhân viên phá án tiến hành hỏi thăm Trương Lộ Giai, khi đó Trương Lộ Giai kích động đánh cả nhân viên công tác. Tôi cảm thấy nhìn vào đó đã là một biểu hiện giấu đầu hở đuôi. Vương Tử Quân tiến hành tấn công đồng chí của chúng tôi, hơn nữa còn không phối hợp công tác, kéo Trương Lộ Giai bỏ đi rất nghênh ngang. Anh xem đó không phải là vấn đề sao? Diệp Hoa Đình nói, lại phát hiện vẻ mặt Nhiếp Hạ Quân cực kỳ lạnh nhạt, mà vẻ mặt La Nhân Uy và người đàn ông bị đánh cũng không tốt đẹp gì. Hắn không biết La Nhân Uy vì sao lại như vậy, nhưng vẫn nói tiếp. Hơn nữa còn có tấm ảnh của bọn họ còn chưa giải thích, thế nhưng tôi cảm thấy bọn họ có giải thích cũng không được gì. Vấn đề này tôi đã có đáp án. Nhiếp Hạ Quân nói rồi nhìn về phía người đàn ông mà trên mặt vẫn còn giấu tay. Sương Hào, cậu nói cho bí thư Diệp biết chuyện tấm ảnh đi. Lúc này La Sương Hào cảm thấy rất ngột ngạt, hắn vuốt vuốt dấu bàn tay nóng bỏng trên mặt mình, sau đó nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bố mình, lại dùng giọng nghĩ một đằng nói một nẻo lên tiếng. Bác Nhiếp, chuyện này. Anh cứ nói cho bác Nhiếp, nói thẳng ra là được, sao lại ấp úng như vậy? La Nhân Uy dùng ánh mắt hung hăng nhìn La Sương Hào, sau đó tức giận nói. La Nhân Uy nhìn gương mặt dữ tợn của bố mình, trong đầu thiếu chút nữa thì nổ tung. Dù hắn cực kỳ uất ức thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng áp chế mà thôi, ai bảo cán dao của hắn nằm trong tay Vương Tử Quân. Thừa nhận chuyện này thì hắn chỉ bị một tát, nếu chuyện kia xác định, như vậy hắn cũng không phải chỉ đơn giản bị bố cho một tát vào lúc này. Bí thư Diệp, là thế này, tôi gửi tấm hình đó đi. La Sương Hào nói rồi cúi đầu. La Sương Hào gửi đi. Diệp Hoa Đình chợt ngẩn ngơ, một dự cảm bất thường bùng lên trong lòng. Hắn nhìn gương mặt có chút run rẩy của La Sương Hào, sau đó trầm giọng nói. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Thật ra tấm hình kia là tôi làm ra, anh xem tấm hình này đi, tấm hình Vương Tử Quân chụp cùng Trương Lộ Giai mà anh đã từng thấy được gia công từ tám ảnh này. La Sương Hào nói rồi lấy một tấm hình trên bàn làm việc của Nhiếp Hạ Quân đưa đến. Diệp Hoa Đình rất quen thuộc tấm hình này, có Vương Tử Quân. Có Trương Lộ Giai, có hoàn cảnh giống y hệt, tấm hình này hầu như không khác biệt gì quá lớn so với tấm hình được gửi đến cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và các vị thường ủy tỉnh ủy. Nếu như nói có gì khác nhau thì tấm hình này có ba người,
mà tấm hình gửi lên tố cáo Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai chỉ có hai người mà thôi. Tấm hình này Trương Lộ Giai vẫn kéo cánh tay của Vương Tử Quân, nhưng trước mặt hai người là Trương Lão Gia Tử đang vui vẻ ngồi trên ghế, bộ dạng giống như có gì đó rất vui. Khi Trương Lão Gia Tử xuất hiện trên tấm ảnh, một tấm ảnh làm cho nhiều người suy đoán lung túc chợt biến thành ảnh gia đình ấm áp. Diệp Hoa Đình không biết Trương Lão Gia Tử, thế nhưng dù có biết hay không thì tấm hình này đã nói rõ vấn đề, đó chính là Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai chụp hình cũng không phải có quan hệ nam nữ, không có tác dụng gì cả. Hắn nhìn thoáng qua tấm hình rồi dùng giọng không cam lòng nói. Đây thật sự là do cậu làm ra. À, thật sự là như vậy, tôi thấy Vương Tử Quân không vừa mắt thế cho nên bỏ tiền cho người ta chỉnh sửa lại, thế cho nên mới có tấm ảnh trong tay ngài. Tôi phát tán những tấm ảnh này ra ngoài với mục đích làm cho Vương Tử Quân mất mặt, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. La Sương Hào nói đến đây thì cảm thấy cay mũi, thiếu chút nữa thì khóc giống lên. Oan, thật sự là mình rất oan, từ đầu muốn cải rác lên đầu người ta, bây giờ thì người ta lại trực tiếp đổ rác lên đầu mình. Hơn nữa động tác đổ rác của đối phương là rất thật, không nhìn ra chút sơ hở nào. Chính mình không làm chuyện này, thế nhưng lại phải bày ra bộ dạng ăn năn hối lỗi. La Sương Hào nghĩ đi nghĩ lại mà cảm thấy rất đau. Thật sự rất oan, nhưng dù là chết oan thì hắn cũng không thể đổi giọng, nếu không thì sẽ chết không có chỗ chôn. La Sương Hào nghĩ đến vẻ mặt của Vương Tử Quân, thế là cố gắng nuốt uất ức vào trong bụng. Bí thư Nhiếp, bí thư Diệp, đều là La Nhân Uy, tôi không biết cách dạy con, tôi sẽ đích thân xin lỗi Chủ tịch Vương, nhưng tiểu tử hồ đồ này thì tôi thật sự không nói gì hơn. Ý kiến của tôi là giao nó cho cơ quan công an, xử lý theo đúng pháp luật, đúng người đúng tội, thật sự dám vu oan đồng chí của chúng ta. La Nhân Uy nói, sau đó vung tay đánh vào mặt La Sương Hào. La Sương Hào thấy hành động của bố, hắn muốn tránh theo bản năng. Vừa rồi khi La Nhân Uy nói chuyện với Nhiếp Hạ Quân, hắn căn bản không có chuẩn bị, thế cho nên mới bị tát trúng mặt, vì có kinh nghiệm trước đó nên dù thế nào hắn cũng không thể để bố đánh trúng mặt mình một lần nữa. Bí thư La, anh làm gì vậy? Thanh niên có ai mà không phạm vào sai lầm? Bí thư Nhiếp vừa rồi đã rơi vào tình huống thế này một lần, thế là mở miệng khuyên can cực kỳ khéo léo và đúng mực, vừa giữ chặt lấy La Nhân Uy vừa mở miệng khuyên nhủ. Diệp Hoa Đình lúc này tuy suy nghĩ rất nhiều nhưng đối mặt với tình huống La Nhân Uy đánh con thì cũng chỉ có thể tiến lên cản lại, trong miệng an ủi. Bí thư La, ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết sửa chữa thì vẫn là người tốt. La Nhân Uy làm vậy chỉ cho có mà thôi, lúc này lão bị hai người Nhiếp Hạ Quân và Diệp Hoa Đình giữ chặt, tất nhiên sẽ biết thời thế mà xuống ngựa, thế nhưng trong miệng lại dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Có câu không dạy được con là lỗi của cha. Tiểu tử này trở thành bộ dạng hôm nay, thật sự tôi cũng có trách nhiệm. Bí thư La, việc này cũng không cần chuyện bé xé ra to, tôi thấy không bằng thế này, hai ngày nữa chúng ta sắp xếp cho nó gặp mặt xin lỗi người bị hại, coi như đến điểm thì dừng. Tôi cảm thấy với ý chí của Chủ tịch Vương, chắc chắn sẽ không nắm chặt lấy chuyện này không chịu buông tha. Nhiếp Hạ Quân dù thật sự không thích trò biểu diễn của La Nhân Uy, thế nhưng lão là lãnh đạo tỉnh ủy, lão cần phải có lòng bao dung. Thế cho nên bắt buộc phải mở miệng dỗ dành hai cha con La Nhân Uy. Diệp Hoa Đình tuy đã mở miệng khuyên nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, chính mình nổi giận đùng đùng chạy đến cáo trạng nhưng sự việc lại kết thúc theo kiểu như thế này. Bây giờ tìm được người tố cáo, hơn nữa tấm ảnh lại được sửa chữa bằng máy tính, chính mình vừa rồi lớn tiếng khẳng định Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai có quan hệ nam nữ, như vậy chính mình có mục đích gì? Bây giờ Diệp Hoa Đình không quan tâm đến La Sương Hào. Điều hắn lo lắng chính là mình nên giải thích thế nào cho phải. Nếu như chuyện tấm ảnh có thể đỡ hơn một chút, sự kiện xô xát ở Ủy ban Kỷ luật càng thêm khó khăn. Khi Diệp Hoa Đình cảm thấy không yên thì cửa phòng làm việc của Bí thư Nhiếp bị đẩy ra, dù thư ký của Nhiếp Hạ Quân có ngăn đón, thế nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm, không làm gì được. Trương Lão, Bí thư Nhiếp đang bàn chuyện, ngài có thể chờ một lát không? Âm thanh thư ký của Nhiếp Hạ Quân vang lên từ ngoài cửa. Không được, tôi muốn gặp Bí thư Nhiếp, tôi muốn hỏi anh ta xem, cháu gái của tôi rốt cuộc làm gì sai. Vì sao đối phương không chút kiên nhẫn, dám mở mồm nói cháu tôi có quan hệ nam nữ với người ta. Tôi phải tìm tên tiểu tử khốn nạn Diệp Hoa Đình kia nói cho rõ ràng. Trương Lão Gia Tử vừa đẩy thư ký ra vừa đi vào trong phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân. Nhiếp Hạ Quân thật sự rất vui vì sự xuất hiện đúng lúc của Trương Lão Gia Tử, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở. La Nhân Uy trừng mắt nhìn con trai của mình, sau đó tiến lên cung kính chào đón Trương Lão Gia Tử.
Trương lão, mong ngài bớt giận, mong ngài bớt giận. Lúc này người buồn bực nhất chính là Diệp Hoa Đình, hắn là cán bộ từ Trung ương xuống đảm nhiệm chức vụ bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Sơn Nam, nào phải cung kính với người ta. Dù là Nhiếp Hạ Quân hay Hào Nhất Phong thì cũng phải nể mặt hắn vài phần, không ngờ đến lúc này lại có người không khách khí chửi thẳng mặt hắn một câu tiểu tử khốn nạn. Tuy Diệp Hoa Đình thật sự cảm thấy mất vui, thế nhưng lúc này người ta có chửi mình là cháu nội thì hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng mà thôi, lại cười xấu hổ, sau đó lùi về phía sau theo bản năng. Trương lão gia tử nhìn thoáng qua La Nhân Uy, sau đó lại nhìn La Sương Hào đứng sau lưng La Nhân Uy, thế là niềm tin vào Vương Tử Quân lại tăng thêm vài phần. Lão khẽ hừ một tiếng nói. Nhân Uy cũng ở đây à? Trương lão, mong ngài bớt giận, thật ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ cần mọi người hòa khí nói chuyện là ổn rồi. Nhiếp Hạ Quân vừa mời Trương lão gia tử ngồi xuống vừa cẩn thận nói lời khuyên. Trương lão gia tử cũng không khách khí. Lão trực tiếp ngồi xuống ghế salon, sau đó dùng giọng lạnh lẽo như băng nói. Bí thư Nhiếp, tôi thật sự tin tưởng anh, khi anh quyết định điều tra về cháu tôi và Vương Tử Quân, tôi cũng không nói gì cả. Tôi tin xanh sẽ xanh và đen sẽ đen, điều tra rõ ràng sự việc mới có lợi cho hai người bọn họ. Nhưng các anh làm vậy là sao? Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rốt cuộc làm ăn kiểu gì? Còn chưa kịp điều tra đã mở miệng định tính sự việc. Tôi muốn hỏi xem Diệp Hoa Đình kia muốn ép người khác hay là trở thành kẻ ngốc rồi. Diệp Hoa Đình rất bức bối vì bị mắng là kẻ ngốc, hắn rất muốn lên tiếng, thế nhưng vì La Sương Hào đã thừa nhận, vì vậy mà hắn không thể nói gì hơn được. Trương lão, ngài đừng kích động, chuyện này thì tỉnh ủy nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, có kết quả tôi sẽ đích thân báo cáo với ngài, ngài thấy thế nào? Nhiếp Hạ Quân cũng rất bất mãn với một người như Diệp Hoa Đình, bây giờ có cơ hội tốt, lão nào có thể bỏ qua? Phải tranh thủ gõ đầu Diệp Hoa Đình. Bí thư Nhiếp, tôi tin tưởng lời anh, nhưng tôi không tin bí thư Diệp kia cho lắm. Anh xem những gì mà anh ta đã làm kìa, thật sự không ra gì, thật sự uổng phí khi là một bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Đây không phải là đang bôi đen hình tượng của đảng sao? Trương lão gia tử mở miệng mà căn bản không thèm nể mặt Diệp Hoa Đình. Diệp Hoa Đình bị mắng thẳng mặt, hắn hận không thể tìm một lỗ để chui vào. Hắn biết lúc này mình căn bản không có gì để nói, hắn trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng. Trương lão, chuyện này tôi cũng cần phải giải thích với ngài, theo những gì tôi biết thì đồng chí Trương Lộ Giai đã ra tay đánh người trước. Nếu Giai Giai không ra tay thì đã bị các người ép chết rồi. Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng cắn người, hơn nữa con người có lòng tự ái. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, sự việc xảy ra gây ảnh hưởng cho cháu tôi, như vậy đã đủ không may. Đến bây giờ lại có người dội nước bẩn lên người nó, các anh rốt cuộc sắp tâm làm gì? Có phải ép chết nó mới chịu không? Trương lão gia tử nổi giận, thế là bàn tay cầm trượng cũng giơ lên chỉ trước mặt Diệp Hoa Đình. Cộp cộp cộp, cây trượng nện lên mặt bàn phát ra những âm thanh khá lớn trong phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân, lúc này trái tim của Diệp Hoa Đình cũng nhảy lên điên cuồng. Dù hắn bị sỉ nhục nhiều lần nhưng tình cảnh vào lúc này căn bản là không cho hắn cơ hội giải thích. Bí thư Nhiếp, không bằng để các đồng chí ủy ban kỷ luật đến nói vài tình huống, như vậy cũng tiện để ngài cho ra phán đoán. Diệp Hoa Đình trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng đề nghị nói với Nhiếp Hạ Quân. Tôi đến tìm anh ta uống trà. Trương lão gia tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả nói. Cứ làm như vậy là được, tôi đây cũng đang rất rảnh rỗi buồn chán. Trương lão gia tử nở nụ cười cực kỳ cởi mở. Nhưng lão cũng biết mình đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tìm bí thư Diệp không đơn giản là uống trà và đốc thúc, quan trọng nhất đó chính là một khâu quan trọng trong kế hoạch của Vương Tử Quân, lão cũng không muốn nói ra. Đối mặt với một người có thể uy hiếp đến mình, biện pháp tốt nhất căn bản không phải là gặp chiêu phá chiêu, mà chính là trực tiếp cho đối phương biến mất. Sau khi dùng một bữa cơm do chính tay Trương Lộ Giai nấu nướng, Vương Tử Quân rời khỏi khu biệt thự của Trương lão gia tử. Dù hai người đã được La Sương Hào lấy lại trong sạch, tất cả xem như đã được giải quyết, thế nhưng càng là lúc này thì càng phải tránh thị hiềm. Nhưng Vương Tử Quân cũng không quay về thành phố Đông Bộ, khi Thái Thần Bân hỏi muốn đi đâu thì Vương Tử Quân lại dùng giọng không chút biểu cảm nói. Đến nhà máy sắt thép Sơn Viên. Thái Thần Bân chợt sững sờ, lần đầu tiên hắn nghe nói đến nhà máy sắt thép Sơn Viên, nhưng trước nay hắn luôn chấp hành vô điều kiện lời nói của Vương Tử Quân. Hắn lập tức hỏi rõ vị trí của nhà máy, sau đó dẫm chân ga chạy đi như bay. Vương Tử Quân cũng chỉ mới nghe nói đến nhà máy sắt thép Sơn Viên vào ngày hôm qua, nhưng toàn bộ kế hoạch của hắn đều đặt trên nhà máy sắt thép này.
Thái Thần Bân lái xe rất nhanh, 20 phút sau đã chạy đến nhà máy sắt thép Sơn Viên ở vùng ngoại ô thành phố Sơn Viên. Nhà máy sắt thép Sơn Viên từng là một trong những xí nghiệp phát triển cực kỳ mạnh mẽ của thành phố Sơn Viên, sau khi thay đổi chế độ từ công hữu sang tư hữu, chẳng những không phát triển, ngược lại còn ngày càng kém cỏi. Tút tút tút. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Tử Quân nhìn dãy số rồi bấm nút nghe. Tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi là Thiên Tâm, anh đang ở đâu vậy? Vương Tử Quân nghe được âm thanh quen thuộc của Trương Thiên Tâm, hắn cười nói. Tôi đang ở nhà máy sắt thép Sơn Viên. Tử Quân, cậu đi đến đó làm gì? Bây giờ nhà máy này chỉ là miễn cưỡng duy trì hoạt động mà thôi, tôi nghe nói không quá vài ngày nữa sẽ phá sản. Trương Thiên Tâm cũng không tính là quá xa lạ với nhà máy sắt thép Sơn Viên, hắn cười nói với Vương Tử Quân. Phá sản thì tốt. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn cũng không chờ Trương Thiên Tâm mở miệng mà nói ngay. Cậu xác định nhà máy này do đám người Đàm Hiểu Minh ra tay sao? Đúng vậy, lúc đó đám người Đàm Hiểu Minh còn muốn lôi kéo tôi cùng tham gia, chẳng qua tôi không đồng ý. Trương Thiên Tâm nở nụ cười tùy tiện rồi nói tiếp. Bây giờ tuy tôi còn kiếm được ít tiền, thế nhưng làm việc đường đường chính chính, đám người Đàm Hiểu Minh tuy tìm được tiền lời nhan hát hao, thế nhưng tôi cũng không thích những đồng tiền theo kiểu của bọn họ. Vương Tử Quân nghe những lời không phải giả vờ của Trương Thiên Tâm thì tỏ ra vui mừng, hắn cảm thấy ít nhất thì Trương Thiên Tâm cũng trưởng thành ở phương diện này. Thiên Tâm nói rất đúng, quân tử muốn phát tài nhưng phải có con đường đàng hoàng. Tử Quân, ông cũng nói như vậy, bây giờ ông cũng không ép tôi tham gia công tác nhà nước, điều này làm tôi thật sự cảm ơn cậu. Trương Thiên Tâm nói, sau đó đột nhiên lên tiếng. Cậu Vương, có phải cậu chuẩn bị ra tay với đám người Đàm Tiếu Minh? Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ cười một chút. Trương Thiên Tâm biết rõ lòng dạ của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng chăm chú nói. Tử Quân, Đàm Hiểu Minh cũng không phải chỉ là một người, nếu cậu đối phó với bọn họ, cậu cần phải cẩn thận hơn. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn cột khói đen ở phía xa, hắn bước xuống xe. Lúc này cột khói như một con rồng đen cuồn cuộn giữa không trung, điều này không khỏi làm cho hắn thở dài một hơi. Đúng lúc cảnh cổng của nhà máy sắt thép Sơn Viên mở ra, trên trăm công nhân mặc đủ mọi loại trang phục chạy xe đạp ra khỏi cổng, sau đó phân tán về bốn phương tám hướng. Đi thôi. Vương Tử Quân ném điếu thuốc xuống đất rồi lại leo lên xe hơi. Xe chạy đi như bay. Tâm tình của Vương Tử Quân có chút mất bình tĩnh. Xem ra cuộc sống yên tĩnh của những công nhân kia lại bị xáo trộn, tuy đó là vấn đề sớm muộn, thế nhưng hắn vung tay trợ giúp thì kết quả vẫn có thể đoán trước được. Không phá thì khó đứng, càng có kinh nghiệm mưa gió sớm hơn một chút thì sẽ càng có năng lực chống đỡ và chịu đựng, càng có thể dục hỏa trùng sinh. Vương Tử Quân thầm nói trong lòng, hắn ném đi tất cả cảm giác do dự còn sót lại. Mình không muốn cho người ta nắm mũi dắt đi. Như vậy chỉ có thể ra tay trước chiếm lấy thế chủ động. Sự việc đã được báo lên phòng kinh tế. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Vương Tử Quân nhìn những dòng chữ truyền đến từ số máy lạ, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn biết người ở đầu dây bên kia chẳng bao giờ cho mình thất vọng. Con bà nó, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với La Sương Hào? Sao lại biến thành như thế này được? Trong một gian phòng xa hoa ở tầng cao nhất trong một khách sạn ở thành phố Sơn Viên, Lưu Vinh Hòa ném một tờ giấy xuống đất rồi dùng giọng không cam lòng nói. Bên cạnh Lưu Vinh Hòa chính là Đàm Hiểu Minh, lúc này Đàm Hiểu Minh đang ngồi trên ghế salon rộng rãi, trong tay là một ly rượu đỏ như máu, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Hắn nhìn Lưu Vinh Hòa đi tới đi lui với bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, thế là dùng giọng không quan tâm để khuyên nhủ. Vinh Hòa, ngồi xuống làm một ly đi, khoa học đã nghiên cứu và chứng minh con người ta quá gấp gáp và nóng giận sẽ không có lợi cho thận. Đúng vậy. Anh Vinh Hòa, anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, Hiểu Minh còn chưa lo lắng, anh lo lắng làm gì cho mệt. Có một người đàn ông ngồi bên cạnh Lưu Vinh Hòa trên bàn tròn, người này đang dùng tay ve vuốt một con sư tử bằng ngọc, dù hắn lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con sư tử trong tay. Lưu Vinh Hòa thở hồng hộc ngồi xuống ghế salon, hắn nâng ly rượu lên đổ vào trong miệng, sau đó dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đàm Hiểu Minh. Này Hiểu Minh, anh đừng không xem sự việc này ra gì được không? Lần này tên họ Vương kia thoải mái vượt qua kiểm tra, anh nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Còn làm gì nữa? Đàm Hiểu Minh mở chai rượu rót vào ly cho Lưu Vinh Hòa, sau đó cười nói. Nếu không thì cậu về nói với bố, cắt đi chức vụ chủ tịch thành phố của Vương Tử Quân.
anh nói vậy không phải là nói nhảm sao? Nếu ông cụ biết rõ tôi làm khó cho Vương Tử Quân, ông ấy không lột da tôi ra sao? Lưu Vinh Hòa cũng không muốn bị Đàm Hiểu Minh ném ra mặt bàn, hắn khoát tay áo với tâm tình kích động. Nếu ông cụ nhà tôi tốt đẹp bằng một nửa bác Đàm nhà anh thì tốt biết mấy, tôi cũng phải cảm ơn trời đất. Ông ấy không bắt bẻ mắng mỏ tôi thì đã là cực kỳ vui sướng rồi, tôi còn dám nói những lời như vậy với ông ấy sao? Hiểu Minh, cũng là anh quá sướng, có một người bố tốt như bác Đàm. Được rồi, hai anh cũng đừng mèo khen mèo lắm lông nữa, nếu còn tiếp tục thì tôi cũng không biết tránh đi đâu cho phải. Tên đàn ông vuốt vuốt con sư tử bằng ngọc rồi đặt xuống cười ha hả nói với hai người Đàm Hiểu Minh. Tiểu Diêm, cậu cũng đừng hâm mộ chúng tôi, chú Diêm những năm này là bí thư thị ủy, không phải lần sau điều chỉnh ban ngành sẽ thuận tiện tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy sao? Hơn nữa chú Diêm còn trẻ, tiềm lực phát triển lại lớn, sau này hai ông cụ nhà chúng tôi về hưu, biết đâu còn nhờ cả vào sự giúp đỡ của chú Diêm. Đàm Hiểu Minh vung tay giữ lấy con sư tử ngọc rồi nói. Sư tử ngọc này rất tuyệt, nhưng nó chỉ thích hợp với thân phận của chú Diêm, hôm nay dù sao cũng phải mời chú Diêm đến. Để chú ấy đánh giá nó một chút. Gương mặt tên đàn ông được gọi là Tiểu Diêm chợt có chút vui sướng, nhưng hắn lại nhanh chóng nói. Anh Hiểu Minh, quân tử không cướp cái những gì người ta yêu thích, con sư tử ngọc này là món mà anh rất thích, tôi sao có thể lấy đi được. Lưu Vinh Hòa nhếch miệng với Tiểu Diêm, vừa định lên tiếng thì chợt phát hiện Đàm Hiểu Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn mình. Dù hắn có chút không cam lòng, thế nhưng hắn rất hiểu thói quen của Đàm Hiểu Minh, thế là đành phải ngậm miệng lại. Tiểu Diêm, chúng ta không phải là anh em tốt sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn khách khí như vậy, sau này cũng đừng đến chỗ tôi nữa. Đàm Hiểu Minh giả vờ tức giận nâng con sư tử ngọc lên nói. Con sư tử ngọc này dù quý thì chẳng qua cũng chỉ là một món đồ, nếu so với tình cảm anh em chúng ta, thật sự chẳng là gì cả. Tiểu Diêm thật sự rất thích con sư tử ngọc, lúc này thấy Đàm Hiểu Minh muốn đập bể, thế là vội vàng ngăn cản. Anh Hiểu Minh là người trượng nghĩa, em sai rồi, được chưa? Em sẽ nhận con sư tử ngọc này, sẽ nhất định cho ông cụ ở nhà đánh giá một phen. Đàm Hiểu Minh lúc này mới xem như đổi giận thành vui, hắn cười ha hả nói. Vậy mới là anh em tốt của tôi chứ? Sau này nếu đến chỗ anh mà còn xem nhau như người xa lạ, như vậy cậu cứ trực tiếp đi cho rồi. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ nhưng lại giống như mưa thuận gió hòa của Đàm Hiểu Minh, bầu không khí trong phòng càng thêm hòa hợp. Lưu Vinh Hòa uống một hớp rượu, sau đó di chuyển chủ đề. Hiểu Minh, chúng ta bây giờ nói về nhà máy may Miên Phượng, chúng ta cố gắng ném phiền toái cho Vương Tử Quân, để hắn rơi vào tình huống ốc không lo nổi ốc sao đèo thêm rêu, thế nhưng tất cả lại thất bại, cậu nói xem kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Cậu nghĩ chúng ta phải làm gì bây giờ? Đàm Hiểu Minh và Lưu Vinh Hòa nói chuyện rất tùy ý, rõ ràng quan hệ giữa hai người đã đến mức độ không cần khách sáo nữa rồi. Lưu Vinh Hòa hít vào một hơi thật sâu, hắn thầm mắng. Ông nếu biết làm sao thì còn vội vàng chạy đến đây thương lượng với mày sao? Nhưng Lưu Vinh Hòa biết rõ tính tình của Đàm Hiểu Minh, lại có chút e ngại tên này, cũng không dám đắc tội với đối phương. Hắn thấy Đàm Hiểu Minh hỏi mình, thế là trầm ngâm giây lát rồi nói. Hiểu Minh, chúng ta đã thu tiền cọc về vụ nhà máy may Miên Phượng, nếu như vận tác không thành, chỉ sợ sẽ đánh mất danh dự nhiều năm chúng ta gầy dựng. Đúng vậy, anh Hiểu Minh, nếu chúng ta lần này không thành công, nếu hạng mục bị hư hại, chỉ sợ sau này sẽ không còn ai tin tưởng anh em chúng ta nữa. Tiểu Diêm nhận được con sư tử Bạch Ngọc, hắn càng giống như người một nhà của Đàm Hiểu Minh, lúc này cũng nói ra ý kiến của mình, căn bản không cần che giấu. La Sương Hào thật sự không ra gì, con bà nó vừa là một con rùa đen vừa nai lưng ra cho người ta đánh. Tôi vốn cảm thấy La Sương Hào kia chỉ là một con chó ỷ vào thế lực của bố mình. Bây giờ xem ra chỉ là khốn nạn rách rưởi mà thôi. Lưu Vinh Hòa nổi giận mắng chửi, điều này làm cho đám người chung quanh cười lớn. Đàm Hiểu Minh nhìn Lưu Vinh Hòa cười ha hả mà vẻ mặt không có chút vui sướng, hắn chờ Lưu Vinh Hòa nói xong thì trầm giọng nói. Vinh Hòa, cậu cảm thấy cười như vậy thì hay lắm sao? Theo tôi thấy sự việc lần này không đơn giản như vậy, trong sự việc La Sương Hào cúi đầu thật sự có vấn đề, nếu như không có vấn đề thì sao hắn lại ngu ngốc làm như vậy? Lưu Vinh Hòa cúi đầu không nói gì, nhưng hắn cũng rất thừa nhận lời nói của Đàm Hiểu Minh. Người kia có mối hận bị cướp vợ, còn bị vợ cắm sừng, vì sao lại buông tha cho tên Vương Tử Quân kia được? Anh Hiểu Minh, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Tiểu Diêm nhìn thoáng qua Đàm Hiểu Minh rồi khẽ nói. Chuyện này,
tôi cảm thấy chúng ta nên kịp thời thu tay lại, tuy tổn thất chút danh dự, thế nhưng họ Vương kia là một con rắn độc, chúng ta nếu cứ tiếp tục dây dưa với hắn, chỉ sợ sẽ bị cắn vào tay. Đàm Hiểu Minh trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Thu tay. Lưu Vinh Hòa tuy trong lòng có không ít đố kỵ với Vương Tử Quân thế nhưng cũng chưa đến mức vì nó mà dừng tay, hơn nữa tiền cọc đã thu vào túi, nếu nói hắn nhổ ra thì thật sự quá khó chịu. Đúng vậy, thu tay lại. Đàm Hiểu Minh đứng lên ghế salon, hắn dùng giọng chân thật đáng tin nói. Bây giờ nước ở thành phố Đông Bộ đã quá sâu, chúng ta không thể nào hiểu rõ về Vương Tử Quân, lúc này tiền là bóng quỷ, sợ rằng động vào sẽ mất mạng. Chúng ta không thể vì chút tiền mà thua sạch tất cả, hơn nữa trong tỉnh còn nhiều chuyện kiếm được tiền, thành phố Đông Bộ không làm ăn được thì chúng ta đổi sang thành phố khác. Hiểu Minh, anh nói mơ hồ như vậy sao được, Vương Tử Quân dù có lợi hại, thì sao có thể so sánh với anh em chúng ta? Hơn nữa sự việc tố cáo Vương Tử Quân không liên quan đến anh em chúng ta, cho dù hắn muốn cùng phân cao thấp với chúng ta thì cũng không có chứng cứ. Lưu Vinh Hòa chợt đứng lên khỏi ghế salon rồi dùng giọng nổi giận đùng đùng nói. Tiểu Diêm thấy Lưu Vinh Hòa đứng lên, hắn vội vàng nói. Anh Vinh Hòa, anh cứ ngồi xuống nói chuyện, anh Hiểu Minh nói như vậy cũng không phải sợ tên họ Vương, chẳng qua thấy chúng ta không đáng liều mạng với hắn. Đàm Hiểu Minh nở nụ cười lạnh lùng, hắn vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn rất mất hứng, thế là đưa mắt nhìn thoáng qua cửa rồi nói. Vào đi, ông chủ. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi nhanh chóng đi vào, vẻ mặt rất bối rối. Làm sao vậy? Đàm Hiểu Minh chợt sững sờ, hắn rất quen thuộc người đàn ông trung niên này, lại biết rõ tính cách của đối phương. Nếu như không phải xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ người này sẽ không tỏ ra bối rối như vậy. Ông chủ, Điêu Hợp Thịnh của nhà máy sắt thép Sơn Viên đã bỏ chạy, bây giờ công nhân trong xưởng đã chạy đến cổng khối chính quyền tỉnh để kêu oan. Người đàn ông trung niên vừa lau mồ hôi trán vừa dùng giọng nóng lòng như lửa đốt để báo cáo với Đàm Hiểu Minh. Vẻ mặt Đàm Hiểu Minh chợt sững sờ, hắn dùng giọng không quan tâm nói. Điều này có liên quan gì đến chúng ta? Người ta muốn kêu oan thì đi mà kêu oan, đó là sự việc của nhà máy sắt thép Sơn Viên, không liên quan đến chúng ta. Nhưng nếu tuyến trên kiểm tra sự việc, những trò chúng ta đã làm sẽ bộc lộ rõ ràng, đến lúc đó chỉ sợ xử lý không còn kịp. Người đàn ông trung niên dù không nói hết lời thế nhưng nhìn vào vẻ mặt thì ai cũng thấy hắn cực kỳ lo lắng. Đàm Hiểu Minh khẽ khoát tay áo rồi dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Không có gì, đừng nói điều tra có ra vấn đề gì không, dù có điều tra được thì tôi cũng tin không có vấn đề gì. Đúng vậy, đừng nghĩ Diệp Hoa Đình là trời, hắn không thể nào điều tra được sự việc liên quan đến anh em chúng tôi. Lưu Vinh Hòa dù đang khá bức bối với Đàm Hiểu Minh về vấn đề liên quan đến nhà máy may Miên Phượng, thế nhưng lúc này hắn cũng nhanh chóng đứng cùng chiến tuyến với Đàm Hiểu Minh. Chương 545, anh làm một, tôi đến 15. Đàm Hiểu Minh và Lưu Vinh Hòa cũng không bàn luận về vấn đề liên quan đến nhà máy may Miên Phượng, hai người bọn họ có sự ăn ý thần kỳ, nhanh chóng có sự nhất trí tạm gác chuyện này lại. Đàm Hiểu Minh phất tay bảo người đàn ông trung niên kia tiếp tục nói về sự việc liên quan đến nhà máy sắt thép Sơn Viên, sau đó Lưu Vinh Hòa đấm một cái xuống bàn dùng giọng không cam lòng nói. Xem như tên họ Vương kia may mắn một lần. Khi đám người Đàm Hiểu Minh đang trò chuyện với nhau thì Diệp Hoa Đình cũng đang đổ mồ hôi hột. Lúc này hắn cũng không còn kiêu ngạo như dĩ vãng, hắn cố gắng bảo trì trạng thái tươi cười đối mặt với Trương lão gia tử ngồi trong phòng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, ngày hôm nay sao lại xui xẻo như vậy. Diệp Hoa Đình chợt cảm thán, gương mặt tràn đầy khổ sở và bất đắc dĩ. Tiểu Diệp, có phải cậu đang cảm thấy chán ghét vì tôi đến đây không? Trương lão gia tử khẽ dựa lưng lên ghế salon rồi dùng giọng tươi cười nói. Diệp Hoa Đình thầm nghĩ ông còn chưa biết rõ sao, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính nói. Ôi, Trương lão, tôi thật sự đã có chút đón tiếp không được chu đáo, ngài cứ phê bình, nhưng ngàn vạn lần cũng đừng chê cười. Ngài nói xem. Ủy ban kỷ luật chúng tôi thật sự đang cần những lời góp ý mang tính chất xây dựng của mọi người, tôi cảm tạ ngài còn chưa kịp, thế nào lại chán ghét cho được. Trương lão gia tử giống như đã chút được gánh nặng, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ, lão dùng giọng vui mừng nói. Cậu có thể nghĩ như vậy thì tôi cũng an tâm, tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, cần đẩy nhanh tốc độ một chút. Diệp Hoa Đình cũng nở nụ cười theo sát Trương lão gia tử, giả vờ tỏ ra cực kỳ cảm kích vì sự quan tâm của Trương lão. Thế nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Dù hắn đã có phương án xử lý với sự kiện liên quan đến Vương Tử Quân,
thế nhưng Trương lão gia tử giống như vẫn không chịu buông tha. Nhiều ngày qua Trương lão gia tử thật sự giống như bóng quỷ cứ đến tìm hắn, mỗi lần đều kéo hắn đến để làm công tác tư tưởng, hắn thật sự cảm thấy rất khổ sở, thật sự cực kỳ phiền phức. Bây giờ Diệp Hoa Đình đã nắm chặt hệ thống ủy ban kỷ luật trong tỉnh, thế nhưng lúc này nói chuyện cực kỳ bị động, hơn nữa chỉ nói 2 giờ mà tỏ ra cực kỳ mệt mỏi. Trương lão gia tử mỗi ngày đều đến gặp hắn, đều chống trượng chờ trong phòng làm việc, trừ khi hắn phải chạy đi đâu đó thật xa, sống chết thế nào cũng không quay về phòng mới có thể tránh được. Tiểu Diệp, không phải ông lão như tôi không có việc gì mà xen vào chuyện của người khác, chủ yếu là cảm thấy mình là một lão đồng chí, thật lòng yêu mến những cán bộ nhiệt tình, có ý nghĩ như vậy. Cho nên tôi nói thêm với cậu vài lời, có một số thứ cậu nên nhớ cho kỹ, dù thế nào thì nó cũng xuất phát từ phương diện bảo vệ và quan tâm đến cậu. Trương lão gia tử vừa uống trà vừa cười ha hả nói lời quan tâm với Diệp Hoa Đình, điều này làm cho Diệp Hoa Đình cảm thấy cực kỳ bực mình, thế nhưng lại không dám có bất kỳ biểu hiện nào. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Hoa Đình nghe thấy thì dùng tốc độ cực nhanh để nhấc điện thoại lên. Trước kia hắn cực kỳ cảm thấy phiền phức vì tiếng chuông điện thoại, nhưng bây giờ tiếng chuông điện thoại vang lên lại giống như nhận được chiếu thư của Hoàng đế, hắn tranh thủ thời gian nhanh nhất để nghe máy. Alo, chào anh, tôi là Diệp Hoa Đình. Ngay sau khi nhấc điện thoại lên thì Diệp Hoa Đình đã cảm nhận được cảm giác giải thoát. Cái gì, có công nhân vây kín cổng khu văn phòng tỉnh ủy, còn có người tố cáo ủy ban cải cách thành phố Sơn Viên bán tống bán tháo nhà máy sắt thép Sơn Viên. Diệp Hoa Đình nghe thấy có vụ án cần giải quyết, thế là hắn thở dài một hơi, dù thế nào thì cũng quá tốt, hắn cũng không cần tiếp tục nghe Trương lão gia tử mở lời giảng dạy nữa. Trương lão, tôi cần phải chạy đến chỗ bí thư Nhiếp một chuyến, có người đến kêu oan. Diệp Hoa Đình đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng không muốn nói. Trương lão gia tử cũng đứng lên khỏi ghế salon. Cậu cứ bận rộn công tác đi, tôi đến chỗ khác đi dạo vậy. Vâng, ngài đi vui vẻ. Diệp Hoa Đình thật sự rất vui sướng, vẻ mặt lóe lên cảm giác mừng như điên. Hắn nhìn thân hình của Trương lão gia tử, hắn có chút chần chừ, cuối cùng dùng giọng lễ phép nói. Trương lão, lời dạy bảo của ngài thật sự có ý nghĩa rất lớn với tôi cực kỳ yêu thích được trò chuyện với ngài. À, vậy sao, vậy thì tốt quá, nếu không thì đến chiều tôi lại đến. Trương lão gia tử chậm rãi nghiêng đầu rồi dùng giọng cực kỳ chân thành nói. Trời! Diệp Hoa Đình thật sự sinh ra xúc động muốn tát vào mặt mình, sao mình lại như vậy chứ? Lại không quản được cái miệng của mình, bây giờ thì tốt rồi, ông cụ không những đến vào buổi sáng, thậm chí buổi chiều cũng đến giảng đạo. Trương lão, cháu cảm thấy ngài nên chú ý đến vấn đề sức khỏe, buổi chiều nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Hoa Đình trầm ngâm giây lát rồi tìm lý do lên tiếng. Dù sao ngài cũng là bảo vật trong sự nghiệp của chúng ta, cũng không thể làm cho ngài mỏi mệt được. Không có vấn đề, tôi cũng không mệt mỏi. Bí thư Diệp, chuyện liên quan đến Tiểu Giai, tôi có chút hiểu lầm với cậu, nhưng bây giờ tôi đã thấy cậu là một cán bộ đường đường chính chính và chịu khó công tác. Tôi đây tuy không có gì, thế nhưng cũng chỉ có chút kinh nghiệm, nếu không phải cậu thích có người nói chuyện, chỉ sợ sẽ có người chọc vào lưng tôi. Diệp Hoa Đình nhìn Trương lão gia tử nghênh ngang bỏ đi mà không khỏi sinh ra cảm giác dở khóc dở cười, thế nhưng hắn dù sao cũng đã có chút quen thuộc với Trương lão gia tử, bây giờ cũng có thể kiên trì chống đỡ được. Diệp Hoa Đình đi vào khu văn phòng tỉnh ủy, hắn phát hiện bí thư Nhiếp cũng không có mặt trong phòng làm việc, bí thư đang đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính ban công, bên cạnh bí thư có một nhóm cán bộ tỉnh ủy. Diệp Hoa Đình nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Nhiếp Hạ Quân, hắn cũng không chào hỏi ngay mà đưa mắt nhìn ra ngoài. Hắn thấy bên dưới có vài trăm công nhân vây quanh cổng tỉnh ủy, bọn họ đang dương những biểu ngữ hoặc tranh ảnh lên, tình huống đông đúc chật chội. Nghiêm trị đám cán bộ thái hóa biến chất, không thể bán tống bán tháo công ty nhà nước như vậy. Chúng tôi cần tiền lương, chúng tôi cần sống. Mong chính quyền tỉnh ra tay nghiêm trị đám cán bộ bán tống bán tháo tài sản quốc hữu, cho nhân dân một câu trả lời rõ ràng. Bí thư Diệp, đây là đơn tố cáo của công nhân nhà máy sắt thép Sơn Viên. Ủy ban kỷ luật các anh điều tra thật rõ ràng cho tôi. Nhiếp Hạ Quân giống như cảm ứng được Diệp Hoa Đình đã đến, lão nghiêng đầu sang nhìn rồi đưa một tờ đơn tố cáo cho Diệp Hoa Đình. Diệp Hoa Đình tiếp nhận xem xét, đây là một tờ đơn tố cáo của công nhân về tình huống bán tống bán tháo tài sản quốc hữu ở nhà máy sắt thép Sơn Viên. Hắn thấy đây chỉ là một tờ đơn vỉa hè, trên cơ bản không có bao nhiêu giá trị. Bí thư Nhiếp, tờ đơn này phản ánh vấn đề khá nghiêm trọng. Diệp Hoa Đình dùng giọng lập lờ nước đôi nói,
hắn chỉ muốn Nhiếp Hạ Quân bày tỏ thái độ. Nhiếp Hạ Quân gật đầu nói. Tôi vừa nhận được tin tức từ Cục Công an, Giám đốc Điêu Hợp Thịnh mua lại nhà máy sắt thép Sơn Viên đã bỏ chạy. Bỏ chạy. Diệp Hoa Đình cũng ý thức không thể không điều tra, thế là hắn cười nói. Vậy thì chúng tôi sẽ điều tra thật rõ ràng. Diệp Hoa Đình quay về phòng làm việc của mình chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của người quen, người này nói chuyện rất lòng vòng, nói về không ít những sự việc có liên quan đến nhà máy sắt thép Sơn Viên, nhưng lại căn bản không nói một lời cầu tình. Diệp Hoa Đình hiểu được ý nghĩ của đối phương, hắn lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải xử lý vụ này cực kỳ an phận. Vì vậy hắn gọi Phó Bí Thư Đoạn Uy Bằng đến phòng làm việc của mình. Tuy Đoạn Uy Bằng làm không tốt chuyện liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng người này vẫn được Diệp Hoa Đình tín nhiệm. Anh Đoạn, anh nhất định phải điều tra sự việc xảy ra ở nhà máy sắt thép Sơn Viên này thật sự rõ ràng, phải cho tỉnh ủy và công nhân nhà máy một câu trả lời thuyết phục. Diệp Hoa Đình đưa tờ đơn cho Đoạn Uy Bằng, sau đó trầm giọng dặn dò. Đoạn Uy Bằng có thể trở thành tâm phúc của Diệp Hoa Đình thì tất nhiên sẽ hiểu ý nghĩa lời nói phát ra từ miệng của lãnh đạo mình, hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không để xuất hiện chút cạm bẫy nào. À, vậy thì tốt, có gì khó khăn cứ nói với tôi chờ tin tức thắng lợi của anh. Diệp Hoa Đình cười gật đầu, bày ra bộ dạng có tôi làm chỗ dựa, anh đừng quá lo lắng. Cứ như vậy mà cuộc điều tra về nhà máy sắt thép Sơn Viên dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy đã được bắt đầu cực kỳ hoành tráng, nhưng dù là nhân viên điều tra hay đám người Đàm Hiểu Minh đều thật sự sinh ra ăn ý với nhau. Đám người Đàm Hiểu Minh cực kỳ ăn ý, thế nhưng Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ lại không muốn cho bọn họ có thể ăn ý. Lúc này Vương Tử Quân phần lớn thời gian đều ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào sự việc này. Sau khi nhận được tin tức truyền đến từ tổ điều tra, khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Nếu lửa cháy không được, tôi sẽ cho thêm chút xăng. Vương Tử Quân khẽ nói, sau đó hắn cầm điện thoại di động của mình lên. Khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Quốc Lương khẽ đi vào với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chủ tịch Vương, Bí Thư Đồng mời anh đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Sau khi châm trà cho Vương Tử Quân thì Triệu Quốc Lương khẽ nói. Triệu Quốc Lương lúc này thật sự có chút không yên, hắn là thư ký của Vương Tử Quân, hắn có thể cảm nhận được bầu không khí quỷ dị giữa hai vị lãnh đạo khối chính quyền và thị ủy. Bây giờ Đồng Quốc Khánh mời Vương Tử Quân sang, liệu Vương Tử Quân có chịu sang không? Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống nói. Bí thư Đồng có nói liên quan đến sự việc gì không? Là muốn cùng anh thương lượng về vấn đề liên quan đến nhà máy may Miên Phượng. Triệu Quốc Lương đã hỏi rất rõ ràng. Thế cho nên trả lời cực kỳ nhanh chóng. Tốt, tôi sẽ qua ngay. Tuy mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh đã trở nên rất kỳ diệu, thế nhưng càng là lúc này thì Vương Tử Quân càng phải biểu hiện sự tôn trọng lãnh đạo, dù sao thì Đồng Quốc Khánh mới chính là bí thư thị ủy. Sau khi uống xong ly trà thì Vương Tử Quân đi về phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh. Thư ký của Đồng Quốc Khánh đã sớm đứng bên ngoài chờ Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân đến thì nhanh chóng mở cửa phòng làm việc của bí thư Đồng. Đồng Quốc Khánh đang ngồi một mình trong phòng, hắn đang châm nước vào ấm trà, sau khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì nở nụ cười nhàn nhạt nói. Chủ tịch Tử Quân, mời anh ngồi bên này, mời anh nếm thử tài nghệ pha trà của tôi. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Đồng Quốc Khánh, hắn nhận lấy ly trà Đồng Quốc Khánh đưa đến rồi uống một ngụm, sau đó cười nói. Bí thư Đồng, trà thật sự rất có hương vị, thật sự rất ngon. Nếu là ngon thì uống nhiều một chút. Đồng Quốc Khánh vừa nói vừa cầm lấy ấm trà tử sa châm thêm cho Vương Tử Quân. Hai ngày trước tôi có một người bạn công tác ở phía Nam về nhà thăm người thân, đã đưa về cho tôi hai bộ dụng cụ pha trà, hôm nay sử dụng cảm thấy thật sự rất tốt. Nếu anh cảm thấy trà pha từ bộ dụng cụ này uống rất ngon, như vậy có thể lấy về một bộ, lúc rảnh rỗi có thể nâng tay nghề pha trà của mình. Vương Tử Quân căn bản không muốn từ chối ý tốt của Đồng Quốc Khánh, hắn cười cười nói. Thì ra bí thư Đồng còn có một bộ khác, làm hại tôi vừa rồi thiếu chút nữa đã có ý nghĩ muốn cướp thứ mà người khác yêu thích về làm của mình. Hai người cố gắng điều tiết bầu không khí, thế cho nên bầu không khí cực kỳ hài hòa. Đồng Quốc Khánh rót trà cho Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch Tử Quân, bây giờ thành phố chúng ta phát triển kinh tế khá tốt, nhưng tôi cảm thấy sự việc liên quan đến nhà máy may Miên Phượng cần phải giải quyết cho gọn gàng dứt điểm. Không thể tiếp tục rông dài, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến tình huống phát triển kinh tế của cả thành phố.
tôi cảm thấy sự việc liên quan đến nhà máy may Miên Phường cũng nên giải quyết được rồi. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Đồng Quốc Khánh nhìn vẻ mặt trẻ tuổi của vị chủ tịch thành phố trước mặt mình mà thầm cảm thán một tiếng. Tuy hắn thật sự không muốn thừa nhận, thế nhưng khi cho ra một quyết sách gì đó thì hắn thật sự không thể không cố kỵ ý kiến của vị chủ tịch trẻ tuổi này. Chủ tịch Vương, trước đó chủ tịch Chí Trường đã báo cáo cho tôi về tình huống đàm phán với công ty Đức Lương, anh ấy nói công ty Đức Lương bây giờ đã mất kiên nhẫn, bọn họ yêu cầu chúng ta phải cho ra một thái độ rõ ràng, nếu không bọn họ sẽ không tiếp tục phương án thu mua nhà máy may Miên Phường. Đồng Quốc Khánh khẽ nhấc ấm trà Tử Sa lên rồi nói. Dù chỗ nào cũng có cỏ thơm, thế nhưng bây giờ muốn tìm một công ty trong tỉnh tiếp nhận nhà máy may Miên Phường cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngày hôm qua tôi cũng đã gặp mặt vài vị giám đốc ngân hàng, bọn họ đều nói sẽ không tiếp tục cho nhà máy may Miên Phường vay tiền. Phương án thu mua của công ty Đức Lương có thay đổi gì không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm nói. Đúng vậy, không có biến hóa gì cả. Đồng Quốc Khánh trầm giọng nói. Chủ tịch Tử Quân, tôi biết rõ anh cảm thấy đáng tiếc vì làm như vậy không khác nào cho không một xí nghiệp cho tư nhân. Thế nhưng đôi khi chúng ta cần phải có tinh thần tráng sĩ chặt đứt một tay, chúng ta cũng không thể cứ mãi nghĩ theo chiều hướng chu toàn, còn phải xem xét vấn đề tổn thất của chính công nhân nhà máy. Vương Tử Quân rút ra một điếu thuốc đưa cho Đồng Quốc Khánh, lại tự mình châm lửa hít vào một hơi. Khi khói trắng lượn lờ trước mặt, hắn trầm giọng nói. Tôi vẫn không đồng ý. Chủ tịch Vương, anh có phương án nào khác không? Nếu như không có... Như vậy ý kiến không đồng ý của anh chẳng khác nào một lời nói không chịu trách nhiệm. Đồng Quốc Khánh hít vào một hơi thuốc thật sâu rồi trầm giọng nói. Cảm ơn Bí Thư Đoạn, nếu hôm nay Bí Thư Diệp không có gì phân phó, tôi sẽ làm phiền Bí Thư Đoạn một lần. Hai người nói chuyện vài câu thì đi đến cửa phòng làm việc của Diệp Hoa Đình, tất nhiên Diệp Hoa Đình cũng đã sớm chờ Đoạn Uy Bằng đi đến. Sau khi Đoạn Uy Bằng đi vào và ngồi xuống, Diệp Hoa Đình cười nói. Uy Bằng! Hai ngày qua tôi đã nói chuyện khá nhiều với đồng chí Tròn cơ quan, rất nhiều người nói anh là một thành viên phúc tướng, đánh đâu thắng đó, mỗi lần lên ngựa đều mang về tin chiến thắng, lần này anh đưa đến cho tôi tin tức gì đây? Đoạn Uy Bằng cười hì hì nói. Bí Thư Diệp, anh đừng nên nghe đám người kia nói huyên thuyên, tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thế cho nên bây giờ tôi đưa đến cho ngài một chuyện khó giải quyết. Đoạn Uy Bằng vừa nói vừa dùng hai tay đưa văn kiện đến trước mặt Diệp Hoa Đình. Sau đó hắn cười nói. Bí Thư Diệp, sự việc liên quan đến nhà máy sắt thép Sơn Viên căn bản đã được điều tra rõ ràng, nguyên giám đốc nhà máy sắt thép là Lý Vệ Luân và Diêu Hợp Thịnh đã cấu kết với nhau, hai người liên thủ nuốt nhà máy sắt thép Sơn Viên. Qua quá trình điều tra, Lý Vệ Luân hoàn thành vụ việc lần này và được Diêu Hợp Thịnh trả phí 1 triệu. Trong mắt Diệp Hoa Đình lóe lên nụ cười nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ khổ sở. Ôi, Bí Thư Uy Bằng, vụ án này làm tôi cảm thấy rất đau lòng. Lý Vệ Luận rõ ràng là con chuột lớn, là ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy, để bọn họ không có chút cố kỵ nào. Đối với hiện tượng này thì chúng ta nhất quyết phải điều tra xử lý thật nghiêm, cần phải truy hồi tổn thất lớn nhất, cũng phải đưa vụ này thành án điển hình, bày ra không gian tốt cho cả tỉnh. Bí Thư Diệp, toàn thể nhân viên tổ công tác chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo sắp xếp của lãnh đạo để chứng thực và xử lý vụ này thật nghiêm túc. Đoạn Uy Bằng nhanh chóng ưỡn ngực lên nói. Diệp Hoa Đình rất tán thưởng thái độ này của Đoạn Uy Bằng, hắn cười ha hả nói. Uy Bằng, Ủy ban kỷ luật chúng ta thật sự cần những người biết duy trì hiện thực, thái độ công tác tốt như anh. Lần này các anh có thể xử lý xong vụ án phức tạp trong thời gian ngắn như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Có câu lập công phải ban thưởng, anh nói với toàn thể đồng chí tham gia vụ án lần này, đợi sau khi xong xuôi, tôi sẽ mời bọn họ một bữa cơm rau dưa. Cảm ơn Bí Thư Diệp. Tôi tin tưởng các đồng chí được nghe lời quan tâm của anh thì nhất định sẽ vui mừng như điên. Đoạn Uy Bằng cảm thấy rất vui sướng, có thể để cho Diệp Hoa Đình mời khách thì rõ ràng là cực kỳ có thể diện, sau này quan hệ giữa hắn và Diệp Hoa Đình sẽ liên tục tăng tiến. Tốt! Diệp Hoa Đình gật đầu cười cười, sau đó nói thêm vài câu với Đoạn Uy Bằng, cuối cùng cầm báo cáo lên xem. Tất nhiên Đoạn Uy Bằng sẽ thức thời rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Diệp Hoa Đình xem xét bản báo cáo một lượt. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Đoạn Uy Bằng có thể nói là lĩnh hội đầy đủ tinh thần của mình, xử lý sự việc vừa đúng, một viên giám đốc ra đi cũng xem như là một câu trả lời thuyết phục cho đám công nhân kia. Diệp Hoa Đình cảm thấy cực kỳ đắc ý, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại lên bấm số. Hắn cười ha hả nói chuyện với đầu dây bên kia,
sau đó lại lên tiếng nói sơ qua phương hướng xử lý vụ án lần này. Người ở đầu dây bên kia cũng cực kỳ cảm tạ, nói những lời cảm ơn chân thành, sau đó chuyển chủ đề. Tuy người này cũng không nói thêm lời nào quá lố, thế nhưng lại dùng giọng chân thành mời Bí Thư Diệp khi nào có thời gian thì tụ hội một lần. Diệp Hoa Đình rất thỏa mãn với cuộc điện thoại của mình, hắn nở nụ cười cúp điện thoại, sau đó hắn mở tài liệu ra, cẩn thận lật hai trang rồi đặt lên bàn làm việc của mình. Bí Thư, vừa rồi văn phòng Bí Thư Nhiếp gọi điện thoại đến, nói là 3 giờ chiều anh đến phòng làm việc của Bí Thư Nhiếp. Tiết Tự Lập gõ cửa đi vào, hắn giúp Bí Thư Diệp dọn dẹp những món đồ mất trật tự trên bàn làm việc, sau đó khẽ nói với Diệp Hoa Đình. Tốt, tôi biết rồi. Diệp Hoa Đình khẽ dựa lưng lên ghế salon, sau đó hắn đột nhiên nói. Tôi nói cậu tìm những thứ kia, thế nào rồi? Bí Thư Diệp, đã xong rồi, nhưng đơn thư tố cáo về Vương Tử Quân trong Ủy ban kỷ luật chúng ta cũng không nhiều. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với một người bạn đang công tác ở phòng văn thư thành phố An Dịch, để xem ở thành phố An Dịch có đơn thư tố cáo Vương Tử Quân hay không. Tiết Tự Lập vừa châm trà giúp Diệp Hoa Đình vừa khẽ nói. Diệp Hoa Đình không nói gì nhưng ánh mắt rất lạnh lẽo. Tiết Tự Lập nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hoa Đình, hắn chợt dùng mình rồi vội vàng khẽ nói. Bí Thư Diệp cứ yên tâm, bạn học của tôi là người có thể tin cậy. Tiểu Tiết, làm việc nhất định phải ổn thỏa, có một số việc không làm không sao, nếu đã làm thì không nên để lại chút tì vết nào. Diệp Hoa Đình rất thỏa mãn với thái độ của Tiết Tự Lập, hắn phất phất tay thản nhiên phân phó. Tiết Tự Lập thấy Bí Thư Diệp Hoa Đình cuối cùng cũng tha thứ cho mình, hắn thở dài một hơi. Hắn đã được hưởng thụ những vinh dự mà thư ký của Bí Thư Ủy ban kỷ luật mang đến, hắn cũng không muốn bị thất sủng rồi lặp lại thời gian khốn khổ như dĩ vãng. Bí Thư Diệp, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Tiết Tự Lập dùng giọng cực kỳ chân thành tỏ thái độ với Diệp Hoa Đình. À, biết sai thì sửa, như vậy mới là tốt. Tiểu Tiết là một mầm mống tốt, sau này nhất định phải làm việc cho thật tốt, có biết không? Diệp Hoa Đình nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói tiếp. Chuyện này dù cậu xử lý có chút thiếu ôn thỏa, thế nhưng xuất phát điểm rất tốt, lần này xem như xong. Vâng. Tiết Tự Lập vội vàng lên tiếng rồi nói tiếp. Bạn học của tôi nói ở thành phố An Dịch có khá nhiều đơn thư tố cáo Vương Tử Quân, đợi khi nào cậu ấy tìm được cơ hội sẽ sao chép và đưa đến cho tôi. Cậu không nên đích thân tìm đến tiếp nhận đơn thư từ trong tay bạn mình, dù sao thì thân phận của cậu cũng quá mẫn cảm. Diệp Hoa Đình khoát tay áo trầm giọng nói với Tiết Tự Lập. Tiết Tự Lập đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Hoa Đình, hắn cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng càng là như vậy thì hắn càng cảm thấy quyết tâm ra tay của lãnh đạo mình với Vương Tử Quân, nếu mình cung cấp đủ đạn dược cho lãnh đạo, như vậy địa vị của mình trong lòng Bí Thư sẽ tăng tiến mạnh mẽ. Tự Lập, Bí Thư Diệp có trong phòng làm việc sao? Khi Tiết Tự Lập đang trầm ngâm cố gắng tiến thêm một bước trong công tác sưu tập đơn thư về Vương Tử Quân thì Đoạn Uy Bằng vội vàng chạy đến. Vẻ mặt Đoạn Uy Bằng thật sự tràn đầy bối rối. Tiết Tự Lập chưa từng thấy Đoạn Uy Bằng có bộ dạng như vậy, hắn vội vàng gác những suy nghĩ miên man trong lòng rồi nói. Bí Thư Diệp đang ở trong phòng, Bí Thư Đoạn, anh có việc gì sao? Nhanh lên, tôi muốn gặp Bí Thư ngay. Đoạn Uy Bằng lúc này cũng bất chấp gì khác, hắn nhanh chóng chạy vào trong phòng của Diệp Hoa Đình. Bí Thư Diệp, không tốt rồi. Đoạn Uy Bằng nhìn thấy Diệp Hoa Đình thì hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng dồn dập nói. Diệp Hoa Đình lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đoạn Uy Bằng, sau đó trầm giọng nói. Bí Thư Đoạn, anh là một cán bộ lãnh đạo, anh nhìn bộ dạng của mình kia. Tôi nói cho anh biết, nếu bộ dạng này của anh truyền ra ngoài, chỉ sợ hình tượng của Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ mất hết. Bí Thư Diệp, tôi sai rồi. Đoạn Uy Bằng cũng không dám ngồi, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Bí Thư Diệp, Điêu Hợp Thịnh bị các đồng chí cảnh sát ở tỉnh phía Nam bắt được, hơn nữa sau khi bị bắt đã nhanh chóng báo cáo tất cả. Vẻ mặt Diệp Hoa Đình chợt khẽ động, hắn vốn còn muốn bảo trì sự bình tĩnh, thế nhưng vẫn không nhịn được phải đứng lên. Bị tỉnh hàng xóm bắt được. Đúng vậy, Điêu Hợp Thịnh đã nói ra tất cả, Phó Bí Thư Triệu của tỉnh hàng xóm đã tự mình đưa Điêu Hợp Thịnh đến. Nghe nói khi Điêu Hợp Thịnh khai báo, có nói giao 20 triệu tiền phí cho công ty Đức Lương. Đoạn Uy Bằng xem như đã hoàn toàn bình tĩnh, hắn dùng giọng trầm thấp báo cáo tất cả. Tỉnh hàng xóm sao có thể bắt được Điêu Hợp Thịnh? Diệp Hoa Đình đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình, hắn dùng giọng vội vàng sao động nói. Chúng tôi phát công văn, yêu cầu các tỉnh hỗ trợ bắt giữ Điêu Hợp Thịnh.
Đoạn Uy Bằng cúi đầu xuống thấp vài phần, nhưng sau đó lại giải thích. Nhưng đây là thông lệ, trên thực tế. Tôi không thích nghe những lời này, tôi muốn biết kết quả. Diệp Hoa Đình lúc này không còn chút hòa khí như vừa rồi, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoạn Uy Bằng, bộ dạng của bí thư Diệp thật sự làm cho hắn cảm thấy phát lạnh. Đoạn Uy Bằng muốn giải thích nhưng bây giờ Điêu Hợp Thịnh đã nói quá rõ ràng với Ủy ban Kỷ luật tỉnh hàng xóm, chứng cứ đã quá rõ ràng, hắn có biện pháp nào khác sao? Anh đi ra ngoài cho tôi. Diệp Hoa Đình đã tỉnh táo trở lại, hắn phất tay với Đoạn Uy Bằng, trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Đoạn Uy Bằng há hốc miệng, cuối cùng rũ rượi đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Hoa Đình. Lúc này Diệp Hoa Đình ở trong phòng làm việc cũng cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Hắn nhìn tài liệu đặt trên bàn chuẩn bị báo cáo cho bí thư Nhiếp Hạ Quân, trong lòng liên tục cười khổ. Thầm nghĩ mình quá xui xẻo, phát đi một công văn yêu cầu hỗ trợ, không ngờ tỉnh hàng xóm thật sự bắt được Điêu Hợp Thịnh. Điêu Hợp Thịnh đã nói về công ty Đức Lương, như vậy thì ra tay với công ty Đức Lương. Còn bà nó, dù sao cũng là như vậy, chính mình mở miệng giải thích với người bạn cũng không có vấn đề gì khó khăn. Sau khi suy xét cẩn thận hậu quả, Diệp Hoa Đình thầm cho ra quyết đoán. Lúc này sự việc không còn nằm trong tầm tay của hắn nữa rồi, đến tình huống này dù sự việc có đâm nát tay thì hắn cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Diệp Hoa Đình ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, hắn xem xét những lời mình sẽ nói với người bạn ở phía bên kia, sau đó hắn đưa tay về phía điện thoại. Nhưng hắn còn chưa động vào điện thoại thì tiếng chuông đã vang lên. Tút tút tút, tiếng chuông trong trẻo vang lên mạnh mẽ trong phòng yên tĩnh, Diệp Hoa Đình nhìn số điện thoại người gọi đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi tiếp nhận. Bí thư Diệp phải không? Tôi là Nhiếp Hạ Quân. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy nụ cười của Nhiếp Hạ Quân. Chào bí thư Nhiếp. Diệp Hoa Đình tuy không biết lúc này Nhiếp Hạ Quân gọi điện thoại cho mình là có ý gì, thế nhưng hắn vẫn nhiệt tình lên tiếng. Tiếng cười cởi mở của Nhiếp Hạ Quân truyền đến từ đầu dây bên kia, sau đó Nhiếp Hạ Quân nói. Bí thư Hoa Đình, anh làm rất tốt vụ án của nhà máy sắt thép Sơn Viên, vừa rồi bí thư Tần của tỉnh hàng xóm đã gọi điện thoại đến. Đặc biệt khen ngợi Ủy ban Kỷ luật các anh làm việc can đảm cẩn trọng, chú ý nguyên tắc, cho ra nhiều biện pháp linh hoạt để liên hợp phá án với tỉnh hàng xóm. Điều này là rất tốt, tôi thay mặt cho tỉnh ủy đề xuất khen ngợi công tác của anh. Diệp Hoa Đình cảm thấy khổ sở, đồng thời còn sinh ra cảm giác muốn khóc. Nếu như trước kia công lao đều đổ lên đầu hắn, khi đó hắn cười còn không kịp, nhưng bây giờ hắn thật sự sinh ra một xúc động muốn khóc. Lúc này Diệp Hoa Đình có thể nói thế nào với Nhiếp Hạ Quân? Hắn không thể nói gì hơn, vì vậy hắn chỉ có thể thành thật nói. Bí thư Nhiếp, đây là công lao của tất cả các đồng chí, tôi không? Được rồi bí thư Hoa Đình, anh cũng đừng khiêm tốn trước mặt tôi, anh cứ giữ lại những lời như vậy, sau đó chờ để giới thiệu kinh nghiệm với các vị đồng chí của tỉnh hàng xóm sang đây học tập. Người ta nói tuy Điêu Hợp Thịnh bị bọn họ bắt được, thế nhưng bọn họ vẫn muốn học tập phương án mới mẻ của chúng ta, học tập để tăng cường thái độ công tác của đơn vị trong tỉnh. Nhiếp Hạ Quân thật sự rất hào hứng, lão vừa cười vừa nói. Anh Diệp, anh làm rất tốt, thế này đi, tối nay mở tiệc rượu hoan nghênh và chừa cho tôi một vị trí, tôi sẽ uống vài ly với các đồng chí tỉnh bạn mới được. Vâng, bí thư Nhiếp, tôi sẽ nhất định chuyển lời của anh đến các đồng chí hàng xóm. Diệp Hoa Đình càng nghe càng cảm thấy khó chịu, hắn biết rõ bí thư Nhiếp nói ra những lời này rõ ràng muốn ép mình, hắn thật sự không muốn công lao trời ơi của sự việc lần này rơi lên đầu mình. Nhiếp Hạ Quân tiếp tục khen ngợi thêm hai câu rồi cúp điện thoại, Diệp Hoa Đình đặt điện thoại lên bàn với bộ dạng mất hết sức lực, đầu óc rối loạn. Thật sự quá khổ sở, chính Diệp Hoa Đình đưa ra yêu cầu xử lý an phận, sao lại trở thành thế này? Bây giờ thì tốt, rác thải đổ lên đầu mình, công lao rơi lên người mình, hắn dù có muốn giải thích cũng không ai muốn nghe nữa rồi. Diệp Hoa Đình tuy thật sự kêu khổ, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người thường. Xua khi trấn tĩnh tâm thần thì hắn cầm điện thoại gọi đi, dù sao đã đến nước này, bây giờ việc quan trọng nhất là cứu vãn mối quan hệ của mình với người bên kia. Điện thoại vang lên vài tiếng nhưng không ai nghe máy, Diệp Hoa Đình tuy cố gắng tỉnh táo nhưng tâm tư thật sự khó thể nào nghe lời. Khi hắn cho rằng đối phương sẽ không nghe máy, đúng lúc đầu dây bên kia vang lên một tiếng alo. Anh à, tôi cho anh. Diệp Hoa Đình cảm thấy rất vui vẻ, hắn vội vàng đổi cách xưng hô giống như dĩ vãng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu thản nhiên. Bí thư Diệp thật sự ra tay bất phàm, tôi thật sự bội phục, chỗ này của tôi còn có chút việc bận, sau này trò chuyện thêm. Anh, điều nà.
Diệp Hoa Đình thật sự rất hối hận, nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì bên kia đã cúp điện thoại. Hắn nghe thấy những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại mà thật sự sinh ra xúc động muốn đập vỡ ống nghe. Con bà nó, đây không phải là tôi làm. Diệp Hoa Đình giống lên với ống nghe, sau đó mới đặt điện thoại lên bàn giống như thoát lực. Hắn ngồi lên chiếc ghế của mình, hắn hiểu rõ quan hệ của mình và người kia căn bản sẽ khó thể nào quay về như trước kia cho được. Đáng tiếc. Diệp Hoa Đình thật sự cảm khái, hắn cảm thấy có một cảm giác lo lắng khó chịu, dù sao thì quan hệ với người kia cũng không dễ dàng gây dựng, bây giờ tất cả bị hủy, hắn thật sự rất khó chịu. Bí thư Diệp, phó bí thư Triệu của tỉnh hàng xóm đã đến, văn phòng xin chỉ thị, ngài có ra nghênh đón không? Tiết Tự Lập thấy lãnh đạo của mình có tâm tình không tốt, nếu không phải bị ép vào xin chỉ thị, hắn sẽ không vào đây. Nghênh đón cái. Diệp Hoa Đình định nói ra một chữ thô tục thế nhưng đã nhanh chóng ngậm miệng lại, cố gắng nuốt lời vào bụng. Hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề. Tất nhiên là nghênh đón, bí thư Triệu đã bận rộn vì chúng ta nếu không nghênh đón thì cũng không hay, dù sao người được đưa đến cũng là phạm nhân của tỉnh chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.